Liền ở Lục Bằng Bân mất mát hết sức, cho rằng Dương Nghị Vân muốn từ bỏ thời điểm, trong tai đột nhiên truyền đến Dương Nghị Vân chém đinh chặt sắt thanh âm nói, Lục Bằng Bân nghe hảo, tiểu gia ta áp thượng hết thảy, liền bồi ngươi điên cuồng một phen, nhân sinh khó được vài lần điên, chúng ta liền điên cuồng một lần, liền dựa theo ngươi nói kiến tạo, tiên thạch việc, không phải ngươi nhọc lòng sự, cái này ta tới nghĩ cách. Ta chỉ có một yêu cầu, đệ nhất, đệ nhất, đệ nhất, ngươi cái lão tiểu tử cho ta chế tạo ra tiên giới đệ nhất tới, các phương diện đệ nhất tới, nhất định phải so với kia chút cái gọi là tiên tôn chí tôn đạo tràng muốn cao cấp vân môn, khả năng làm được. Lục Bằng Bân cả người chấn động, nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, sắc mặt đều kích động đỏ bừng, lắp bắp nói, có thể. Có thể có thể có thể, môn chủ yên tâm, ta nhất định không phụ sở vọng, chế tạo ra tiên giới đệ nhất vân môn tới, liền tính là đua thượng này mạng già cũng không tiếc, đây là ta đại đạo, ta muốn phá nói niết bàn, liền phải chế tạo ra tiên giới đệ nhất cung điện kiến trúc tới. Vậy hướng về tiên giới đệ nhất nỗ lực lên, Dương Nghị Vân ánh mắt sáng ngời nhếch miệng nói. Dương Nghị Vân hạ quyết tâm, nếu làm vậy muốn hoàn thành. Bất luận cái gì sự, đều yêu cầu chính là kiên trì hai chữ. Nếu đụng tới một chút khó khăn liền bắt đầu lùi bước nói, như vậy đến cuối cùng cái gì đều làm không thành. Chính như theo đuổi đại đạo giống nhau. So sánh với kiến tạo tiên giới đệ nhất cung điện tông môn chuyện này, theo đuổi càng cao trình tự đại đạo, kỳ thật mới là càng thêm gian nan mờ ảo đồ vật. Mà chế tạo tiên giới đệ nhất phân môn, đối hắn khó khăn tới nói, đơn giản là tài vụ tài nguyên vấn đề, cái này là nhưng chờ mong cũng có thể giải quyết, không giống theo đuổi đại đạo ngươi nỗ lực lúc sau, cũng không nhất định là có thể đạt tới. Ít nhất kiến tạo một cái đệ nhất tiên môn, chỉ cần có được cũng đủ tài lực, chính là có thể chế tạo ra tới. Như thế vì cái gì không kiên trì, không nỗ lực đâu. Lại nói Dương Mỗ Nhân cũng là hảo mặt mũi người, cũng không nghĩ bị người chê cười, hơn nữa hắn đã ở nhị sư huynh cùng những người khác trước mặt dưới háng cửa biển muốn chế tạo lớn nhất tốt nhất tiên giới tông môn. Đến nỗi tài lực vấn đề, vậy nghĩ cách đi. Lục Bằng Bân được đến Dương Nghị Vân khẳng định, vô cùng kích động đi rồi, nhiệt tình 10 phần, tỏ vẻ nhất định sẽ dụng tâm kiến tạo. Đến nỗi Dương Mỗ Nhân bắt đầu chuẩn bị vẽ hắn cảm nhận trung vân môn căn cứ nội môn kiến trúc lam đồ. Nội môn tất nhiên là trọng trung chi trọng, yêu cầu chính mình tư nhân không gian, cũng yêu cầu thành viên trung tâm nơi nghị sự đại sảnh vi. 3.000 dặm nội môn nơi sân là không thành vấn đề, hắn cũng chỉ yêu cầu thiết kế ra bản thân một bộ phận, dư lại giao cho Lục Bằng Bân đi chế tạo đi, toàn bộ vân môn trong ngoài kiến tạo sẽ là hạng nhất vô cùng trọng đại công trình, cũng không phải một sớm một chiều là có thể kiến thành. Chậm rãi phát triển đi. Dương Nghị Vân đi tới lão cây liễu nơi. Cùng lão cây liễu chào hỏi qua sau liền bắt đầu thiết kế nội môn thiết kế đồ, nơi này bị hắn hạ lệnh trở thành cấm địa, thực an tĩnh. Đứng ở sơn điên phía trên, lấy pháp lực vì bút mực, bắt đầu vẽ. Lên núi đó là kiến tạo nơi, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, vận chuyển pháp lực khắc họa dựng lên. Đầu tiên hắn họa ra một cái có thể ước chừng cất chứa vạn người quảng trường, đặt tên Vân Môn Tổ Sư quảng trường là họa ra một tôn cao ước 30 mét pho tượng. Đúng là lão nhân, đây là vân môn tổ sư gia. Mỗi một cái vân môn con cháu nhập môn cùng vân môn trọng đại việc đều sẽ ở tổ sư quảng trường cử hành. Lúc sau đó là tổ sư điện, thiết kế 9 tầng cổ tháp, bên trong sẽ là mỗi một cái vân môn người bản mạng bài nơi, 9 tầng cất chứa 10 vạn đệ tử mệnh bài, đây là phương tiện ngày sau nắm giữ mỗi cái đệ tử họa phúc. Ở lúc sau đó là nghị sự đại điện, Dương Nghị Vân sáng tạo khác người, trực tiếp pháp lực khắc họa ra một đống hiện đại hóa cao ốc. Chia làm 9 tầng, nhưng 9 tầng đại lâu độ cao lại là đạt tới 300 mễ, thẳng tận trời cao, vì vân môn tượng trưng kiến trúc. Tề danh nghị sự cao ốc, tương lai sẽ chọn dùng hội nghị tình thế, tương đối hiện đại hóa tự do một ít, đương nhiên cũng có hội kiến ngoại lai khách nhân nghị sự đại điện, liền tương đối nghiêm ngặt. Dù sao 9 tầng là cũng đủ dùng, tầng thứ nhất đã kêu ngoại giao đại điện, tầng thứ hai vân môn trong ngoài đại điện, tầng thứ ba là trung tâm đại điện, tầng thứ tư trở thành công pháp đại điện. Lúc sau tầng lầu, chậm rãi hoàn thiện đó là vân môn cao ốc giải quyết chính là sở hữu làm công. Ở lúc sau đó là chính mình sở trụ tứ hợp viện chọn dùng Tô Châu Lâm Viên cái loại này phong cách, chế tạo một vòng lớn. Chờ Dương Nghị Vân pháp lực khắc họa hoàn thành cũng mới chiếm dụng trước mặt 100 dặm nơi, 3.000 dặm nội môn, băng sơn một góc, nhưng Dương Nghị Vân biết vậy là đủ rồi, xem như vậy, đối với hắn tới nói quả thực là chế tạo ra một tòa hiện đại hóa thành trì. Khoan thành bình thản đường cái, ngọn đèn dầu huy hoàng đèn đường từ từ, xinh đẹp chính là một tòa hiện đại hóa thành thị. Tu sửa rất nhiều đại lâu,
Dương Nghị Vân nghĩ tương lai Vân Môn nội môn người đều có thể cư trú tiến vào đó là. Đến lúc đó náo nhiệt. Hoa ba ngày thời gian, rốt cuộc hoàn thành một tòa hắn cảm nhận chung hiện đại hóa thành thị, ở tiên giới độc nhất vô nhị thành thị, Dương Nghị Vân đem thành phố này, đặt tên lại Vân Môn nhớ nhà thành. Đứng ở lão cây liễu nơi ngọn núi đỉnh, nhìn pháp lực khắc họa mà ra thành thị, Dương Nghị Vân lau lau cái trán mồ hôi, tuy rằng tiêu hao rất nhiều pháp lực, nhưng lại rất vừa lòng. Nhìn nhớ nhà trong thành dù sao giao nhau bốn phương thông suốt khoan thành con đường, trực tiếp là song hướng tám đường xe chạy, lẩm bẩm, nếu là địa cầu tất cả đều là bực này rộng mở đại đạo, liền sẽ không có tai nạn xe cộ đi. Nói xong chính hắn đều cười. Nơi này là sẽ không có tai nạn xe cộ phát sinh bởi vì không xe. Bất quá hắn nghĩ có lẽ về sau có thể hồi một chuyến địa cầu, lộng điểm xe thể thao tới, nhàn tới không có việc gì lưu lưu xe có lẽ có khác một phen phong tình. Đang xem cao ốc building chi gian tổng giác thiếu điểm cái gì. Ngẫm lại Dương Nghị Vân là xanh hóa vấn đề, đối với vấn đề này, hắn chuẩn bị giao cho mẫu đơn nương nương những cái đó thủ hạ tiên nữ đi, 600 cỏ cây tinh quái, chính là trời sinh thành thị xanh hóa thợ thủ công, toàn bộ Vân Môn xanh hóa vấn đề giao cho các nàng tới chế tạo xử lý. Có lẽ sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Bởi vì những cái đó tiên nữ bản thân liền cỏ cây hoa thạch thành tinh, muốn cho địa phương nào mọc ra hoa cỏ tới là có thể mọc ra tới. Đứng ở đỉnh núi nhìn xuống cả tòa thành thị, tất cả đều là pháp lực khắc họa, trên cơ bản cùng chân thật không khác nhau. Hắn vừa lòng. Mà lúc này Nhiếp Hồn lão tổ đám người, lại là thấy được Dương Nghị Vân lấy pháp lực khắc họa ra một tòa hiện đại hóa thành thị, một đám đều tò mò vô cùng đi vào thành thị quan khán. Bọn họ một đám trực tiếp thân thể xuyên thấu vật kiến trúc, thấy được chưa từng có ở tiên giới gặp qua kiến trúc, vô cùng hưng phấn. Dương Nghị Vân cười cười tìm tới Lục Bằng Bân cùng Nhiếp Hồn lão tổ mấy người nối tiếp, lúc sau hắn đi Càn Khôn Hồ không gian, chuẩn bị muốn tìm một cái phụ trách tài vụ người. Giờ phút này có hai người nhất thích hợp, một cái là Cảnh Sán đây là chính mình nữ nhân, một cái là Tuyết Hương. Này hai cái đều ở Càn Khôn Hồ không gian tu luyện, Dương Nghị Vân ý thức vừa thấy. Cảnh Sán xuất quan, mà Tuyết Hương như cũ đang bế quan chung. Cho nên hắn trực tiếp đem Cảnh Sán thả ra Càn Khôn Hồ, công đạo Vân Môn kiến tạo ý bảo, đem 20 vạn cực phẩm tiên thạch toàn bộ giao cho Cảnh Sán bảo quản, xem như Vân Môn tài vụ quan. Làm Lục Bằng Bân cùng Nhiếp Hồn lão tổ, phương đông người sắt mấy cái trực tiếp tìm Cảnh Sán chi ra tài vụ từ từ, hắn dù sao là mặc kệ, làm phủi tay trưởng quầy. Đến tận đây Vân Môn đại xây dựng cơ bản bắt đầu oanh oanh liệt liệt khởi động. Cũng đi một chuyến mẫu đơn cốc, tìm Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch hai người gia nhập tiến vào, làm các nàng hỗ trợ phụ trách Vân Môn xanh hóa công việc, đối này 600 tiên tử tự nhiên rất vui lòng, Dương Nghị Vân giải cứu các nàng cùng các nàng mẫu đơn nương nương, cho các nàng một chỗ tịnh thổ, xanh hóa việc đối với các nàng tới nói dễ như trở bàn tay. Mẫu đơn nương nương hóa hình còn ở tiếp tục, đi vào Vân Môn lúc sau trạng thái không tồi, dựa theo Tiểu Thanh nói, mẫu đơn nương nương sẽ ở ngàn năm trong vòng hóa hình. Này cũng coi như là chuyện tốt, Dương Nghị Vân cũng chờ mong vị này bị xưng là thế gian vạn hoa chi vương mẫu đơn nương nương hóa hình lúc sau, sẽ có bao nhiêu kinh diễm, hắn thực chờ mong mẫu đơn nương nương hóa hình một ngày. Phương Đông lão gia tử rời toàn bộ Đông Phương gia tộc sau, một đoạn này thời gian gạt dàn xếp tộc nhân, Dương Nghị Vân không ở đi quấy rầy hắn. Kiến tạo nhân thủ phương diện, Lục Bằng Bân nói tạm thời là cũng đủ, nhưng là nhân thủ vẫn là muốn tăng thêm, ít nhất cũng đến là vạn nhân tài hành. Dù sao mặt sau xa xa không đủ. Đối này Dương Nghị Vân làm phương đông người sắt đi liên hệ hỗn loạn tiên thành độc cô gia tộc, hơn nữa cũng nói độc cô gia tộc hiện tại là Vân Môn ám ảnh một môn, ám ảnh lão đại đó là Tuyết Miêu, nhân thủ không đủ làm độc cô gia tộc suy nghĩ biện pháp. Tin tưởng là có thể. Hỗn loạn tiên thành mấy ngàn vạn sinh linh tồn tại, độc cô gia tộc nhân thủ không đủ, tiếp tục chiêu mộ đó là. Đến nỗi Dương mẫu nhân chính mình, hiện tại có hai việc làm hắn đau đầu. Chuyện thứ nhất đó là phòng bị đoạn làm việc nhà tộc tiến đến trả thù là tất nhiên, cũng không biết khi nào sẽ đến. Tới bao nhiêu người, tới cái gì cấp bậc cao thủ. Chuyện thứ hai, đó là Vân Môn kiến tạo tài lực vấn đề, đây là thực đau đầu vấn đề, dựa theo Lục Bằng Bân cái loại này hỏa hỏa kiến tạo, Dương Nghị Vân cảm giác toàn bộ Vân Môn trong ngoài kiến tạo hoàn thành phí dụng, 20 vạn cực phẩm tiên thạch có lẽ chỉ đủ tắc một chút kẽ răng. Kế tiếp còn cần nhiều ít tiên thạch. Này sẽ là cái vô pháp tưởng tượng con số thiên văn. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn cũng muốn nghĩ cách đi lộng tiên thạch. 20 vạn tiên thạch giao cho Cảnh Sán sau, Dương Nghị Vân cảm giác chính mình lại thành kẻ nghèo hèn, bức thiết yêu cầu tiên thạch.
lúc này hắn là thực hoài niệm Điêu Nhi. Bởi vì Điêu Nhi là tầm bảo trồn, đối với tìm kiếm thiên tài địa bảo có đặc thù thiên phú. Cũng không biết chúng ta hiện tại phi thăng không có. Dương Nghị Vân lẩm bẩm tự nói, hắn tưởng niệm Điêu Nhi cũng tưởng niệm hắn này đó nữ nhân hài tử. Tuy rằng rất muốn đi ra ngoài lộng tiên thạch, nhưng hắn biết hiện tại còn không thể rời đi Vân Môn căn cứ, bởi vì muốn phòng bị đoạn làm việc nhà tộc tiến đến. Hiện tại hắn lớn nhất dựa vào đó là, nhị sư huynh bày ra sao trời kiếm trận, hắn luyện hóa mắt trận, chỉ cần hắn tọa trấn đại trận, liền tính là đoạn làm việc nhà tộc gia chủ đoạn làm Hàn Sơn tiến đến, hắn trực tiếp thao tác thật lớn trận, một cái phong hào tiên đế, còn đừng nghĩ đánh vỡ nhị sư huynh bày ra sao trời kiếm trận. Nhoáng lên thời gian lại đi qua 3 ngày. Ngày này Dương Nghị Vân hướng lão cây liễu ở thỉnh giáo tu luyện vấn đề. Đột nhiên lão cây liễu nói chuyện đình chỉ. Dương Nghị Vân hỏi, làm sao vậy? Tiểu tử có người tới tìm ngươi phiền toái, suốt 119 danh đại tiên đế, dẫn đầu thực lực viễn siêu tầm thường tiên đế, ha ha, tiểu tử ngươi xem ra là lần trước thọc tổ ong vỏ vẽ đi, ha ha, lão cây liễu trêu ghẹo mà cười. Nhưng là, lời này nghe vào Dương Nghị Vân trong tai nhưng một chút đều không buồn cười, hắn trong lòng hít hà một hơi. Ngoạ tào, 119 danh đại tiên đế, không cần hỏi đều biết là đoạn làm việc nhà tộc người tiến đến. Đoạn làm việc nhà tộc rốt cuộc vẫn là tới. Nhịn không được hỏi lão cây liễu nói, thụ tỷ tỷ, bọn họ. Có thể công phá ta nhị sư huynh bày ra này tòa đại trận sao? Cùng lão cây liễu quen thuộc sau, Dương Nghị Vân xưng hô hắn vì thụ tỷ tỷ, tùy ý rất nhiều. Này nhưng khó mà nói, tuy rằng ngươi sư huynh kia tiểu tử tu vi rất mạnh, nhưng là đại trận trước sau là vật chết, thế gian vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, nếu là bọn họ trong tay có cái gì rời đi chí bảo. Tự nhiên có thể phá đến khai trận này. Lão cây liễu nói. Dương Nghị Vân nghe xong trong lòng căng thẳng, sắc mặt có chút không xem trọng. Ước chừng 119 danh đại tiên đế, này mẹ nó thật đúng là, đủ tàn nhẫn a, xem ra muốn thành tâm lộng chết hắn tiết tấu. Lúc này lão cây liễu xem Dương Nghị Vân sắc mặt chẳng lẽ, cũng an ủi nói, cũng đừng quá lo lắng, ngươi nhị sư huynh cái kia tiểu gia hỏa, thủ đoạn vẫn là có thể xem. Kiếm trận lấy 108 tòa núi lớn vì bẩm sinh căn cơ, bọn họ cho dù có trọng bảo tưởng phá cũng không phải dễ dàng như vậy. Thụ tỷ tỷ nếu là vạn nhất đoạn làm việc nhà tộc người phá đại trận, người sẽ hỗ trợ đi. Dương Nghị Vân thử hỏi. Ha ha, tỷ tỷ ta ở khôi phục nguyên khí, đừng nghĩ làm tỷ tỷ ta ra tay, chính mình nghĩ cách. Lão cây liễu nói xong liền không để ý tới Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân khó thở. Nhưng là đối này cây biến thái lão cây liễu hắn thật đúng là không dám phát hỏa. Oanh! Đúng lúc này một tiếng ầm vang vang lên. Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi biến mất ở đỉnh núi, hắn biết đoạn làm việc nhà tộc người đã bắt đầu công kích đại trận. Dương Nghị Vân nháy mắt xuất hiện ở đại trận bên ngoài một đỉnh núi phía trên, xuyên thấu qua mây mù thấy được đại trận ở ngoài huyền phù ở thiên 119 danh đại tiên đế. Lúc này hắn trong lòng cũng là tương đối khẩn trương. Những người này một đám tất cả đều là tu vi ở tiên đế hậu kỳ cường giả, đặc biệt trong đó dẫn đầu vẫn là một cái 10 đại tiên đế phong hào trung danh liệt thứ 5 phong hào tiên đế, càng là đoạn làm việc nhà tộc tộc trưởng. Bực này nhân vật ở tiên giới cũng có thể nói là quyền thế ngập trời pháp lực thông huyền người, Dương Nghị Vân không dám đại ý. Bất quá đối với hôm nay một màn này, Dương Nghị Vân trong lòng sớm đã có đoán trước, chỉ là không nghĩ tới tới sẽ nhanh như vậy. Càng không nghĩ tới một lần sẽ đến gần 120 danh tiên đế. Như thế đại quy mô tiên đế xuất hiện, hắn vẫn là lần đầu tiên đối mặt. Trong lòng vừa động Dương Nghị Vân đem thần ma điểu triệu hoán ra tới. Quả đen sao trời kiếm trận có thể hay không ngăn cản trụ này đó tiên đế tiến công. Thần ma điểu vừa ra tới, Dương Nghị Vân liền trực tiếp hỏi. Kỳ thật đây cũng là hắn trong lòng chột dạ một loại biểu hiện. Sợ Mao A đại trận đã thành. Hơn nữa là tại tiên thiên đại trận cơ sở thượng cải tạo đại trận, lo lắng có ích lợi gì, giờ phút này ngươi hảo hảo thao tác đại trận phòng ngự bọn họ công kích đó là. Thần ma điểu mở miệng nói chuyện. Vèo. Đúng lúc này một bóng người chợt lóe xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người, lại đúng là Phương Đông Hạo Thiên. Phương Đông ra ra Dương Nghị Vân chào hỏi. Phương Đông Hạo Thiên gật gật đầu, lại cũng nhìn về phía đại trận ở ngoài, mở miệng nói, quả nhiên là đoạn làm Hàn Sơn tự mình mang đội mà đến. Cái nào là đoạn làm Hàn Sơn? Dương Nghị Vân hỏi. Phương Đông Hạo Thiên duỗi tay một lóng tay nói, thân xuyên bạch y cái kia trung niên nhân đó là đoạn làm Hàn Sơn, ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Dương Nghị Vân theo Phương Đông Hạo Thiên ngón tay nhìn lại,
ở 100 nhiều hào người nhìn thấy một người thân xuyên áo bào trắng trung niên, mày kiếm mắt sáng diện mạo uy nghiêm, chẳng qua giờ phút này lại là mặt âm trầm bộ dáng. Oanh! Lại là một lần công kích lạc bế, toàn bộ sao trời kiếm trận đều mới thôi chấn động. Những người này công kích hai lần, bất quá lại chỉ là làm đại trận mới thôi chấn động, cũng không có đối đại trận tạo thành cái gì tổn hại. Lúc này Dương Nghị Vân nhìn đến ngoài trận uy áp vô cùng đoạn làm Hàn Sơn giơ tay, ngay sau đó tất cả mọi người dừng lần thứ ba tiếp tục công kích. Ngừng, xem ra bọn họ cũng công kích không phá sao trời kiếm trận. Phương Đông Hạo Thiên nói chuyện chung lại cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Dương Nghị Vân cười cười nói, Phương Đông gia gia đừng lo, liền tính bọn họ công phá đại trận tiến vào, ở bên trong loại như cũ là các loại sát trận tiếp đón bọn họ bằng. Phương Đông Hạo Thiên cười khổ một chút nói, nếu là bọn họ có thể công phá phòng ngự tiến vào, nội loại này đó sát trận liền ngăn không được bọn họ. Dương Nghị Vân khóe miệng vừa kéo trừ, nhưng cũng biết Phương Đông Hạo Thiên nói có đạo lý. Bất quá hắn hiện tại cũng là không có cách nào ứng đối, 100 nhiều hào đại tiên đế, này không phải hắn có thể có ngăn cản lực lượng cường đại tồn tại. Duy nhất có thể đem hy vọng ký thác, chính là hy vọng nhị sư huynh bày ra cái này đại trận có thể ngăn trở này đó đại tiên đế. Nhược Kê Đơn từ mặt ngoài xem, những người này muốn công phá đại trận, đó là không có khả năng, bất quá trên đời không có bất luận cái gì sự tình là tuyệt đối, tiểu tử ngươi tốt nhất vẫn là chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa vạn nhất nếu là đại trận bị công phá ngươi nhưng có cái gì ứng đối phương pháp. Thần Ma Điểu mở miệng nói. Thần Ma Điểu miệng phun nhân ngôn, không có lảng tránh Phương Đông Hạo Thiên. Mà Phương Đông Hạo Thiên còn lại là hai tròng mắt chợt lóe, nhìn Dương Nghị Vân trên vai Thần Ma Điểu liếc mắt một cái, hắn trước kia liền gặp qua Thần Ma Điểu. Nhưng cũng không lưu ý này chỉ điều, bởi vì không có bất luận cái gì pháp lực hơi thở, trước kia cho rằng chính là Dương Nghị Vân chộp tới dạo quanh bình thường điều, hiện tại nghe được có thể miệng phun nhân ngôn, liền bất đồng. Ở hắn Phương Đông Hạo Thiên cảm giác chung không có chút nào pháp lực hơi thở, nhưng lại có thể miệng phun nhân ngôn, liền không phải tầm thường này chi điều, nhìn Dương Nghị Vân bả vai Thần Ma Điểu, Phương Đông Hạo Thiên phụ họa nói, không tồi, vị này. Vị tiền bối này nói không sai, không thể không phòng. Tiểu tử ngươi có tiền đồ. Thần Ma Điểu nghe được Phương Đông Hạo Thiên tán thành hắn nói chuyện, hơn nữa xưng hô một tiếng tiền bối, tức khắc vui vẻ. Phương Đông Hạo Thiên không hiểu biết hắn Thần Ma Điểu, nhưng là Thần Ma Điểu lại là biết Phương Đông Hạo Thiên, biết Phương Đông Hạo Thiên là cái phong hào tiên đế, có thể vị này phong hào xưng hô tiền bối, Thần Ma Điểu tìm được rồi tồn tại cảm. Được rồi, có thể có cái gì hảo biện pháp, các ngươi hai cái ngẫm lại. Dương Nghị Vân không chút nào để ý đánh gãy Thần Ma Điểu muốn tiếp tục khoe khoang. Vân tử ngươi có không xin giúp đỡ ngươi sư huynh? Phương Đông Hạo Thiên mở miệng nói, ở Phương Đông Hạo Thiên xem ra, nếu là sao trời tử có thể tiến đến có lẽ hôm nay chỉ sự, là có thể hóa giải. Dương Nghị Vân không chút do dự nói, không thể, ta là sư huynh đi cửu trọng thiên, sợ là liên hệ không thượng. Nói chuyện là như thế này nói, nhưng là kỳ thật là Dương mẫu nhân không nghĩ liên hệ sư huynh. Năm đó sao trời tử rời đi thời điểm, tự nhiên để lại lẫn nhau câu thông đưa tin phù chú, hơn nữa đi liên hệ liền tính là cửu trọng thiên tin tưởng là có thể liên hệ thượng, chỉ là Dương mẫu nhân chính mình không nghĩ mà thôi. Tổng cảm giác bất luận cái gì sự liền đi liên hệ sư huynh, liền có vẻ chính mình cái này sư đệ thực vô dụng giống nhau, tâm lý quấy phá, có thể liên hệ cũng không nghĩ liên hệ. Lúc này Thần Ma Điểu hừ hừ một tiếng nói, người cái nhược kê chính là chết sĩ diện khổ thân, Phương Đông tiểu tử nói đúng. Đệ nhất xin giúp đỡ ngươi sư huynh bọn họ, đệ nhị đi tìm lão cây liễu, đệ tam tiểu tử ngươi liền đánh cuộc sao trời tử cái kia tiểu gia hỏa trận pháp có thể chịu đựng được, này 100 nhiều hào tiên đế công kích, làm sao bây giờ, chính mình ước lượng, dù sao chỉ bằng tiểu tử ngươi hiện tại lực lượng, đừng hy vọng cùng này đó cá nhân đấu pháp. Một bên Phương Đông Hạo Thiên nghe Thần Ma Điểu nói chuyện, khóe miệng thẳng trừ trừ. Ở Thần Ma Điểu trong miệng, hắn cư nhiên là cái tiểu tử. Đối với Dương Nghị Vân trên vai này chỉ quả đen ngoại hình giống nhau hắc điểu, Phương Đông Hạo Thiên là thực sự có chút tò mò. Không đủ Phương Đông Hạo Thiên giờ phút này càng để ý chính là, Thần Ma Điểu nói ra lời này chung mặt khác khác cái tin tức. Đệ nhất hắn nghe thế chỉ hắc điểu nói, người sư huynh bọn họ, này liền thuyết minh, Dương Nghị Vân quả nhiên trừ bỏ sao trời tử ở ngoài còn có mặt khác sư huynh đệ gì đó người tồn tại. Dựa theo điểm này suy đoán, sao trời tử thân là nhị sư huynh đều như vậy nhiêu ích. Như vậy Dương Nghị Vân mặt khác sư huynh A sư tỷ gì đó chẳng phải là càng nghiêu. Còn có một cái chính là hắc điểu trong miệng nhắc tới cái gì lão cây liễu. Nghe ý tứ ở vân môn trong vòng còn có một cái lợi hại nhân vật tồn tại,
điểm này hắn là không biết, bất quá thực mau Phương Đông Hạo Thiên nghĩ tới ở Vân Môn bên trong căn cứ có tòa núi lớn, kia tòa núi lớn bị Dương Nghị Vân thiết cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Hắn chuyển đến lúc sau cách thật xa xem qua, đỉnh núi phía trên tựa hồ có như vậy một gốc cây khô héo cổ thụ, hiện tại nghĩ đến 89 phần 10 chính là hắc điểu trong miệng lão cây liễu, nghe tới rất cường đại tồn tại. Phương Đông Hạo Thiên kỳ thật cũng xa xa cảm nhận được quá kia phát triển an toàn sơn không giống bình thường. Chỉ là không có thâm nhập đi tìm hiểu. Hiện tại thoạt nhìn, thật là không giống bình thường, nếu không cũng sẽ không bị Dương Nghị Vân hạ lệnh trở thành cấm địa, hắc điểu cũng sẽ không chỉnh trọng đưa ra, làm Dương Nghị Vân xin giúp đỡ lão cây liễu hóa giải nguy cơ. Nghĩ vậy chút sau, Phương Đông Hạo Thiên tâm mạc danh buông lỏng, thoạt nhìn Dương Nghị Vân đều không phải là không có át chủ bài. Chẳng qua là tựa hồ không dễ làm. Theo bản năng nhìn về phía Dương Nghị Vân, lúc này chỉ nghe Dương Nghị Vân nói, ta tin tưởng nhị sư huynh đại trận. Bên này Dương Nghị Vân cùng Phương Đông Hạo, thần ma điểu ở thượng thương lượng đối sách. Mà đại trận ở ngoài đoạn làm Hàn Sơn lại là cau mày giơ tay ngăn lại tiếp tục hạ lệnh công kích, bởi vì hắn phát hiện đây là một cái rất lớn kiếm trận, chỉ bằng công kích như vậy là vô pháp công kích mà phá. Muốn mặt khác nghĩ cách, nếu không cũng chỉ là uổng phí pháp lực mà thôi. Đoạn làm Hàn trên núi trước một bước, lại là đối với đại trận trong vòng chậm rãi mở miệng nói, Dương Nghị Vân có dám ra tới vừa thấy. Nếu nơi này là cái gì Vân Môn, là Dương Nghị Vân tông môn nơi, kia ở đoạn làm Hàn Sơn nghĩ đến, Dương Nghị Vân tất nhiên là ở bên trong, hơn nữa hắn tin tưởng, trải qua này hai bát công kích, đã sớm kinh động trong trận người. Vì vậy kêu gọi, hy vọng có thể thi A tìm đến một ít phá trận dấu vết để lại. Trận nội Dương Nghị Vân nghe được đoạn làm Hàn Sơn kêu gọi, đình chỉ cùng Phương Đông Hạo Thiên, thần ma điều thảo luận, lại là vung tay lên mây mù quay cuồng mở ra, sao trời một cái cầu thang, chậm rãi đi đến. Hắn nếu là không dám ra cửa, đối thoại cũng không dám, truyền ra đi chẳng phải là bị người chê cười. Đoạn làm Hàn Sơn mang theo nhiều như vậy tiên đế tiến đến, thanh thế to lớn vô cùng. Tất nhiên đã sớm bị tiên giới khắp nơi thế lực cấp chú ý. Giờ phút này không thể túng, lại còn có muốn lấy cao tư thái lượng cái tướng, không thể bị coi thường. Ngoài trận đoạn làm Hàn Sơn dứt lời, liền nhìn đến mây mù quay cuồng xuất hiện một cái phía chân trời cầu thang, ngay sau đó một người đầu bạc thanh niên cùng một người trung niên đạp tầng mây cầu thang xuất hiện. Nhìn đến này hai người đoạn làm Hàn Sơn sát khí bùng nổ, nheo lại hai mắt nhìn chằm chằm. Hắn biết này hai người đúng là Dương Nghị Vân cùng Phương Đông Hạo Thiên. Tin tức hình ảnh cái gì đều xem qua, Dương Nghị Vân liền không nói đầy đầu bạc chính là rõ ràng đặc điểm, đến nỗi Phương Đông Hạo Thiên đều là phong hào tiên đế tự nhiên rõ ràng hơn. Đối mặt này hai cái đầu sỏ gây tội, đoạn làm Hàn Sơn híp mắt nhìn hai người, ánh mắt trực tiếp dừng ở Phương Đông Hạo Thiên lại là trực tiếp làm lơ Dương Nghị Vân, cuối cùng mở miệng nói, Phương Đông Hạo Thiên ngươi không có gì phải đối bổn tọa theo như lời sao. Dương Nghị Vân nhìn đến đoạn làm Hàn Sơn cư nhiên làm lơ hắn. Vương bát đản đây là rõ ràng khinh thường tiểu gia A, xích quả quả làm lơ tiểu gia. Tức giận Nga. Bất quá lúc này Phương Đông Hạo Thiên lại là xem khẩu nói, ta là Vân Môn khách khanh trưởng lão, không có gì nhưng nói. Phương Đông Hạo Thiên một câu liền biểu lộ thái độ. Ha ha, thực hảo. Không thể tưởng được đường đường phong hào thứ 9 uống huyết tiên đế cư nhiên sẽ cho một cái tiểu tiên vương đương một con chó. Giết ta đoạn làm việc nhà tộc 9 đại tiên đế, này bút chướng hôm nay cũng nên tính tính. Đoạn làm Hàn Sơn nói chuyện chung mang theo thứ nhi. Câu nói kế tiếp còn không có nói xong, lại là bị Dương Nghị Vân nhìn không được cấp đánh gãy. Hắc lấy tới lão cầu thượng chúng ta Vân Môn đại môn tới cắn người A, không đánh vaccine phòng bệnh chó dại sao mà. Đoạn làm Hàn Sơn bị Dương Nghị Vân đánh gãy nói chuyện, vốn dĩ trong lòng liền có khí, mặt sau cư nhiên còn trực tiếp bị mắng thành chó điên. Còn tới một câu cái gì vaccine phòng bệnh chó dại. Lời này nhi tuy rằng lý giải không được, nhưng đoán cũng đoán được ra tới là mắng chửi người nói. Tức khắc giận dữ, bỗng nhiên đối với Dương Nghị Vân vung tay lên, ầm vang một tiếng vang lớn, trong tay một đạo pháp lực đánh qua đi, đáng tiếc đánh vào sao trời đại trận thượng, đại trận có phòng ngự, liền tính là đoạn làm Hàn Sơn cũng chỉ là dương mắt nhìn mà thôi. Hắc hắc, lão chó điên. Xem ngươi năng lực tiểu ra như thế nào. Dương Nghị Vân cùng Phương Đông Hạo Thiên đứng ở trận pháp trong vòng dùng sức khí đối đoạn làm Hàn Sơn. Ngươi, hảo, thực hảo, hôm nay bổn tọa xuất lĩnh đoạn làm việc nhà tộc 118 danh tiên đế tiến đến, nếu là không đem tiểu tử ngươi nghiền xương thành cho, chẳng phải là làm tiên giới chê cười ta đoạn làm Hàn Sơn vô năng. Đừng nói ngươi một cái đại trận,
liền tính hôm nay ngươi nơi này là một cái tiên vực bổn tọa cũng muốn phá, làm tiểu tử ngươi chết không có chỗ chôn. Đoạn làm Hàn Sơn mặt trầm như nước nói chuyện. Ngay sau đó đối với phía sau mọi người giống to, liệt thiên phạt đại trận. Dứt lời lúc sau, đoạn làm Hàn Sơn lại là ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân tức khắc bạch quang đại tác phẩm. Giống. Một tiếng gào thét truyền khắp phía chân trời. Ngay sau đó trực tiếp đoạn làm hổ gầm phía sau hiện ra một đầu ước chừng ngàn trượng bạch hổ hư ảnh tới. Giống giống giống. Thần hổ thét dài không ngừng vang lên. Mà 118 danh tiên đế cũng hợp thành một cái cổ quái đại trận. Lúc này Phương Đông Hạo Thiên sắc mặt biến đổi nói, vân tử phải cẩn thận, thật sự không được làm vân môn căn cứ trong vòng mọi người nghênh địch đi. Thiên phạt đại trận chính là một loại cổ xưa nhiều người trận pháp, người càng nhiều uy lực càng lớn, 118 danh đại tiên đế hợp nhất tạo thành thiên phạt đại trận công kích sẽ phi thường cường đại. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đoạn làm Hàn Sơn trực tiếp vận dụng thần hổ chi lực, nghe đồn đoạn làm Hàn Sơn thần hổ chi lực là luyện hóa thần hổ nội đan, trực tiếp có bán thần chi lực, đại trận sợ là ngăn không được. Dương Nghị Vân nghe cũng sắc mặt khẽ biến, bất quá hắn biết nếu là đại trận phá, mọi người thêm lên cũng không đủ đoạn làm việc nhà tộc tắc kẽ răng. Phương Đông ra ra người đi đem mọi người tập trung lên, mang đi cấm kia tòa sơn thượng, lão cây liễu nếu hỏi liền nói là ta nói. Dương Nghị Vân cũng là sợ vạn nhất. Hắn nhưng thật ra không sợ, nhưng vân môn căn cứ hơn nữa mông điểm quỷ tu đại quân cũng có gần 3.000 hào người, không thể không làm chuẩn bị. Vạn nhất đại trận bị công phá lão cây liễu nơi nào chính là lớn nhất dựa vào, hắn tin tưởng lão cây liễu sẽ không mặc kệ. Phương Đông Hạo Thiên vừa nghe, trong lòng thầm than, tiểu tử này quả nhiên vẫn là lưu trữ một tay, lão cây liễu. Trong lòng nghĩ Phương Đông Hạo Thiên cũng không có hỏi nhiều, hắn biết Dương Nghị Vân nếu như vậy an bài vậy có bảo đảm, đối Dương Nghị Vân hiểu biết hắn là sẽ không sằng bậy. Hảo, chính ngươi cẩn thận, nếu là không tin liền trực tiếp triệt. Phương Đông Hạo Thiên nói. Ta biết, phía sau liền giao cho ngươi. Dương Nghị Vân gật đầu. Yên tâm, hôm nay chẳng sợ đua thượng mạng già ta cũng bảo hộ thật lớn ra. Phương Đông Hạo Thiên lần này nói xong, trực tiếp rời đi. Chờ Phương Đông Hạo Thiên rời đi sau, Dương Nghị Vân nhìn giống nhau ngoài trận, đoạn làm Hàn Sơn cùng 100 thật tốt người tạo thành đại trận đã bắt đầu ấp ủ, hắn nheo lại đôi mắt lẩm bẩm, tiểu gia ta nhưng thật ra thử xem, là ngươi đoạn làm Hàn Sơn cái này danh liệt phong hào tiên đế thứ 5 lợi hại. Vẫn là ta nhị sư huynh càng cường. Dứt lời vung tay lên mây mù quay cuồng, đại trận hoàn toàn che đậy lên. Mà hắn còn lại là huyền phù ở không trung, nhắm mắt lúc sau bắt đầu thúc giục mắt trận, giờ phút này sao trời kiếm trận hết thảy đều ở trong lòng hắn khống chế, ý niệm khống chế dưới, chỉ cần một ý niệm là có thể thao tác. Sao trời kiếm trận nhưng không đơn giản là phòng ngự cường giả, đồng dạng có thể bị xưng là kiếm trận, tự nhiên cũng có công kích tồn tại, có thể ở đại trận trong vòng công kích. Tự nhiên cũng có thể ngoại phóng công kích. Chẳng qua lần này nhưng không giống như là lần trước giống nhau, hắn không dám đem địch nhân bỏ vào đại trận trong vòng chu sát công kích. Lần trước là ít người, lần này người chính là ước chừng 119 danh đại tiên đế, hơn nữa đoạn An gia tộc tộc trưởng đoạn làm Hàn Sơn tự mình đi theo, tự nhiên không dám bỏ vào đại trận trong vòng tới, nếu không đến lúc đó sẽ mất khống chế. Như thế tình huống dưới. Dương Nghị Vân muốn thao tác 108 tòa núi lớn phong chi đại địa chi kiếm tới ngăn cản chu sát này đó đoạn làm việc nhà tộc tiên đế. 108 tòa sơn phong chính là 108 đại địa chi kiếm, là độc lập, nhưng hợp nhau tới lúc sau, cũng là nhất thể, lần trước hắn cũng không có đem toàn bộ vì ngươi phát huy ra tới, lần này lại là có thể vận dụng 108 hợp nhất đại kiếm trận. Cấp bổn tòa công phá này tòa đại trận. Ngoài trận đoạn làm Hàn Sơn thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân cũng nheo lại đôi mắt, liên hệ hoặc là nói điều chỉnh tốt 108 tòa sơn phong chi gian đại trận chi lực, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Giống. Hổ gầm dựng lên. Công kích bắt đầu. Dương Nghị Vân nhìn đến 118 vị tiên đế tạo thành thiên phạt đại trận hợp nhất công kích, răng rắc một tiếng lại là hình thành một đạo 100 mét lớn lên màu trắng tia chớp, hướng về đại trận mà đến. Mà đoạn làm Hàn Sơn phía sau hư ảnh bạch hổ bỗng nhiên nâng lên một chảo. Cũng là đối với đại trận chộp tới. 118 danh đại tiên đế hình thành màu trắng tia chớp thật đúng là như là thiên phạt giống nhau, thanh thế to lớn vô cùng, tiếng sấm từng trận. Đoạn làm hổ gầm phía sau bạch hổ hư ảnh ngàn trượng trường, huy động một chảo cũng là che trời giống nhau, kéo phong vân cuồn cuộn. Đều không thể khinh thường. Dương Nghị Vân vốn dĩ nghĩ trước không để ý tới, phải thử một chút nhị sư huynh bày ra cái này đại trận phòng ngự chi lực rốt cuộc như thế nào. Chính là đương nhìn đến này lưỡng đạo công kích sau,
hắn không dám chờ, thanh thế to lớn công kích dưới, lại cũng là uy lực vô cùng, khí thế dọa người, nhanh chóng quyết định làm ra phản kích. Trong lòng vừa động một hơi đồng thời thúc giục 10 đạo kiếm khí, hoặc là nói là 10 tòa sơn phong chi lực, cũng là 10 đạo phóng lên cao kiếm khí, mỗi một đạo đều là trăm trượng chi trường. 10 đạo trăm trượng kiếm khí xuất kích, một phân thành hai, phân biệt công kích tia chớp cùng đoạn làm hàn sơn bạch hổ hư ảnh. Ầm ầm ầm, cơ hồ vang vọng toàn bộ hỗn loạn thiên vực nổ vang tạc nứt dựng lên. Nhưng mà, làm Dương Nghị Vân kinh ngạc chính là, hắn lần này thúc giục 10 đạo kiếm khí công kích, lại là gần làm kia một đạo tia chớp ảm đạm một ít, như cũ không có ngăn cản trụ công kích. Thiên phạt tia chớp như cũ dừng ở đại trận phía trên. Đến nỗi đoạn làm hàn sơn bạch hổ một chảo, càng là tựa hồ không hề có đã chịu ảnh hưởng. Tia chớp cùng bạch hổ thật lớn một chảo tất cả đều dừng ở đại trận phía trên. Oanh! Oanh! Hai tiếng đinh tai nhức óc tạc nứt vang lên. Dương Nghị Vân lại là cảm nhận được toàn bộ đại trận đều đang run rẩy. Hắn thân là sao trời kiếm trận thao tác giả, lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được, đại trận chi lực giảm xuống một bộ phận, dựa theo bực này trình độ công kích, Dương Nghị Vân cảm giác không dùng được 10 đánh, sao trời đại trận phòng ngự liền phải phá rớt. Cái này làm cho hắn sắc mặt khó coi lên. Biết lúc này không thể ở có bảo lưu lại, nếu không đại trận bị bắt hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sao trời kiếm trận, 108 kiếm, cho ta khởi. Dương Nghị Vân bạo giống lên một tiếng, pháp lực vận chuyển tới cực hạn thúc giục toàn bộ đại trận. Ầm 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 rầm rầm. Một tiếng tiếp theo một tiếng nổ vang vang lên. 108 tòa sơn phong thượng phóng lên cao từng đạo kiếm khí. Cách thật xa nhìn lại, lại là vô cùng đồ sộ. Từng đạo đạm kim sắc kiếm khí, thẳng thượng tận trời, kiếm khí nhộn nhạo mở ra mà, lại là làm nơi xa đoạn làm hàn sơn cũng vì này biến. Đối với 118 danh đại tiên đế giống to, toàn lực xuất kích. Dứt lời hắn lại là thúc giục bạch hổ thét dài một tiếng, bỗng nhiên nhảy dựng lên, lao thẳng tới đại trận. Dương Nghị Vân lại cũng thấy được đoạn làm hàn sơn muốn liều mạng, quyết tâm muốn đem hắn đại trận công phá. Giống giận trung quát, sao trời kiếm trận, từng trận hợp nhất, chảm. Ong! Một tiếng kiếm minh vang vọng ở phía chân trời, 108 tòa sơn phong chi trận kiếm, lại cũng là từng trận độc lập, nhưng lại bị Dương Nghị Vân mạnh mẽ hợp nhất. Bỗng nhiên thúc giục dưới, hóa thành ngàn trượng cự kiếm chém giết. Ầm ầm ầm. Dương Nghị Vân sao trời đại trận chi gian, lúc này đây thành đô phát huy ra lớn nhất công kích uy lực. Nhất kiếm đối với ngoài trận 100 nhiều hào đại tiên đế rơi đi, làm cho cả không gian đều bắt đầu ầm 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 rung chuyển dựng lên. Đều có thể nhìn đến không gian vết rách xuất hiện. Mặc kệ là Dương Nghị Vân này nhất kiếm kinh diễm, đoạn làm hàn sơn thủ hạ 100 thật tốt đại tiên đế hình thành thiên phạt kiếm trận cũng không phải ăn chay. Nhưng đoạn làm hàn dưới chân núi lệnh toàn lực xuất kích lúc sau, lại cũng là bộc phát ra uy lực càng vì cường đại một kích tia chớp công kích, hơn nữa đoạn làm hàn sơn bản nhân bạch hổ sơ cấp, đồng dạng hình thành không gian vết rách. Một màn này làm vân môn căn cứ trong vòng, đã hội tụ đến lão cây liễu nơi đỉnh núi mọi người tâm đều huyền lên. Phải biết rằng đây chính là tiên giới, nếu là một phương tiểu thế giới không gian, bị kéo khí không gian vết rách đảo cũng không kỳ quái, nhưng tiên giới là đại thế giới, pháp tắc toàn diện. Một hồi đại chiến muốn hình thành không gian vết rách là không dễ dàng. Trừ phi là lực lượng đạt tới một loại rất mạnh trình độ lúc sau, mới có thể hình thành. Mà Dương Nghị Vân thao tác sao trời đại trận cùng đoạn làm hàn sơn đám người xuất kích, hiển nhiên đã trở thành không gian vết rách, đủ để thuyết minh lần này lực lượng đạt tới rất cường đại trình tự. Không chỉ là vân môn những người này, toàn bộ tiên giới đại đa số chú ý trận chiến đấu này người đều đang nhìn. Bất quá rất nhiều người lại là không xem trọng Dương Nghị Vân. Bởi vì đại trận ở cường đại, trước sau là chết, chỉ có nhân tài là sống, thực lực tu vi mới là có thể quyết định vận mệnh mấu chốt. Nói trắng ra là Dương Nghị Vân chính là dựa vào đại trận mà thôi, nếu là bằng không đối thượng đoạn làm hàn sơn cùng 100 nhiều hào đại tiên đế, đã sớm bỏ trốn mất dạng, hoặc là bị chém giết 100 lần. Giờ phút này hai bên công kích tái khởi. Dương Nghị Vân thao tác sao trời đại trận chi gian, bỗng nhiên chém xuống. Mà đoạn làm hàn sơn công kích cùng 118 danh đại tiên đế thiên phạt đại trận, cũng ở một lần xuất kích. Tia chớp, bạch hổ hư ảnh, sao trời đại trận chi kiếm. Nổ vang bùng nổ. Oanh! Toàn bộ phía chân trời đều ở nhộn nhạo, sinh ra một vòng gợn sóng. Lấy mắt thường thấy tốc độ khuếch tán đi ra ngoài, ước chừng nhộn nhạo khuếch tán hơn ngàn dặm xa.
từng tiếng kêu thảm thiết cũng đồng thời tại đây một khắc vang lên. Lại là Dương Nghị Vân này nhất kiếm đánh tan 118 danh đại tiên đế thiên phạt tia chớp, trực tiếp chém xuống ở bọn họ hình thành đại trận thượng, thiên phạt đại trận nháy mắt rách nát. Ngay sau đó đó là 118 danh đại tiên đế kêu thảm thiết dựng lên, ầm vang trung tứ tán, huyết nhiễm trời cao. Nhất kiếm dưới, Dương Nghị Vân nhìn đến ít nhất có 20 danh tiên đế trực tiếp ngã xuống, mười mấy danh tiên đế bị thương nặng, giống như hạ sủi cảo giống nhau rơi xuống đi xuống. Nhưng cùng thời gian, đoạn làm Hàn Sơn Bạch Hổ nhảy đến sao trời đại trận thượng. Ầm vang, răng rắc, phong hào thứ 5 thần hổ tiên đế đoạn làm Hàn Sơn thực sự cũng là bất phàm, hắn này một kích lại là né tránh Dương Nghị Vân kiếm trận, một phát thẳng đánh sao trời đại trận, ở nặng nề chung, sao trời đại trận phát ra một tiếng răng rắc thanh. Dương Nghị Vân bỗng nhiên phun ra một búng máu dịch tới. Phốc, sao trời đại trận phá, hắn làm thao tác đại trận trực tiếp người. Đại trận bị bắt bị phản phệ, hộc máu bị thương. Giống. Hổ gầm rung trời. Ngay sau đó đoạn làm Hàn Sơn trực tiếp xuất hiện ở trận pháp trong vòng, đại trận phòng ngự bị phá, Dương Nghị Vân gặp phản phệ bị thương, đoạn làm Hàn Sơn căn bản liền không có cấp Dương Nghị Vân cơ hội. Nháy mắt tiến vào đại trận, trực tiếp xuất hiện ở Dương Nghị Vân, cách thật xa, tiếng la mở miệng, phong tỏa thiên địa. Ong. Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy bốn phía thiên địa chấn động. Hắn bốn phía trọng lực đè ép mà đến, thân thể không động đậy tới. Giờ khắc này Dương Nghị Vân trong lòng cười khổ, phong hào tiên đế quả nhiên đều không có ăn chay chủ. Xem tiểu tử ngươi còn như thế nào có thể thoát được ra bổn tọa lòng bàn tay đi. Giờ phút này đoạn làm Hàn Sơn cười lạnh, nói chuyện chung đi bước một đạp không hướng về Dương Nghị Vân đi đến. Phía sau dư lại 80 nhiều danh tiên đế bị Dương Nghị Vân nhất kiếm lan đến, ổn định thân hình lúc sau, theo đi lên. Dương Nghị Vân trong lòng cười khổ, chung quy là không ngăn trở, hắn cũng rõ ràng chung quy là thực lực của chính mình cùng tu vi cùng đối phương kém quá lớn, còn có một nguyên nhân là trận pháp nói đến cùng là vật chết. Hơn nữa đoạn làm việc nhà tộc nhân nhiều thế chúng, bị phá khai trận pháp cũng coi như là bình thường. Rốt cuộc đoạn làm Hàn Sơn là danh liệt thứ 5 phong hào tiên đế, càng là đoạn làm việc nhà tộc tộc trưởng, hơn nữa dựa theo phương Đông Hạo Thiên cách nói, càng là có được thần hổ chi lực tồn tại. Có thể phá nhị sư huynh bày ra sao trời đại trận, tình lý bên trong, chủ yếu là chính hắn tu vi không đủ, thao tác đại trận, tự nhiên là thực lực càng cường uy lực càng cường đại. Nhưng Dương Nghị Vân tu vi thực lực ở đoạn làm Hàn Sơn trước mặt kém một mảng lớn. Tuy rằng nhất kiếm chém giết trọng thương 20-30 danh tiên đế, này đã là phá lệ hành động vĩ đại, nhưng chung quy đại trận vẫn là bị đoạn làm Hàn Sơn cấp phá. Chính hắn cũng bị đoạn làm Hàn sát nháy mắt phong ấn giữa không trung. Giờ phút này thoạt nhìn Dương Nghị Vân đã trở thành bản thượng thịt cá. Nhưng mà đúng là như thế sao? Đối Dương Nghị Vân tới nói tự nhiên không phải. Hắn đường đường thần đạo truyền nhân, càn khôn hồ chủ nhân, nếu là cứ như vậy bị đoạn làm Hàn Sơn cấp bắt lấy, kia cũng quá củi bắp, dựng lên hắn cũng không phải mặc người sâu xé người. Lúc này tuy rằng bị đoạn làm Hàn Sơn phong ấn tại chỗ không động đậy thân thể, mắt thấy đoạn làm Hàn Sơn đi bước một để sát vào mà đến. Tựa hồ muốn hạ sát thủ xong đời. Chính là Dương Nghị Vân hai tròng mắt lại là càng ngày càng giám định, nghe đoạn làm Hàn Sơn cười lạnh nói chuyện, Dương Nghị Vân ngoài miệng chút nào không cho, ha hả cười nói, tiểu gia ta tiên vương cảnh giới, không phải cũng là xử lý thủ hạ của ngươi 20-30 danh đại tiên đế sao? Đích xác giờ phút này trong chăn giam cầm, nhưng ngươi muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy, hôm nay cho dù chết, tin hay không cũng muốn ngươi làm cùng ngươi phía sau này đó tiên đế chụp chôn cùng. Ha ha ha! Dương Nghị Vân nói nghe vào đoạn làm Hàn Sơn cùng dư lại 8-9-10 tên tiên đế trong tai, lại cũng là ngây người. Hoặc là nói trong lòng cũng chột dạ. Mặc kệ nói như thế nào, tiểu tử này vừa rồi mượn dùng đại trận chi uy, chém giết trọng thương 20-30 danh tiên đế đây là sự thật. Toàn bộ tiên giới liền tính là phong hào tiên vương, tựa hồ cũng không có một người còn có thể có như vậy thủ đoạn. Nhưng Dương Nghị Vân làm được. Tùy thời mượn đại trận chi uy. Nhưng lại thật sự là xem như tiên giới đệ nhất nhân. Đoạn làm Hàn Sơn nghe Dương Nghị Vân nói chuyện sắc mặt âm tình bất định, đích xác đối Dương Nghị Vân tiểu tử này hắn ngay từ đầu có chút khinh thường, hoặc là nói coi thường cái này đại trận chi uy, không nghĩ tới hắn thao tác đại trận có thể chém giết bị thương nặng hắn thủ hạ nhiều như vậy tiên đế, nhưng đều là tiên đế đại viên mãn tồn tại, cố tình chính là nhất kiếm chi uy cấp xử lý. Lúc này đại trận bị hắn phá rớt, tiểu tử này cũng bị hắn phong ấn tại giữa không trung. Thân thể đều không thể động đậy, lại còn nói như thế mạnh miệng.
Làm Đoạn Làm Hàn Sơn trong lòng cũng có chút sờ không chuẩn môn đạo. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Không đúng a, đại trận phá lúc sau, đã đình chỉ vận chuyển, Dương Nghị Vân tiểu tử này cũng bị hắn giam cầm, trở thành bản thượng thịt cá, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Phương Đông Hạo Thiên. Nhưng mà một cái Phương Đông Hạo Thiên mà thôi, đều là phong hào tiên đế, Phương Đông Hạo Thiên chỉ là phong hào thứ 9, mà còn lại là phong hào thứ 5, càng là Đoạn Làm việc nhà tộc gia chủ, đối Phương Đông Hạo Thiên Đoạn Làm Hàn Sơn hoàn toàn không có để vào mắt. Đến nỗi có hay không mặt khác cường giả tồn tại. Đoạn Làm Hàn Sơn tiến vào đại trận lúc sau, tiên thức đảo qua, phạm vi vạn dặm trong vòng không có một cái tồn tại, tự nhiên cũng phát hiện Phương Đông Hạo Thiên đám người, giờ phút này lại là tụ tập ở một cái ngọn núi phía trên, ước chừng có 3.000 người bộ dáng, nhưng trừ bỏ Phương Đông Hạo Thiên tựa hồ cũng không có gì lợi hại nhân vật. Bất quá Đoạn Làm Hàn Sơn ở đỉnh núi phát hiện một gốc cây phi thường cổ xưa khô thụ, tiên thức chung phát hiện có điểm quỷ dị. Nhưng không thể nói tới địa phương nào quỷ dị, không có chút nào năng lượng pháp lực dao động, ngẫm lại hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều. Những người này chung, chỉ có Phương Đông Hạo Thiên một người Đoạn Làm Hàn Sơn nhưng xem một cái, trừ cái này ra không ai có thể đi vào hắn pháp nhãn. Một cái Phương Đông Hạo Thiên không đáng để lo. Hiện tại ngẫm lại tất nhiên là Dương Nghị Vân cố lộng huyền hư mà thôi. Nghĩ đến đây, Đoạn Làm Hàn Sơn ha ha cười nói, tiểu tử, trông cậy vào Phương Đông Hạo Thiên sao? Lời nói thật nói một cái Phương Đông Hạo Thiên bổn tọa còn vào không được bổn tọa pháp nhãn. Mà nay ngươi chính là bản thượng thịt cá ngươi, bổn tọa hiện tại liền đem ngươi đại tá tám khối, rút ra ngươi tiên hồn, làm tiểu tử ngươi vĩnh thế không được xoay người. Lão cây liễu nơi ở, Phương Đông Hạo Thiên cũng cảm giác đến này một gốc cây cổ thụ bất phàm, đại trận phá, Dương Nghị Vân bị giam cầm, giờ phút này Phương Đông Hạo Thiên một cái tâm trầm đi xuống, mắt thấy Đoạn Làm Hàn Sơn phải đối Dương Nghị Vân động thủ. Phương Đông Hạo trời biết có lẽ hiện tại cũng chỉ có trước mắt này cây lão cây liễu có thể cứu Dương Nghị Vân. Vội vàng đứng ở lão cây liễu trước ôm quyền nói, cổ thụ tiền bối, ta biết ngài có thể nghe thấy ta nói chuyện, giờ phút này Dương Nghị Vân liền phải gặp nạn, còn thỉnh tiền bối ra tay. Ở Phương Đông Hạo Thiên nghĩ đến, nếu Dương Nghị Vân có thể đem mọi người an bài ở lão cây liễu nơi ở, tất nhiên này cây lão cây liễu chính là cái đại năng hạng người, hắn cảm thụ không đến chút nào lão cây liễu có pháp lực dao động. Nguyên nhân chính là vì như thế, Phương Đông Hạo Thiên càng là cho rằng này cây lão cây liễu không phải vật phàm, cũng không biết quản không dùng được, mở miệng thỉnh cầu. Hy vọng lão cây liễu có thể cứu Dương Nghị Vân, nếu lão cây liễu thật là một vị đại năng, tất nhiên có thể cứu đi. Ha ha, kiệt tiểu tử không chết được, có cái tiểu nha đầu tới, ngươi chờ yên tâm đó là. Ngay sau đó lão cây liễu mở miệng, thanh âm truyền tiến mọi người trong tai. Phương Đông Hạo Thiên đám người nhất định. Tức khắc đại hỉ. Cùng thời gian Đoạn Làm Hàn Sơn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, phía sau bạch hổ hư ảnh quang mang đại tác, lại là đối với Dương Nghị Vân một móng vuốt chụp đi. Tiểu tử chịu chết đi. Đoạn Làm Hàn Sơn giống lớn một tiếng. Mà Dương Nghị Vân còn lại là hạ đỉnh quyết định, chuẩn bị thúc giục Càn Khôn Thần Điện chi lực, hắn cuối cùng át chủ bài chính là Càn Khôn Thần Điện chi lực, tuy rằng biết vận dụng Càn Khôn Thần Điện lực lượng phản phệ hắn vô cùng có khả năng đều nhận không nổi. Nhưng ở sống chết trước mắt, hắn cũng bất cứ giá nào, mới sẽ không chờ chết. Nhìn đến Đoạn Làm Hàn Sơn phía sau bạch hổ hư ảnh một móng vuốt chụp tới, Dương Nghị Vân cắn răng một cái liền phải thúc giục Càn Khôn Thần Điện chi lực. Bất quá nhưng vào lúc này, phía chân trời phía trên đột nhiên một tiếng sấm vang lên. Răng rắc oanh, kinh thiên động địa, này một đạo lôi đình tựa hồ vang vọng từ toàn bộ biển sao mà đến giống nhau, động tĩnh đại dọa người. Dương Nghị Vân đều bị khiếp sợ. Theo bản năng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, lại là mở to hai mắt nhìn. Lại thấy phía chân trời chi thân, không biết khi nào hình thành một cái cùng loại thiên kiếp kiếp vân lốc xoáy, giải rác mấy trăm dặm bộ dáng, kiếp vân quay cuồng, vô cùng đáng sợ. Một đạo thô tráng 3-4 mễ đường kính màu tím lôi đình tia chớp, từ kiếp vân đánh xuống, vuông góc toàn bộ thiên địa mà xuống, lại là trực tiếp dừng ở Đoạn Làm Hàn Sơn trên người, hoặc là nói là Đoạn Làm Hàn Sơn phía sau hiện lên ngàn trượng bạch hổ trên người. Giống. A. À. Này một đạo lôi đình đánh xuống, Đoạn Làm Hàn Sơn bạch hổ hư ảnh một tiếng rên rỉ chung nháy mắt tan thành mây khói, mà Đoạn Làm Hàn Sơn còn lại là kêu thảm thiết một tiếng, một ngụm lão huyết phun ra, bay ngược đi ra ngoài. Lôi đình cũng ngay sau đó biến mất. Dương Nghị Vân lại là cảm thấy nháy mắt thân thể khôi phục tự do. Giam cầm bốn phía thiên địa lực lượng tiêu tán. Đúng lúc này một thanh âm cũng truyền khắp toàn trường. Đáng chết Đoạn Làm Hàn Sơn.
mang 100 nhiều hào người khi dễ ta tiểu sư đệ, chán sống vì a. Đoạn làm việc nhà tộc thực ghê gớm sao? Cô nãi nãi hôm nay một đám đem các ngươi chém thành cặn bã, một đám ngu ngốc, người nhiều ghê gớm, hừ. Một cái chuông bạc thanh âm, hơi hơi mang theo nghịch ngợm đáng yêu mắng. Tuy rằng sống lạc chi gian, phía chân trời phía trên kiếp vân bên trong lại là đi ra một người đi chân trần áo tím nữ tử. Dương Nghị Vân nghe nói chuyện thanh, miệng lớn lên, đôi mắt trợn tròn, nhìn phía chân trời phía trên kiếp vân trung đi ra áo tím nữ tử, trong lòng từng luồng dòng nước ấm không ngừng nhộn nhạo. Hắn trong đầu không ngừng quanh quẩn một câu, khi dễ ta tiểu sư đệ. Toàn trường bị khi dễ người, chỉ có hắn mà thôi. Mà hắn đâu? Xưng hô hắn vì tiểu sư đệ. Hắn chỉ có một sư tỷ, một cái lão nhân khi đó thường xuyên sẽ nhắc tới tiểu sư tỷ, tím hà. Không hề nghi ngờ, cái này từ trên trời giáng xuống, từ kiếp vân trung đi ra áo tím thiếu nữ, chính là hắn ở lão nhân trong miệng nghe xong rất nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ có đã gặp mặt tiểu sư tỷ tím hà. Nàng từ trên trời giáng xuống, càng ngày càng gần, nhìn nàng như ngọc trắng nõn đi chân trần, cổ chân thượng các có một cái lục lạc, phát ra leng keng thanh âm. Chờ gần một ít sau, nhìn nàng tuyệt thế dung nhan mang theo một chút nghịch ngợm cùng cổ linh tinh quái, Dương Nghị Vân cảm giác thực thân thiết. Trong lòng thầm than chính mình này đó sư huynh sư tỷ một cái so một cái nghiêu ích a. Lần trước nhị sư huynh tiến đến, trong tay vô kiếm, lại là kiếm khí tung hoành thiên địa, uy phong bát diện. Lần này xuất hiện cái này tiểu sư tỷ, càng thêm nghiêu ích, tựa hồ cư nhiên có thể thao tác kiếp vân, vừa rồi kia một đạo sỏ xuyên qua thiên địa màu tím lôi đình, trực tiếp liền đem đoạn làm hàn sơn bạch hổ phách toái, làm đoạn làm hàn sơn bay ngược đi ra ngoài. Liền ở Dương Nghị Vân ngây người chung, áo tím nữ tử nhìn về phía hắn, nghịch ngợm cười, còn đối hắn chấp hạ đôi mắt nói, tiểu sư đệ ta là ngươi sư tỷ tím hà, thiết trước từ từ, ta đem này đó đoạn làm việc nhà tộc vương bát đản chém thành cho tàn, cho ngươi hết giận. Nói xong hấp tấp áo tím nữ tử, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía đoạn làm việc nhà tộc 8-9-10 tên tiên đế. Trừng khởi đơn phượng nhãn, mắng dựng lên, người đại gia đoạn làm hàn sơn, dám khi dễ ta tiểu sư đệ, hôm nay xem cô nãi nãi không đánh chết các ngươi. Lúc này đoạn làm hàn rìa núi rác máu giàn ruộng, không ngừng hộc máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn bị người tiếp được nâng, nhìn phía chân trời phía trên áo tím nữ tử, hai tròng mắt trung tràn đầy hoảng sợ, nghe áo tím nữ tử mắng, đoạn làm hàn sơn mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm lão huyết, run giọng mở miệng nói, ngươi. Ngươi là thần thánh gia tộc Cơ gia tiểu ma nữ tím hà. Đúng là ngươi cổ nãi nãi ta, các ngươi là chính mình tự sát, vẫn là cô nãi nãi đánh chết các ngươi. Áo tím nữ tử vô cùng bá đạo trừng mắt mà hỏi. Đoạn làm hàn sơn nghe được áo tím nữ tử thừa nhận lúc sau, cả người đều là run lên, nuốt khẩu nước miếng nói, tiên giới đệ nhất gia tộc thần thánh Cơ gia không phải có quy định, không nhúng tay tiên giới bất luận cái gì công việc sao. Ngươi đây là vi phạm Cơ gia tổ huấn. Lan, người đại gia, khi dễ người đều khi dễ đến ta tiểu sư đệ trên đầu, còn tổ huấn. Kia hắn sao là ta Cơ gia tổ huấn, làm ngươi đánh rắm, hỏi lại ngươi một câu, tự sát không tự sát. Áo tím nữ tử vô cùng bá đạo. Dương Nghị Vân trong lòng lão chấn động, không chỉ có là bị vị này tiểu sư tỷ thực lực chấn động, càng có rất nhiều bị nàng thô cuồng lời nói chấn động, mắng đoạn làm hàn sơn liền giống như mắng tôn tử giống nhau. Không hề có để ý đối phương là đoạn làm việc nhà tộc tộc trưởng, là một vị phong hào tiên đế, càng không có để ý đoạn làm hàn sơn phía sau 8-9-10 tên tiên đế. Tựa hồ tại đây vị bưu hãn tiểu sư tỷ trong mắt, này mấy chục hào đại tiên đế chính là một đám a miêu a cầu. Bất quá Dương Nghị Vân trong lòng liền một chữ, sảng. Mắng hảo, mắng sảng. Có như vậy một vị sư tỷ tựa hồ thiệt tình không tồi, hắn đối hắn tính tình. Dương Nghị Vân là sảng. Nhưng đoạn làm hàn sơn lại cảm giác được tận thế tiến đến. Hắn là đánh chết cũng chưa nghĩ đến, hôm nay sẽ xuất hiện Cơ gia tiểu ma nữ, cái này bị được xưng là tiên giới sát tinh ma nữ. Càng không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên là Dương Nghị Vân tiểu tử này sư tỷ. Giờ phút này đoạn làm hàn sơn trong lòng quả thực bay qua một vạn đầu hắc quả đen. Nghe Cơ gia nữ ma đầu một câu tự sát không tự sát, đoạn làm hàn sơn cả người toàn thân lạnh băng. Hiện tại không cần đi miệt mài theo đuổi cái này nữ ma đầu cùng Dương Nghị Vân kia tiểu tử như thế nào sẽ là đồng môn quan hệ, đoạn làm hàn sơn chỉ nghĩ có thể hay không giữ được mạng già. Hắn tuy rằng là phong hào tiên đế, là đoạn làm việc nhà tộc tộc trưởng, nhưng lại là biết cái này nữ ma đầu sát tinh lợi hại, mà tiên giới đệ nhất gia tộc Cơ gia,
càng là bị trở thành thần thánh gia tộc, cổ xưa đến bạo gia tộc, trong truyền thuyết bán thần gia tộc. Có được chí cao vô thượng thần đạo huyết mạch cùng thần đạo thủ đoạn, vừa rồi Lôi Đình chính là Cơ Gia huyết mạch thiên phú lực lượng, toàn bộ tiên giới trừ bỏ Lôi Phạt Thiên Tôn, chính là Cơ Gia có được thao tác Lôi Đình thủ đoạn. Cùng người trước so sánh với, Cơ người nhà Lôi Đình thủ đoạn càng vì thần bí lợi hại, bởi vì nhân gia đó là huyết mạch truyền thừa Lôi Đình lực lượng, mà Lôi Phạt Thiên Tôn tuy rằng được xưng Lôi Phạt, nhưng đó là tu luyện ra tới thần thông, xa xa không thể cùng Cơ Gia Lôi Đình thiên phú so sánh. Trước mắt tiểu ma nữ có được Lôi Đình chi uy, sở có được huyết mạch thiên phú, càng là bị trở thành thẳng truy Cơ Gia tổ tiên yêu nghiệt thiên phú. Cơ Gia hòn ngọc quý trên tay, Cơ Tím Hà, tiên đế đại viên mãn tu vi cảnh giới, lại là được xưng có thể tấu tầm thường tiên tôn như lợn cẩu ma nữ, cổ linh tinh quái vô pháp vô thiên tính cách, bị tiên giới xưng là tiên giới sát tinh, bất luận kẻ nào đều thấy trốn tránh đi sát tinh. Trong truyền thuyết Cơ Tím Hà chính là cận đại vô hạn đem có thể tiếp cận thần, có thể thành tựu thần thể người. Cơ Gia chính là tiên giới đệ nhất gia tộc, là siêu nhiên tiên giới 10 đại gia tộc phía trên tồn tại, là tiên giới thần bí nhất cổ xưa gia tộc, được xưng thần thánh gia tộc. Trong lời đồn Cơ Gia ngược dòng lịch sử chính là xuất hiện quá không ít thánh nhân gia tộc, tổ tiên chính là thần đạo truyền thừa, ở tiên giới cũng tiên giới thánh nhân gia tộc. Cơ Gia chưa bao giờ tham dự tiên giới bất luận cái gì phân tranh, một lòng chỉ cầu càng cao đại đạo, thần bí vô cùng, không có bất luận kẻ nào biết Cơ Gia tồn tại ở tiên giới địa phương nào. Cơ Gia tử đệ hành tẩu tiên giới rèn luyện, liền tính là được xưng tiên giới người thống trị tam đại thiên tôn thế lực cũng muốn làm thượng ba phần, không dám dễ dàng đắc tội. Đích xác Cơ Gia tổ huấn không cho phép Cơ Gia đệ tử tham dự bất luận cái gì tiên giới tranh phong, nhưng này một cái tổ huấn, đối Cơ Tím Hà cái này sát tinh vô dụng. Nàng hành tẩu tiên giới rèn luyện thời điểm, căn bản liền không có để ý bất luận cái gì tổ huấn, tưởng như thế nào liền như thế nào, vì thế lang bạt ra tiên giới sát tinh tên tuổi. Truyền thuyết nếu không phải Cơ Gia lão tổ ước thúc, cái này sát tinh đã sớm hỗn loạn tiên giới. Đương nhiên cũng không phải nói Cơ Tím Hà vô địch, mà là rất nhiều người rất nhiều tiên giới thế lực cấp Cơ Gia mặt mũi, hoặc là nói không dám dễ dàng đắc tội Cơ Gia. Bao gồm tam đại thiên tôn thế lực. Bọn họ đoạn làm việc nhà tộc tuy rằng cũng được xưng tiên giới 10 đại gia tộc chi nhất, nhưng là ở Cơ Gia trước mặt, thì đều không phải, bởi vì Cơ Gia là tiên giới đệ nhất gia tộc là thần thánh Cơ Gia. Siêu nhiên bất luận cái gì gia tộc phía trên gia tộc. Cái gọi là tiên giới 10 đại gia tộc. Chính là bọn họ đoạn làm việc nhà tộc bực này gia tộc chính mình danh liệt ra tới, mà bọn họ 10 đại gia tộc, trên thực tế là 9 đại gia tộc, danh liệt đệ nhất gia tộc chính là Cơ Gia, là bọn họ 9 đại gia tộc làm ra tới thứ tự, đem Cơ Gia đặt ở đệ nhất vị trí, trên thực tế là cho chính mình trên mặt thiếp vàng, đem bọn họ 9 đại gia tộc cùng Cơ Gia tề danh. Nhân gia Cơ Gia căn bản liền không thèm để ý cái này, bọn họ bất luận cái gì một cái gia tộc cũng không dám xưng đệ nhất gia tộc. Có thể xưng đệ nhất cũng chỉ có Cơ Gia. Đoạn làm Hàn Sơn biết Cơ Tím Hà có thể lộng chết hắn, hơn nữa nói diệt cấp diệt, tuyệt đối không phải nói giỡn, cái này nữ ma đầu ở tiên gia nghe đồn quá nhiều, danh khí quá lớn. Hiện tại cư nhiên làm hắn cùng hắn này đó thủ hạ tự sát. Hôm nay hắn nếu là cùng dư lại này 8-9-10 tên đại tiên đế tự sát, đoạn làm việc nhà tộc đánh giá liền phải từ tiên giới xóa tên. Này tuyệt đối không được. Đoạn làm việc nhà tộc nghĩ sớm biết rằng Dương Nghị Vân là Cơ Gia cái này sát tinh sư đệ, hắn liền tính là sở hữu nhi tử bị Dương Nghị Vân cấp sát sạch sẽ cũng tuyệt đối không báo thù tới. Tổn thất một cái nhi tử 10 đại tiên đế khách khanh, tổng so đoạn làm việc nhà tộc bị diệt tộc cường. Hôm nay hắn sở mang đến này đó tiên đế chính là toàn bộ đoạn làm tiên vực 9 thành 9 cường giả, những người này hơn nữa hắn cái này tộc trưởng bị giết, đoạn làm việc nhà tộc liền xong rồi. So sánh với mặt mũi. Bảo tồn hạ đoạn làm việc nhà tộc mới là chính đạo. Đoạn làm Hàn Sơn muốn làm nỗ lực, dứt khoát nhận túng cấp Cơ Gia truyền đi ra ngoài không mất mặt. Ở Cơ Tím Hà bá khí chắc lậu khí thế hạ, đoạn làm Hàn Sơn sắc mặt xanh trắng giao nhau biến ảo, vừa rồi kia một đạo lôi đình trực tiếp đánh nát hắn đoạn làm việc nhà tộc thần hổ chi lực, phải biết rằng hắn truyền thừa chính là đoạn làm việc nhà tộc thần hổ nội đan chi lực, một đạo liền tan biến, làm hắn bị thương nặng. Nhìn Cơ Tím Hà, đoạn làm Hàn Sơn mở miệng nói, Cơ cô nương này có thể là cái hiểu lầm, đại gia đều là tiên giới 10 đại gia tộc, vốn là nhất thể, thiên đại hiểu lầm a. Ta nếu là sớm biết rằng Dương Nghị Vân là ngài sư đệ, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì truy liền, việc này, tuyệt đối hiểu lầm, ta đoạn làm Hàn Sơn hiện tại tuyên bố, đoạn làm việc nhà tộc cùng Dương Nghị Vân chi gian ân oán xóa bỏ toàn bộ,
việc này đến đây kết thúc, như thế chúng ta cáo lui, Cơ cô nương dừng bước, ta chờ cáo từ. Dương Nghị Vân nghe đoạn làm Hàn Sơn 360 độ đại chuyển biến nói chuyện, thật sự là tưởng nôn mửa, gặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Trong lòng cũng cảm thán, quả nhiên vẫn là thực lực cùng thế lực tối thượng, nắm tay lớn chính là chân lý. Hắn ở một bên nghe được đoạn làm Hàn Sơn nói cái gì thần thánh gia tộc gì đó, liền đối tiểu sư tỷ xuất thân sinh ra tò mò, lén truyền âm dò hỏi thần ma điểu, đương thần ma điểu giảng thuật xong tiên giới sinh sôi cơ ra cùng tiểu sư tỷ tím hà sự thích lúc sau, liền tính là hắn cũng nhịn không được hít hà một hơi, trách không được đoạn làm Hàn Sơn nhận túng. Hơn nữa nơm nớp lo sợ. Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính mình vị này sư tỷ cư nhiên xưng sao ngưu ích, càng ngưu ích chính là nàng là cơ gia cận đại đệ nhất thiên tài, huyết mạch thiên phú thẳng truy tổ tiên người. Có thực lực có nhan giá chỉ có bối cảnh, như vậy sư tỷ, Dương mẫu nhân muốn một tá. Lúc này lại là nghe được tiểu sư tỷ cười lạnh chửi ầm lên lên, đoạn làm Hàn Sơn đúng không, cô nãi nãi biết ngươi, phong hào thần hổ tiên đế cùng ta nhị sư huynh đều là phong hào tiên đế, vốn đang kính trọng ngươi như vậy một chút. Không nghĩ tới ngươi không biết xấu hổ tới rồi như thế nông nỗi. Đánh không lại liền nhận túng. Ha ha, ngươi cho rằng ta cơ tím hà sư đệ là dễ khi dễ như vậy. Hiện tại một câu nhận túng đã muốn đi. Ngươi mẹ nó đương cô nãi nãi chính là ngốc tử đâu. Hảo, nếu các ngươi không muốn tự sát, kia cô nãi nãi liền chính mình động thủ, cho các ngươi hồi phi yên diệt. Một đám vương bát dê con không biết xấu hổ, còn cùng chúng ta cơ gia nhất thể, ta phi. Bản thân tự phong chó má tiên giới gia tộc, còn cùng chúng ta cơ gia đánh đồng, các ngươi cũng xứng. Cơ tím hà chửi ầm lên chung, đoạn làm Hàn Sơn cả người đều là cứng đờ, nghe được cơ tím hà khẩu khí chung căn bản là sẽ không tha bọn họ rời đi. Nhanh chóng quyết định hét lớn một tiếng nói, mọi người trốn. Xoát một chút 8-9-10 tên tiên đế cùng đoạn làm Hàn Sơn ngay lập tức trốn ra sao trời đại trận. Nhưng lúc này Dương Nghị Vân nghe được tiểu sư tỷ ha hả cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn. Thoát được sao, ở cô nãi nãi trong tay trốn, nằm mơ đi. Dứt lời lúc sau, chỉ thấy tiểu sư tỷ khẽ quát một tiếng, chí tôn vô địch, lôi đình vạn quân. Lại là ở thời điểm này Dương Nghị Vân thấy được tiểu sư tỷ nhảy chui vào thật lớn kiếp vân chung, cũng cảm nhận được tựa hồ tiểu sư tỷ thi triển thần thông là lão nhân 12 chí tôn thần thông hơi thở, nhưng là lại có chút bất đồng, càng cường đại hơn vô cùng. Oanh, răng rắc, ầm ầm ầm. Ngay sau đó thật lớn kiếp vân chung lại là lôi đình tia chớp mà ra, lúc này Dương Nghị Vân trong mắt tạp nhìn lại, quả thực như là giông tố bùng nổ. 8 ngày giống nhau lôi đình từ kiếp vân chung phẫn nộ mà ra. Từng điều đều là lu nước giống nhau thô tráng, màu tím chung thế nhưng mang theo màu đen, ước chừng mấy trăm đến màu tím đen lôi đình tia chớp, từ kiếp vân chung đánh rớt, thẳng truy đoạn làm Hàn Sơn cùng 8-9-10 tên đại tiên đế mà đi. Mỗi một cái lôi đình chi uy, xỏ xuyên qua một ngày mà, tản mát ra lệnh người áp lực hơi thở. A a a a. Một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở thiên địa chung. Ở Dương Nghị Vân trong tầm mắt, một đạo màu tím đen lôi đình đánh rớt một người đại tiên đế, tức khắc chính là hôi phi yên diệt kết cục, 8-9-10 tên tiên đế bị lôi đình phách hôi phi yên diệt trường hợp vô cùng chấn động nhân tâm. Cơ hồ không có bất luận kẻ nào có thể loại kém. Đương nhiên chỉ có đoạn làm Hàn Sơn lại là bác mệnh chống cự, nhưng là tựa hồ cũng hiệu quả không tốt. Chỉ thấy kinh hoàng vô cùng đoạn làm Hàn Sơn nhìn đến 5-6 nói lôi đình đối với hắn cuốn tịch mà đến sau, quái kêu lên, đầu tiên là giống to, thần hổ nuốt thiên, cho ta ngăn trở. Một đầu bạch hổ tại đây hiện lên, hóa thân ngàn trượng xuất hiện ở phía chân trời, toàn thân bùng nổ chói mắt bạch quang, lại là đoạn làm Hàn Sơn trực tiếp thiêu đốt bản mạng chi lực ngăn cản lôi đình. Nhưng là hắn bạch hổ lại đang không ngừng thu nhỏ lại chung, bị lôi đình công kích dưới, ngàn trượng bạch hổ thân hình lấy mắt thường thấy được tốc độ thu nhỏ lại tới rồi trăm trượng, hơn nữa như cũ ở liên tục chung. Lão tổ tông cứu mạng a. Cảm nhận được tử vong hơi thở không ngừng thêm phía sau, đoạn làm Hàn Sơn gào giống dựng lên, lão tổ tông cứu mạng. Đích xác tiên giới này đó cổ xưa đại gia tộc đều có tọa trấn lão tổ tồn tại. Hừ, nhà ngươi lão tổ tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Hôm nay cô nãi nãi khiến cho đánh chết ngươi. Cuồn cuộn kiếp vân trung truyền đến tiểu sư tỷ tím hà thanh âm, cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng đều thẳng nhảy, vị này tiểu sư tỷ quá mẹ nó biêu hãn. Nhìn như tiên đế tu vi, kỳ thật dựa theo thần ma điểu cách nói, đó là bán thần huyết mạch tồn tại, căn bản không thể lấy tu vi cảnh giới đi cân nhắc thực lực. Đúng lúc này, một cái giả nua thanh âm vang lên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng,
tiểu nha đầu ngươi là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Dương Nghị Vân trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là Đoạn làm việc nhà tộc lão tổ tông tới? Thần ma điểu chớp động một chút cánh nói, vô cùng có khả năng, bất quá đây là không gian pháp tắc truyền âm, lúc này không chừng còn ở ngàn vạn dặm ở ngoài đâu, hiện tại liền xem tím hà nha đầu này, có dám hay không thật lộng chết Đoạn làm Hàn Sơn. Thần ma điểu vừa dứt lời, Dương Nghị Vân liền nghe được Kiếp Vân Trung vang lên tiểu sư tỷ một tiếng hừ lạnh nói, Đoạn làm lão quái vật, đừng cậy già lên mặt, hôm nay ngươi đã đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi cái này phế vật con cháu, cô nãi nãi còn lại cứ muốn sát tuyệt. Oanh! A! À. Kiếp Vân Trung lôi đình lần thứ hai mà ra, hóa thành một cái toàn thân ngăm đen lôi đình chi long, tia chớp một chút, dừng ở Đoạn làm Hàn Sơn trên người, lần này trực tiếp làm Đoạn làm Hàn Sơn không ngừng thu nhỏ lại bạch hổ hư ảnh tiêu tán, trực tiếp dừng ở Đoạn làm Hàn Sơn trên người, kêu thảm thiết chung Đoạn làm Hàn Sơn vị này Đoạn làm việc nhà tộc gia tộc phong hào thần hổ tiên đế hôi phi yên diệt. Dương Nghị Vân nhìn phía chân trời, cầm lòng không đậu nuốt nước miếng. Dương Nghị Vân trong mắt bìu hãn đến nổ mạnh tiểu sư tỷ, một hồi lôi đình chi uy, trực tiếp diệt Đoạn làm Hàn Sơn cùng 8-9-10 tên tiên đế, hôi phi yên diệt. Càng là ở một tiếng già nua quát lớn chung, chút nào không nương tay, nói xử lý Đoạn làm Hàn Sơn liền xử lý. Cái này quát lớn tiếng động, không hề nghi ngờ là Đoạn làm việc nhà tộc lão tổ tông, Dương Nghị Vân đoán đều có thể đoán được hẳn là một vị tiên tôn cường giả lên sân khấu. Tuy rằng nhìn tiểu sư tỷ xử lý Đoạn làm Hàn Sơn đám người trong lòng rất thống khoái, chính là nếu xuất hiện một vị tiên tôn. Cái này hậu quả sợ là rất nghiêm trọng, cũng không biết tiểu sư tỷ có thể hay không ứng phó. Ở hắn nghĩ đến sợ là huyền. Tiên tôn chi cảnh, chính là tiên giới đỉnh tồn tại, là cường giả chân chính. Giờ phút này Dương Nghị Vân phục hồi tinh thần lại không khỏi trong lòng cũng từng đợt chột dạ. Mở miệng hỏi trên vai thần ma điểu nói. Quả đen ta vị này bưu hãn tiểu sư tỷ có thể hay không đấu đến quá tiên tôn cấp bậc cường giả. Cái này, sợ không phải đối thủ a, tiểu tím hà cảnh giới là tiên đế đại viên mãn, cũng có huyết mạch thiên phú thần thông, nhưng Đoạn làm việc nhà tộc lão tổ tông, tất nhiên cũng không phải tầm thường tiên tôn, bực này lão quái vật đều là tiên giới nhãn hiệu lâu đời tiên tôn, ngày thường đều là miêu lên bất xuất thế chủ nhân, lão mà di kiên, đối phó lên sợ là có phiền toái. Tới, thần ma điểu nói chuyện chi gian. Nhìn về phía chân trời. Dương Nghị Vân trong lòng mạc danh căng thẳng, nhìn qua đi, giờ phút này chỉ thấy phía chân trời phía trên, trống rỗng xuất hiện một cái chói mắt vô cùng lốc xoáy. Ngay sau đó bên trong đi ra một người bạch y đầu bạc lão giả, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Mà ở bên kia chính là tiểu sư tỷ Kiếp Vân lốc xoáy, nàng như cũng đang ở quay cuồng Kiếp Vân bên trong, nghĩ đến cũng làm hảo một hồi đại chiến chuẩn bị. Quả nhiên là tiên tôn A. Hơn nữa là tiên tôn trung kỳ cảnh giới, mở ra chính là cánh cửa không gian, thoạt nhìn là trực tiếp từ ngàn vạn dặm ở ngoài xuất hiện ở hiện trường, tiểu tử chuẩn bị sẵn sàng, tiểu tím hà sợ là muốn có hại, đúng rồi, người trước làm lão tử tiến càn khôn hồ, dù sao lão tử giúp không được gì, thật sự không được liền trốn vào càn khôn hồ không gian đi. Thần ma điểu thực túng thực trực tiếp. Dương Nghị Vân nghe thần ma điểu nói chuyện, trong lòng thẳng trừ trừ. Nhưng là như cũ trong lòng vừa động đem thần ma điểu thu vào càn khôn hồ không gian, bởi vì hắn biết tạp mao điểu đích xác giúp không được gì. Xuất hiện một cái tiên tôn liền xuất hiện không biết, có thể làm đó là tận lực giảm bớt thương vong đi. Đúng lúc này lại nghe lão giả đối với tiểu sư tỷ mở miệng nói, cơ gia người khi nào như thế kiêu ngạo bá đạo. Chẳng lẽ thật sự cho rằng nghịch cơ gia liền vô địch không thành. Lão đông tây đừng cậy già lên mặt. Người Đoạn làm việc nhà tộc con cháu trực tiếp tới cửa khi dễ ta sư đệ, điểm này đặt ở tiên giới bất luận cái gì địa phương, bất luận kẻ nào đều không thể nhẫn, giết bọn họ là giáo huấn, người Đoạn làm việc nhà tộc mới là vô pháp vô thiên, đường đường gia chủ tự mình dẫn người 100 thật tốt đại tiên đế, khi dễ ta sư đệ một cái tiên vương, rốt cuộc là ai vô pháp vô thiên, ai không biết xấu hổ. Như thế nào, người Đoạn làm thiên thành, ỷ vào là tiên tôn, cũng muốn khi dễ cô nãi nãi sao? Vậy thử xem cơ tím hà thủ đoạn lợi hại cường hãn, miệng cũng là nhanh nhẹn khẩn, một phen nói ra tới, làm Đoạn làm thiên thành sắc mặt thanh hồng biến hóa không ngừng. Này một phen lời nói nghe vào Dương Nghị Vân trong tai lại cũng là sửng sốt, nghe tới vị này tiểu sư tỷ tựa hồ nhận thức tên này lão giả, thẳng hô kỳ danh Đoạn làm thiên thành. Hiển nhiên Đoạn làm việc nhà tộc lão tổ kêu Đoạn làm thiên thành. Tiểu sư tỷ cũng là đủ bưu hãn, đối mặt một cái tiên tôn trung kỳ cường giả. Không sợ chút nào, trực tiếp liền dỗi. Lúc này Đoạn làm thiên thành lại là băng hàn vô cùng nói,
Hảo 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 không thể tưởng được năm đó tiểu nha đầu thế nhưng như thế nhanh mồm dẻo miệng, người giết ta Đoạn làm việc nhà đương đại gia chủ, diệt ta Đoạn làm việc nhà tộc sở hữu tiên đế, đây là chặt đứt ta Đoạn làm việc nhà tộc a, tiểu nha đầu chính là ngươi Cơ gia lão tổ Cơ Vô Mệnh cũng sẽ không như thế đuổi tận giết tuyệt. Hảo tàn nhẫn thủ đoạn, lão phu ngàn vạn dặm cầu tình đều cầu không dưới ngươi thủ hạ lưu tình, vô tri tiểu nha đầu, một khi đã như vậy hôm nay liền cho ta Đoạn làm việc nhà này đó con cháu chôn cùng đi. Hừ, lão Đông Tây cô nãi nãi không phải dọa đại, cũng đừng nhắc lên nhà ta lão tổ, hôm nay hành động chính là cô nãi nãi một người việc, với ta Cơ gia vô can. Cơ Tím Hà phi thường kiên cường. Ha ha ha, Đoạn làm thiên thành cuồng tiếu lên, trong tiếng cười tràn ngập một cổ tử bi phẫn. Bỗng nhiên hắn giận dữ hét, hảo, không hổ là Cơ gia con cháu, hảo một cái một người việc, với Cơ gia vô can, nếu như thế bản tôn hôm nay khiến cho ngươi chôn cùng. Ngươi giết ta Đoạn làm việc nhà tộc này đó cao tầng, truyền thừa vô số tuế nguyệt Đoạn làm việc nhà tộc xem như xong rồi, hôm nay liền tính là Cơ Vô Mệnh lại lần nữa, bản tôn cũng muốn bộ một cái cách nói, diệt ngươi một cái chôn cùng, Cơ Vô Mệnh cũng không nói được cái gì. Dương Nghị Vân nghe phía chân trời phía trên Đoạn làm thiên thành cùng tiểu sư tỷ nói chuyện, thế mới biết tiểu sư tỷ nơi Cơ gia cũng có cái lão tổ kêu Cơ Vô Mệnh, hơn nữa nghe Đoạn làm thiên thành lời nói, tựa hồ đối Cơ Vô Mệnh phi thường kiêng kỵ. Đối Cơ gia thực kiêng kỵ, nàng vị này tiểu sư tỷ cũng là không chút nào yếu thế, lời nói chi gian bao che cho con khẩn, chính là vì hắn cái này chưa từng có đã gặp mặt tiểu sư đệ xuất đầu, không chút nào thoái nhượng. Dương Mẫu Nhân nội tâm tràn ngập cảm động. Giờ phút này nhìn phía chân trời, Dương Nghị Vân ánh mắt tinh quang lập lòe dựng lên. Thần hổ phiên thiên ấn. Đúng lúc này Đoạn làm thiên thành đối với tiểu sư tỷ kiếp vân lốc xoáy bỗng nhiên giống giận đánh ra một trường. Giống. Một tiếng hổ gầm vang vọng phía chân trời. Đoạn làm thiên thành một trường đánh ra, tức khắc trong tay liền xuất hiện một đầu bạch hổ, xem ở Dương Nghị Vân trong mắt lại là so với phía trước Đoạn làm Hàn Sơn cái loại này bạch hổ hư ảnh càng thêm chăm chú nhìn. Kỳ thật hắn biết Đoạn làm thiên thành trong tay bay vọt mà ra này đầu bạch hổ đồng dạng pháp lực ngưng tụ mà thành thần thông, nhưng lại nhìn qua cơ hồ là sống sờ sờ chân thật tồn tại. Này cũng đã nói lên, Đoạn làm thiên thành pháp lực tu vi càng thêm thông huyền. Không hổ là tiên tôn cường giả. Hổ gầm thanh chấn ngàn vạn dặm, làm phía chân trời vân lôi cuồn cuộn. Như là thái dương giống nhau bùng nổ chói mắt ánh sáng, nhào hướng tiểu sư tỷ nơi thật lớn kiếp vân. Hai người kỳ thật gặp nhau mấy ngàn mét, Đoạn làm thiên thành một trưởng phát ra bạch hổ đón gió mà trường, ngay lập tức chi gian hóa thành mấy ngàn mét chi khu, nhào tới. Oanh! Răng rắc! Lúc này Dương Nghị Vân nhìn đến tiểu sư tỷ nơi ở. Một đạo màu tím lôi đình hóa thành tới một cái lôi đình chi long phi nhảy mà ra. Ngao! Rồng ngâm dựng lên. Lúc này thật sự là rồng ngâm hổ gầm. Dương Nghị Vân có chút khẩn trương, thoạt nhìn tiểu sư tỷ này một kích cũng không giống người thường, cũng không biết đối mặt Đoạn làm thiên thành một trưởng bạch hổ chi uy năng không thể đấu đến quá. Giống! Ngao! Rốt cuộc một con rồng một hổ hung hăng va chạm ở cùng nhau. Ầm vang! Toàn bộ thiên địa đều vì này tối sầm lại. Bùng nổ mà ra dao động, Dương Nghị Vân cách thật xa đều kinh sợ hai lỗ tai, thân thể lung lay sắp đổ, toàn lực thúc giục pháp lực ở ổn định thân hình. Ngay sau đó nhìn lại, Dương Nghị Vân lại là trong lòng kinh hãi. Lại thấy tiểu sư tỷ lôi đình chi long đòn nghiêm trọng ở Đoạn làm thiên thành bạch hổ chi khu thượng, bùng nổ chính là chói mắt bạch quang cùng màu tím tia chớp ánh sáng. Ngay sau đó lại là ở nhanh chóng thu nhỏ lại. Nháy mắt công pháp tiểu sư tỷ lôi thiên tiêu tán vô hình. Nhưng phía chân trời phía trên bạch hổ lên tiếng thét dài, giống. Ngay lập tức chi gian vọt vào cuồn cuộn kiếp vân bên trong. Mà giờ khắc này kiếp vân trung lôi đình vạn quân, sấm sét ầm ầm. Bên kia Đoạn làm thiên thành lại là đôi tay vũ động dựng lên trong miệng bạo giống, thiên đạo tôn sư, nói là làm ngay, càn khôn điên đảo, cho ta phá. Theo hắn dứt lời nhóm bỗng nhiên đối với tiểu sư tỷ nơi kiếp vân trống giống một chảo mà đi. Chỉ thấy che trời vẫn luôn ánh vàng rực rỡ bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem tiểu sư tỷ nơi kiếp vân nhéo vào lòng bàn tay bên trong. Bảo! Oanh! Cửu thiên lôi đình! Ở trời đất tối tăm phía chân trời lập lòe chung, đinh tai nhức óc cửu thiên lôi đình tiếng giống giận dựng lên. Dương Nghị Vân nghe thế là tiểu sư tỷ thanh âm. Nhưng là... hắn nhìn đến tiểu sư tỷ phản kích thất bại, bởi vì thật lớn kiếp vân ở tiêu tán. Giờ phút này Dương Nghị Vân rốt cuộc bất chấp cái gì? Hắn biết lại không ra tay liều mạng, chưa chừng tiểu sư tỷ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nhanh chóng quyết định,
hắn nhảy phi thăng dựng lên nhằm phía chân trời phía trên đoạn làm thiên thành. Giống, ta thao ngươi đại gia, chết, càn khôn xuất kích. Dương Nghị Vân trung quy thúc dục càn khôn thần điện chi lực. Oanh! Trong thân thể hắn càn khôn thần điện chi lực điều động dưới, bạo phát vạn đạo kim quang, một cổ già nua hằng cổ hơi thở từ trong cơ thể bùng nổ mà ra. Từ nơi xa xem, Dương Nghị Vân lúc này hóa thân trở thành một cái tản ra vạn đạo kim quang sao băng giống nhau, trực tiếp bay vọt dựng lên nhằm phía đoạn làm thiên thành. Mà không gì sánh được hơi thở cũng phát ra mở ra. Đoạn làm thiên thành bỗng nhiên sắc mặt đại biến, quay đầu mà xem, lại là phát hiện một đạo kim quang đánh sâu vào mà đến, đúng là Dương Nghị Vân cái kia tiểu tử, hắn thân là tiên tôn, đối với hôm nay đã phát sinh sự tình, tự nhiên sáng tỏ với tâm. Biết hết thảy đều là Dương Nghị Vân tiểu tử này vì đầu sỏ gây tội. Vốn dĩ hắn đã đến lúc sau căn bản liền không có đem Dương Nghị Vân cái này tiên vương đặt ở trong mắt, chỉ có thể xem như một cái con kiến tồn tại, không nghĩ tới ngay sau đó tiểu tử này trên người cư nhiên bộc phát ra cổ xưa thê lương hơi thở, làm hắn đều vì này cả kinh. Cảm thấy không thể tưởng tượng, sắc mặt ngưng trọng lên, nháy mắt pháp lực vừa thu lại, lại là đem cơ tím hà buông ra. Chính là hắn một kích cũng làm cơ tím hà kiếp vân tiêu tán vô hình. Phốc, kiếp vân tiêu tán lúc sau, cơ tím hà một búng máu dịch phun ra, từ giữa không trung rơi xuống đi xuống, nàng coi thường đoạn làm thiên thành thủ đoạn, này một kích nàng trọng thương. Thậm chí thiếu chút nữa chết. Nhưng rơi xuống đi xuống thời điểm, cũng thấy được nàng vị này tiểu sư đệ Dương Nghị Vân, cư nhiên bộc phát ra siêu thần lực, nhằm phía đoạn làm thiên thành. Sư đệ không cần, cổ đủ một cổ kính. Cơ tím hà kêu to lên, nàng tự mình cảm thụ đoạn làm thiên thành pháp lực, cái này lão bất tử cũng là có được bán thần chi lực tồn tại, cùng nàng cơ gia có được bán thần huyết mạch giống nhau, chẳng qua so cơ gia lực lượng cắm thượng một bậc, nàng bại là bởi vì thua ở tu vi cảnh giới cùng đoạn làm thiên thành kém cách xa. Nhưng lúc này nhìn đến tiểu sư đệ vọt qua đi, trọng thương nàng cũng sốt ruột. Chỉ là giờ phút này nàng trong cơ thể bị đoạn làm thiên thành bạch hổ chi lực đánh sâu vào, một chốc đều hoãn bất quá tới. Trơ mắt nhìn Dương tiểu sư đệ Dương Nghị Vân nhằm phía đoạn làm thiên thành. Bất quá nàng cũng cảm nhận được tiểu sư đệ trên người giờ phút này tản mát ra một cổ siêu việt nàng cơ gia lực lượng, cho nên nàng cho rằng là siêu thần lực, cũng không biết có thể hay không thương đến đoạn làm thiên thành, lúc này cũng chỉ có thể nhìn ngăn cản không được, bởi vì tốc độ thực mau căn bản liền tới không kịp. Mà Dương Nghị Vân trong cơ thể càn khôn thần điện lực lượng bùng nổ lúc sau, không ngừng đánh sâu vào thân thể hắn, liên tục bò lên, làm hắn ý thức đều bắt đầu tan rã. Dư Quang nhìn thấy đoạn ám thiên thành một chảo niết tan tiểu sư tỷ kiếp vân, tiểu sư tỷ tin tức đi xuống. Nhưng này hắn trong lòng tức giận phóng lên cao. Trong cơ thể lực lượng cùng cảm nhận được nháy mắt đạt tới hắn sở thừa nhận cực hạn. Bất quá cũng trong mắt trực tiếp đoạn làm thiên thành cái này mục tiêu, áp chế lực lượng, muốn ở càn khôn thần điện chi lực hướng thể mà ra thời điểm, xử lý đoạn làm thiên thành. Vèo. Oanh. Rốt cuộc hắn giống giận dựng lên, một chút va chạm ở đoạn làm thiên thành trên người. Ý thức cũng tại đây một khắc mơ hồ, hắn biết đây là càn khôn thần điện chi lực bùng nổ lúc sau phản phệ, liền biết hắn thừa nhận trụ. Tại đây một khắc hắn cũng thấy được đoạn làm thiên thành toàn thân hiện lên từng đạo khắc văn, vẻ mặt âm trầm, hai tròng mắt trông được chính mình đánh sâu vào lại đây lại cũng là mang theo khiếp sợ thực sợ hãi. Dương Nghị Vân trong cơ thể càn khôn thần điện chi lực bùng nổ ở đoạn làm thiên thành trước người. Hắn cũng ở phản vệ chung trước mắt tối sầm mất đi ý thức. Cuối cùng một ý niệm là, chỉ hy vọng lần này có thể xử lý đoạn làm thiên thành. Kỳ thật có thể hay không xử lý, hắn cũng không biết, rốt cuộc đối phương là tiên tôn cảnh giới cường giả, cái này cảnh giới là tiên giới tu luyện cảnh giới tối cao chi cảnh. Mà hắn tuy rằng kích phát rồi càn khôn thần điện lực lượng, nhưng hắn chung quy là cái tiên vương cảnh giới, tiên yến thành không có đạt tới. Càn khôn thần điện lực lượng chung quy không phải hắn lực lượng. Không phải hắn có thể thừa nhận, phản phệ chi khổ, chưa chừng chính là ngã xuống. Dương Nghị Vân mất đi ý thức thời điểm, lòng tràn đầy cười khổ, cũng chưa cùng tiểu sư tỷ hảo hảo nói thượng một câu đâu. Bất quá hắn nghĩ không thể làm tiểu sư tỷ chết ở đoạn làm thiên thành trong tai mơ hồ nghe được tiểu sư tỷ một tiếng kêu to, cuối cùng trước mắt tối sầm hoàn toàn mất đi ý thức. Cách thật xa quan khán phương Đông Hạo Thiên đám người, thấy được Dương Nghị Vân hướng về đoạn làm thiên thành vọt qua đi. Một đám tâm đều nắm lên, ở bọn họ mọi người trong mắt, Dương Nghị Vân liền tính là ở hôm khác túng kỳ tài, cũng không phải đoạn làm thiên thành cái này đoạn làm việc nhà lão tổ tông đối thủ, tiên tôn cấp bậc cường giả A. Đây là tiên giới tu luyện cảnh giới đỉnh tồn tại. Dương Nghị Vân như vậy gặp phải đi,
còn không được Hôi Phi Yên Diệt đi. Phía trước vốn dĩ cho rằng Dương Nghị Vân tiểu sư tỷ có thể khiêng thượng một khiêng, không nghĩ tới đồng dạng ở Đoạn Làm Thiên Thành trong tay có hại, như vậy khổng lồ kiếp vân lôi đình đều bị Đoạn Làm Thiên Thành hai đánh nát. Dương Nghị Vân đi lên liền càng không phải đối thủ. Ở phương Đông Hạo Thiên đám người nhìn đến Dương Nghị Vân nhằm phía Đoạn Làm Thiên Thành lúc sau, một đám trong lòng đều đại đại sốt ruột, trong lòng không một không đều nghĩ đến hai chữ, xong rồi. Đích xác lại mọi người xem ra Dương Nghị Vân như vậy hoành hướng mà đi, chính là ở lựa chọn tự sát, nhìn như ở đồng quy vô tận, nhưng đại gia cảm thấy đồng quy vô tận Dương Nghị Vân đều không có tư cách. Bởi vì đối phương là tiên tôn, còn không phải tầm thường tiên tôn, là Đoạn Làm việc nhà tộc lão tổ tông, nắm giữ thần hổ chi lực, cho nên giữa hai bên căn bản không thể so sánh. Loại này ý niệm kỳ thật ngay cả Cơ Tím Hà cũng đều có, chẳng qua cùng những người khác bất đồng chính là, Cơ Tím Hà lại từ Dương Nghị Vân trên người cảm giác tới rồi một cổ siêu thần lực hơi thở. Bực này hơi thở so với nàng huyết mạch chi lực còn phải cường đại một mảng lớn, các nàng cơ gia huyết mạch chi lực bị coi là siêu việt tiên giới lực lượng bán thần lực, mà Dương Nghị Vân trên người lúc này phát ra hơi thở, càng vì cường đại. Cơ Tím Hà lại cũng đối cái này tiểu sư đệ có một ít chờ mong, nhưng sâu trong nội tâm như cũ không xem trọng, bởi vì tiểu sư đệ Dương Nghị Vân trước sau là tiên vương chi cảnh, mà Đoạn Làm Thiên Thành còn lại là tiên tôn chi cảnh, hơn nữa là tiên tôn trung kỳ vẫn là cái có được thần hổ chi lực tồn tại, xa không phải tầm thường tiên tôn. Lúc này đi ngăn cản đã không kịp, nàng bị Đoạn Làm Thiên Thành trọng thương muốn đi ngăn cản cũng không có biện pháp, trơ mắt nhìn Dương Nghị Vân nháy mắt cùng Đoạn Làm Thiên Thành va chạm ở cùng nhau. Có cái chi tiết bị Cơ Tím Hà phát hiện, nàng phát hiện Đoạn Làm Thiên Thành sắc mặt cũng ở nháy mắt có biến hóa, thậm chí còn toàn thân khắc văn đại tác phẩm dựng lên. Cái này chi tiết phát hiện làm Cơ Tím Hà ánh mắt sáng lên, bởi vì nàng biết Đoạn Làm Thiên Thành trên người này đó khắc văn chính là bán thần truyền thừa khắc văn, đến từ càng thêm cao giai thần đạo khắc văn, các nàng cơ gia đồng dạng có bực này khắc văn, hơn nữa vẫn là trung tâm chi lực, nàng có thể thao tác lôi đình chi uy, kỳ thật bản chất là chính là bực này cổ xưa khắc văn lực lượng. Bị xưng là thần văn. Vô cùng lợi hại cường đại, toàn bộ tiên giới có thể sử dụng thần văn giả chỉ có cực nhỏ một bộ phận người hoặc là thế lực sinh linh. Đoạn Làm Thiên Thành thân là cổ xưa tiên giới gia tộc lão tổ, có thể thi triển ra bực này thần văn đảo cũng bình thường. Từ điểm này thượng xem, tiểu sư đệ lần này công kích tựa hồ rất mạnh, cường đến làm Đoạn Làm Thiên Thành thi triển ra thần văn chi lực, phải biết rằng thần văn chi lực cường đại chi lực, nhưng cũng không phải không có đại giới, dễ dàng sẽ không vận dụng. Một khi vận dụng thần văn chi lực đã nói lên đụng phải cực kỳ khó giải quyết đối thủ. Cái này phát hiện làm Cơ Tím Hà nội tâm hỉ ưu nửa tham. Thì chính là tiểu sư đệ quả nhiên không hổ là sư phụ quan môn đệ tử, cư nhiên có thể bức bách Đoạn Làm Thiên Thành vận dụng thần văn chi lực tới ngăn cản. Ưu chính là nàng không biết tiểu sư đệ này một kích đối Đoạn Làm Thiên Thành có thể hay không hiệu quả. Nếu không hiệu quả sợ là hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nháy mắt công phu chỉ thấy tiểu sư đệ cùng Đoạn Làm Thiên Thành chạm vào nhau, ầm vang rung trời rung động lúc sau, phía chân trời phía trên xuất hiện một đóa thật lớn mây nấm. Ngay sau đó lại là hai người từng người bay ngược đi ra ngoài. Phía chân trời phía trên có máu tươi sái lạc trời cao. Tình huống lại là ở Cơ Tím Hà trong mắt không lạc quan. Tiểu sư đệ Dương Nghị Vân trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Mà Đoạn Làm cả ngày còn lại là bay ngược đi ra ngoài thượng trăm mét phốc phun ra một mồm to lão huyết, rồi sau đó ổn định thân hình, nhìn Dương Nghị Vân tin tức mà đi, lại là lần thứ hai giơ tay, đánh ra một đạo bạch quang pháp lực đối với Dương Nghị Vân nháy mắt mà đi. Cơ Tím Hà vừa thấy tình huống này liền biết tiểu sư đệ một kích tuy rằng cường hãn, cũng đích xác làm Đoạn Làm Thiên Thành cái này tiên tôn bị thương, nhưng là chung quy là tiểu sư đệ có hại. Đoạn Làm Thiên Thành bị thương hiển nhiên ở thừa nhận trong phạm vi. Giờ phút này Cơ Tím Hà cũng biết nàng là khinh thường tiên tôn cấp bậc cường giả, nhìn đến Đoạn Làm Thiên Thành thừa thắng xông lên đối với rơi xuống đi xuống tiểu sư đệ lần thứ hai ra tay, muốn trực tiếp hạ tử thủ, trong lòng hoảng loạn hét lớn, ngươi dám. Cách thật xa Cơ Tím Hà nổi giận gầm lên một tiếng, không rảnh lo chính mình phía trước bị thương nghiêm trọng, thúc giục công dựng lên hóa thành một đạo tia chớp đối với Dương Nghị Vân bỗng nhiên phóng đi, nàng phải cho tiểu sư đệ chặn lại Đoạn Làm Thiên Thành này một kích nếu không tiểu sư đệ sẽ quải rớt. Kia tuyệt đối không phải nàng hy vọng nhìn đến. Cơ gia huyết mạch thiên phú cũng không phải ăn chay, Cơ Tím Hà nháy mắt thiêu đốt trong cơ thể căn nguyên, vèo một chút xuất hiện ở Dương Nghị Vân trước người. Oanh! Phốc! Trực tiếp lấy tự thân ngăn cản hạ Đoạn Làm Thiên Thành một kích, Dương Nghị Vân không có việc gì, nhưng nàng lại phun một búng máu dịch. Bất chấp cái gì,
trực tiếp mượn dùng Dương Nghị Vân. Lúc này nàng phát hiện tiểu sư đệ Dương Nghị Vân hơi thở vô cùng tan rã, đã lâm vào hôn mê chung, một khuôn mặt thượng đều là vết máu tử, tựa nhìn qua là thừa nhận rồi nào đó cường đại lực lượng phản phệ. Là hắn tự thân lực lượng không có thừa nhận chủ thể nội bùng nổ lực lượng, bị phản phệ. Dù sao tình huống thực không xong, hắn hơi thở phi thường mỏng manh. Giờ khắc này nàng trong lòng ngực ôm tiểu sư đệ, hai người đều đã chịu trọng thương, cùng nhau từ giữa không trung xuống phía dưới rơi xuống. Mà bên kia, khóe miệng lưu chữ máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Đoạn Làm Thiên Thành, thấy như vậy một màn, lại là hai tròng mắt trung tràn ngập âm ngoan. Đoạn Làm Thiên Thành tình huống kỳ thật cũng không lạc quan, hắn không nghĩ tới vừa mới Dương Nghị Vân tiểu tử này một kích bùng nổ chi lực, hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng, nếu không phải hắn cuối cùng thời điểm nhanh chóng quyết định, trực tiếp vận dụng thần hổ căn nguyên chi lực ngăn cản, sợ là vừa mới Dương Nghị Vân một kích, sẽ trực tiếp làm hắn ngã xuống, vừa mới Dương Nghị Vân trong cơ thể bùng nổ kia cổ lực lượng, đã vượt qua tiên giới lực lượng trình tự một mảng lớn, so với trong thân thể hắn thần hổ chi lực còn mạnh hơn thượng một bậc. Phải biết rằng hắn Đoạn Làm việc nhà tộc nãi lấy sinh tồn lực lượng chính là thần hổ chi lực, tổ tiên bảo hộ thần hổ ngã xuống lúc sau, sở hữu lực lượng đều trở thành Đoạn Làm việc nhà tộc con cháu mông âm, bao gồm chính hắn nếu là dựa vào thần hổ lực lượng thành tựu tiên tôn. Cũng làm Đoạn Làm việc nhà tộc trở thành tiên giới đại gia tộc. Nhưng là dù vậy, hắn chặn Dương Nghị Vân lực lượng, cũng làm trong cơ thể đan điền đã xảy ra tan vỡ tình huống với hắn mà nói đã phi thường không xong. Tu luyện vô số năm tháng căn cơ trực tiếp ở Dương Nghị Vân này một kích dưới dao động, làm Đoạn Làm Thiên Thành nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhìn cơ tím hạ cấp Dương Nghị Vân ngăn cản tiếp theo đánh, hai người tất cả đều trọng thương tin tức đi xuống, Đoạn Làm Thiên Thành âm ngoan lẩm bẩm, xem các ngươi còn bất tử. Dứt lời chi gian, bỗng nhiên đối với cơ tím hạ cùng Dương Nghị Vân vọt đi xuống, giơ tay trực tiếp một chưởng đối với hai người đánh đi xuống. Hội tụ mà thành một chưởng, vô cùng thật lớn một chưởng. Từ trên trời giáng xuống, che trời. Đoạn Làm Thiên Thành một chưởng này nếu là đánh đều là, hôn mê Dương Nghị Vân cùng cơ tím hà nhất định muốn hôi phi yên diệt. Nơi xa Phương Đông Hạo Thiên đám người nhìn tất cả đều kinh hô lên, giờ khắc này Phương Đông Hạo Thiên không chút do dự liền phải tiến lên, chẳng sợ hắn biết chính mình xông lên đi khả năng sẽ bị Đoạn Làm Thiên Thành một chưởng chụp chết, cũng không thể đợi. Liền ở Phương Đông Hạo Thiên nhích người hết sức, toàn bộ thiên địa đều tại đây một khắc phát ra ong ong hai tiếng. Ngay sau đó Phương Đông Hạo Thiên lại là phát hiện, một cái tản ra xanh biếc cành liễu, ngay lập tức chi gian từ phía sau lão cây liễu thượng kéo dài mà đi, kéo dài qua phía chân trời, trực tiếp cuốn tịch ở xuống phía dưới rơi xuống Dương Nghị Vân hai người trên người. Cùng thời gian cũng là cành liễu mới vừa cuốn tịch Dương Nghị Vân hai người thời điểm, ong một chút, một đóa thật lớn hắc nham trống rỗng xuất hiện ở Dương Nghị Vân trước người. Nhìn qua tựa hồ cũng là muốn cứu Dương Nghị Vân hai người bộ dáng. Nhưng lại nhìn đến cành liễu rảnh trước một bước sau, hoa sen đen dừng lại không có ở động, tùy ý cành liễu đem Dương Nghị Vân cùng cơ tím hà cuốn tịch mà đi, nháy mắt tới rồi lão cây liễu nơi đỉnh núi. Đến nỗi hoa sen đen lại là vào giờ phút này ô quang bùng nổ, ngay sau đó oanh một tiếng, từng mảnh màu đen hoa sen cánh hoa nổ tung, ngay lập tức phóng lên cao. Mục tiêu lại đúng là Đoạn Làm Thiên Thành từ trên trời giáng xuống thật lớn một trường. Rầm rầm. Hắc liên hoa cánh như là lưỡi dao giống nhau, suốt 36 phiến, trực tiếp cắt qua Đoạn Làm Thiên Thành pháp lực thật lớn bàn tay, khoảnh khắc dập nát. Ngay sau đó toàn bộ phía chân trời lại là vang lên Đoạn Làm Thiên Thành hoảng sợ thét chói tai, không. Không à không. Phương Đông Hạo Thiên chờ đứng ở phía chân trời xem đến rõ ràng, trống rỗng xuất hiện hắc liên hoa cánh phóng lên cao dập nát Đoạn Làm Thiên Thành thật lớn một trường, bẻ gãy nghiền nát. Khoảnh khắc 36 phiến hắc liên hoa cánh. Lấy nghiền áp chi thế, vọt vào Đoạn Làm Thiên Thành trong cơ thể, ở Đoạn Làm Thiên Thành hoảng sợ kêu thảm thiết chung, trực tiếp đem thân thể hắn cắt thành vô số mảnh nhỏ, đầy trời huyết vũ rơi rụng, Đoạn Làm Thiên Thành vẫn, xem như hóa thành hôi phi. 36 phiến hắc liên hoa cánh phản hồi, thật lớn đài sen ở vạn đạo ô quang lập lòe qua đi, phía chân trời phía trên lại là xuất hiện một cái một tiếng hắc y tuyệt thế nữ tử. Ngay sau đó trống rỗng đi tới, đối với lão cây liễu nơi sơn điên mà đến. Một bước tối sầm liên, đảo mắt tới rồi sơn điên, ánh mắt dừng ở bị cành liễu kéo Dương Nghị Vân trên người. Đối với tên này hoa sen đen biến thành hắc y nữ tử, ở thành không bao nhiêu người nhận thức, chỉ có Tuyết Hương ánh mắt lóe sáng, nàng đi theo Dương Nghị Vân thời điểm, thường xuyên nghe được Dương Nghị Vân lại nhảy quá hoa sen đen. Nàng biết trước mắt xuất hiện cái này hắc y nữ tử, đó là Dương Nghị Vân cũng vừa là thầy vừa là bạn người. C
gặp qua Hoa Sen Đen tỷ tỷ, thỉnh tỷ tỷ cứu cứu Vân Tử. Tuyết Hương do dự một chút, tiến lên chào hỏi, mở miệng sở cầu. Các nàng tất cả mọi người cảm nhận được Dương Nghị Vân tình huống thực không xong. Hiện tại xuất hiện Hoa Sen Đen cái này cường đại hạng người, Tuyết Hương cũng bất chấp cái gì, vội vàng mở miệng. Cây liễu nhưng có biện pháp, Hoa Sen Đen đối Tuyết Hương gật đầu ý bảo, lại là trực tiếp nhìn về phía lão cây liễu đặt câu hỏi, giờ phút này Dương Nghị Vân toàn thân bị tản ra bảy màu vầng sáng cảnh liễu quấn quanh, nhưng Hoa Sen Đen lại biết lão cây liễu tự cấp hắn chữa thương. Tiểu tử này cũng không biết trong cơ thể phóng thích cái gì lực lượng, không thừa nhận trụ, bị phản phệ, hiện tại thần hồn cùng thân thể song song bị hao tổn, ngươi tới hỗ trợ đi, cảm giác ngươi thần hồn rất cường đại, tới cái tiểu tử này chữa trị thần hồn, ta tới trải vuốt hắn thân thể, có thể hay không hành, còn phải xem hắn tạo hóa. Lão cây liễu khó được như thế nghiêm túc nói chuyện. Hảo, ta thử xem. Hoa Sen Đen dứt lời, toàn thân ô quang chợt lóe hóa thành Hoa Sen Đen, trực tiếp mưa rơi Dương Nghị Vân trước người. Làm Dương Nghị Vân thân thể nằm ở Hoa Sen Đen phía trên. Lúc này giữa sân tất cả mọi người không nói chuyện, lui mở ra, làm lão cây liễu cùng Hoa Sen Đen cấp Dương Nghị Vân chữa thương. Cơ Tím Hà tuy rằng cũng bị thương nặng, nhưng nàng không Dương Nghị Vân nghiêm trọng, lúc này mặt mày lập lòe thối lui đến một bên, nhìn Hoa Sen Đen cùng lão cây liễu cấp tiểu sư đệ chữa thương. Này cây lão cây liễu nàng là biết đến, không kỳ quái, nhưng vừa rồi ra tay cứu các nàng Hoa Sen Đen nữ tử. Lại một chút không biết, thoạt nhìn tựa hồ cùng tiểu sư đệ là cũ kỹ bộ dáng. Tràn ngập hồng hoang hơi thở, vừa ra chàng liền xử lý đoạn làm thiên thành. Đối Hoa Sen Đen Cơ Tím Hà rất tò mò, đối tiểu sư đệ càng tò mò, nhưng so sánh với dưới nàng càng lo lắng tiểu sư đệ thương thế. Vừa rồi nàng kiểm ti a quá, tiểu sư đệ thương thế, so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Hiện tại chỉ hy vọng cái này Hoa Sen Đen nữ tử cùng lão cây liễu có thể cứu tiểu sư đệ. Nếu không nàng sẽ thực tự trách, sớm biết rằng liền không hồ nháo, làm nhị sư huynh hoặc là đại sư huynh tiến đến, có lẽ hôm nay tiểu sư đệ liền sẽ không chịu như vậy trọng thương thế. Cũng may hôm nay xuất hiện một cái thần bí Hoa Sen Đen nữ tử, mà nhị sư huynh trong miệng thường xuyên nhắc tới lão biến thái cây liễu cũng ra tay, hiện tại hẳn là có thể làm tiểu sư đệ không có việc gì đi. Quan sát một đoạn thời gian, thoạt nhìn muốn kết thúc sợ là còn cần một đoạn thời gian. Cơ Tím Hà ngồi ở tại chỗ cho chính mình khôi phục thương thế, chờ đợi tiểu sư đệ tỉnh lại. Đến nỗi những người khác, Phương Đông Hạo Thiên còn lại là chỉ huy những người khác quét tước chiến trường, lưu tại đỉnh núi ngược lại ảnh hưởng Hoa Sen Đen cùng lão cây liễu cấp Dương Nghị Vân chữa thương. Lần này Vân Môn người xem như tránh thoát một kiếp, Dương Nghị Vân trọng thương hôn mê, nhưng lại có hai cái hắn nhìn không thấu cường giả chữa thương, nghĩ đến cũng sẽ không có sự. Lần này đoạn làm việc nhà tộc xem như hoàn toàn xong đời. Sở hữu cao tầng đều ngã xuống, cái này cái gọi là tiên gia 10 đại gia tộc chi nhất đoạn làm việc nhà tộc chú định từ hôm nay lúc sau sẽ biến mất ở tiên giới lịch sử sông dài. Lão tổ tông đoạn làm thiên thành đều ngã xuống, gia chủ cùng 18 tộc lão, 100 tiên đế đều không ngoại lệ hôi phi yên diệt, toàn bộ đoạn làm tiên vực đều đem sẽ là một lần động đất. Dựa theo tiên giới cá lớn nuốt cá bé luật rừng, đoạn làm việc nhà tộc nơi thế lực tất nhiên sẽ bị khắp nơi thế lực cấp chia cắt. Cho tàn lại cháy cơ hội đều sẽ không lưu lại. Lần này một trận chiến, cũng làm Phương Đông Hạo Thiên cùng Vân Môn mọi người thấy được Dương Nghị Vân phía sau cường đại vô cùng thế lực. Đầu tiên là một cái phong hào đệ nhất tiên đế sao trời tử, ở lúc sau ra tới một cái tiên giới đệ nhất gia tộc cơ gia Cơ Tím Hà, đồng dạng cường hãn rối tinh rối mù, vừa ra chàng liền trở tay diệt đoạn làm Hàn Sơn cái này phong hào tiên đế, một hồi lôi đình làm 8-9-10 tên đại tiên đế hôi phi yên diệt. Dương Nghị Vân này đó sư huynh sư tỷ một cái so một cái cường hãn. Cứ việc Dương Nghị Vân vị này tiểu sư tỷ cuối cùng cũng ở đoạn làm thiên thành trong tay ăn mệt, nhưng đó là tiên tôn cấp bậc cường giả, chút nào không mất mặt, chân chính tính lên Dương Nghị Vân vị này tiểu sư tỷ tu vi cảnh giới là tiên đế đại viên mãn mà thôi, nhưng lại cùng đoạn làm thiên thành bực này tiên tôn vặn thủ đoạn, đủ để thuyết minh nàng cường hãn. Tiên đế đối tiên tôn, hai cái cảnh giới một chữ chi kém. Nhưng Phương Đông Hạo Thiên lại là biết này trong đó chênh lệch có bao nhiêu đại, lý luận thượng tiên đế đối tiên tôn, đó là căn bản không có khả năng có một trận chiến chi lực. Nhưng cố tình nhân gia là cơ gia người, đối với tiên giới cơ gia, Phương Đông Hạo Thiên không tiếp xúc quá, nhưng lại là biết một ít nghe đồn, thần thánh cơ gia, bán thần gia tộc, thực thần bí, chính là tiên giới truyền thuyết. Cho nên Cơ Tím Hà có thể cùng đoạn làm thiên thành bực này tiên tôn vặn cổ tay đến cũng bình thường. Còn có cuối cùng thời điểm lão cây liễu trung quy ra tay, lại là cùng Hoa Sen Đen đồng loạt ra tay, nghĩ đến Hoa Sen Đen nếu là không xuất hiện,
lão cây liễu tất nhiên ra tay trấn áp Đoạn Làm Thiên Thành, ở phương Đông Hạo Thiên cảm giác chung lão cây liễu năng lực áp Đoạn Làm Thiên Thành. Thần bí hoa sen đen vừa ra tràng, trực tiếp khiến cho Đoạn Làm Thiên Thành hôi phi yên diệt, cường đại hơi thở thần bí thân phận, hết thảy đều nhìn qua sâu không lường được. Này đó đều là quay chung quanh Dương Nghị Vân triển khai. Trọng điểm xem ra chính là Dương Nghị Vân, giờ phút này phương Đông Hạo Thiên ngược lại càng ngày càng tò mò Dương Nghị Vân đến tột cùng là người nào. Tiểu tử này một cái tiên vương, phía trước trực tiếp xông lên đi đối kháng Đoạn Làm Thiên Thành bực này tiên tôn, vốn dĩ bọn họ mọi người đều cho rằng muốn xong đời, ai biết cư nhiên thật liền bị thương nặng Đoạn Làm Thiên Thành, chẳng qua chính hắn cũng trực tiếp lâm vào hiểm địa hôn mê qua đi. Nghe lão cây liễu cùng thần bí hoa sen đen nữ tử đối thoại, tựa hồ là Dương Nghị Vân phóng xuất ra trong cơ thể cái gì cường đại lực lượng, hắn thân thể căn bản nhận không nổi, bị lực lượng phản phệ, lúc này mới lâm vào nguy hiểm hôn mê. Một cái phong hào tiên vương đối kháng tiên tôn, có thể đem tiên tôn bị thương nặng, bực này chiến tích, ở phương Đông Hạo Thiên đám người xem ra, có thể nói tiên giới thần thoại. Dù sao đều cảm thấy Dương Nghị Vân ghê gớm. Tự thân thực lực ghê gớm, bối cảnh càng là ghê gớm. Đối với thần bí hoa sen đen nữ tử cùng lão cây liễu bọn họ đều không hiểu biết, cũng không có đi hỏi thăm, chỉ biết đều cùng Dương Nghị Vân có quan hệ. Này liền vậy là đủ rồi. Những người này mới là chân chính cường giả. Có bọn họ ở Vân Môn, hoặc là nói có thể trợ giúp Dương Nghị Vân, sau này Vân Môn thành lập lúc sau, không chừng còn chính là tiên giới nhất đẳng nhất đại tông môn. Trải qua này chiến lúc sau, rất nhiều người đều đối Dương Nghị Vân có kính sợ, cùng tin tưởng. Bao gồm phương Đông Hạo Thiên, hắn biết hắn lần này cử tộc rời tiến vào Vân Môn căn cứ cùng Dương Nghị Vân đứng ở cùng nhau, chuyện này đối nghịch. Hôm nay lúc sau, chờ Dương Nghị Vân tỉnh lại, có lẽ hắn hẳn là tìm Dương Nghị Vân đem hắn khách trưởng lão cái này thân phận khách khanh hai chữ xóa. Dương Nghị Vân lâm vào hôn mê chung, cơ tím hà cũng lưu tại đỉnh núi chữa thương chờ đợi. Hoa sen đen cùng lão cây liễu liên thủ tự cấp Dương Nghị Vân chữa thương. Phương Đông Hạo Thiên ở dư lại mọi người chung tu vi tối cao, ngày thường cũng bị giống nhau tôn xưng trưởng bối, chiến đấu sau khi kết thúc, hắn chỉ huy đại gia quét tước chiến trường, một lần nữa khởi công xây dựng cơ bản. Dù sao địch nhân diệt trừ, Vân Môn cũng có tam tôn đại thần tồn tại, lúc này tin tưởng sẽ không ở có cái kia đuôi mù tới tìm phiền toái. Kế tiếp chờ đợi Dương Nghị Vân tỉnh lại liền có thể. Cùng thời gian, tiên giới cửu trọng thiên, như cũ cái kia tường vân vờn quanh ven hồ. Vân Trường Sinh cùng sao trời tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía chân trời. Hồ nguy hiểm thật, sư đệ sư muội thiếu chút nữa không đáp đi vào Vân Trường Sinh thật dài hộc ra một ngụm chọc khí, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Hồ hồ đúng vậy, ai biết Đoạn Làm Thiên Thành cái này lão hỗn đản như thế không biết xấu hổ, thế nhưng đối tiểu bối động thủ, không biết xấu hổ, may mắn khô chết hắn, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng a. Nếu là sư đệ cùng sư đệ xảy ra chuyện, sư phụ trở về tuyệt đối sẽ lột chúng ta ra không thể. Sao trời tử cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ nói. Tiểu tử ngươi còn có mặt mũi nói, ta đều nói cho ngươi đi, ngươi càng không đi, làm tiểu sư muội lợi dụng sơ hở, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện đi. Vân Trường Sinh mắng một câu. Sao trời tử sắc mặt đỏ lên nói, khụ khụ đại sư huynh ta cũng không nghĩ tới Đoạn Làm Thiên Thành hắn cái kia lão hỗn đản. Lấy tiên tôn chi cảnh thế nhưng nhảy ra đi đối tiểu bối xuống tay a, tiên giới bất thành văn quy củ, ai không biết tiên tôn không thể đối tiên tôn dưới tiên nhân động thủ. Là Đoạn Làm Thiên Thành hắn không biết xấu hổ, nếu không tiểu sư muội một người tiến đến đích xác bãi bình tiểu sư đệ lần này nguy cơ a. Vân Trường Sinh trắng liếc mắt một cái nói, ngươi ngày thường hầu tinh giống nhau, lúc này hồ đồ. Đích xác bất thành văn quy củ là tiên tôn không đối tiên tôn cảnh giới dưới tiên nhân động thủ, không đối tiểu bối động thủ. Nhưng ngươi cũng không nghĩ, tiểu sư muội ra tay trực tiếp diệt người Đoạn Làm việc nhà tộc sở hữu cao tầng, tương đương là làm Đoạn Làm việc nhà tộc diệt tộc, kia Đoạn Làm Thiên Thành thân là Đoạn Làm việc nhà lão tổ tông, không vội mắt mới là lạ. Ra tay giết tiểu sư đệ tiểu sư muội xem như bình thường. Vân Trường Sinh thuyết giáo phân tích. Sao trời tử gật đầu, điều này cũng đúng, bất quá cái kia lão đông tây thật xứng đáng, vốn dĩ chính là Đoạn Làm việc nhà tộc tìm tiểu sư đệ phiền toái, diệt tộc cũng xứng đáng, bất quá lần này chúng ta hai cái đương sư huynh không ra tay hỗ trợ, sư phụ trở về tất nhiên không hảo công đạo, ta xem a, chuyện này muốn đền bù một chút tiểu sư đệ, nếu không dựa theo sư phụ hắn lão nhân ra đối tiểu sư đệ thiên vị, hơn nữa tiểu sư muội còn bị thương, chuyện này truy cứu lên, chúng ta hai cái làm sư huynh thừa nhận không được sư phụ lửa giận a. Vân Trường Sinh thâm chấp nhận gật gật đầu cười khổ nói, đừng nói sư phụ,
liền tính là thiên cơ sư nương năm đó ở tán tiên đảo cũng coi như là cùng sư đệ gặp mặt một lần, thường xuyên ở sư phụ bên tai khen tiểu sư đệ, thiên cơ sư nương sợ là đều sẽ không bỏ qua chúng ta hai cái, truyền ra đi cũng mất mặt a, chúng ta hai cái làm sư huynh. Sư đệ sư muội đều bị người khi dễ, cư nhiên còn ở nơi này ngồi, này. Nhị sư huynh ngươi ý đồ xấu nhiều, ngươi nói một chút chúng ta hẳn là như thế nào làm, ít nhất muốn bồi thường một chút tiểu sư đệ, nếu không vô pháp ở sư phụ sư nương trước mặt công đạo. Tiểu sư đệ một lòng muốn sáng tạo một cái vân môn, ta lần trước cùng hắn giao lưu, kia tiểu tử dã tâm rất lớn, sáng tạo cường đại tông môn chỉ cần là kiến tạo đều yêu cầu rất nhiều nhân thủ, cũng yêu cầu đại lượng tài lực từ từ, lần này với đoạn làm việc nhà tộc một trận chiến, đoạn làm việc nhà tộc xem như xong rồi. Mà đoạn làm việc nhà tộc xem như khoảng cách hỗn loạn tiên vực gần nhất một cái tiên vực, hảo đến là cái tiên vực, phụ thuộc ở đoạn làm việc nhà tộc kỳ hạ thế lực rất nhiều, đơn giản ta đi một chuyến, cấp tiểu sư đệ đưa một phần đại lễ, thuận thế đem đoạn làm tiên vực thu nạp ở tiểu sư đệ vân môn dưới, nhân lực vật lực tài lực không phải có thể giải quyết hơn phân nửa sao. Dù sao lần này là đoạn làm việc nhà tộc tìm tiểu sư đệ phiền toái, ngược lại thiệt hại ở tiểu sư đệ địa bàn thượng. Lại nói tiếp tiểu sư đệ đem đỗ đoạn làm tiên vực gồm thâu dưới trướng, đảo cũng bình thường, ta đi một chuyến, đem những cái đó thứ đầu ở rửa sạch một lần, cũng coi như là cấp tiểu sư đệ chống lưng, sư huynh một chút như thế nào. Sao trời tử nói, ta xem được không, liền như vậy làm đi, cũng là thời điểm làm tiên giới biết biết, tiểu sư đệ là chúng ta tiểu sư đệ. Vân Trường Sinh gật đầu đồng ý. Sao trời tử lại có chút lo lắng nói, thoạt nhìn tiểu sư đệ lần này thương thế không nhẹ. Cũng không biết cái kia hoa sen đen nữ tử cùng lão cây liễu cái kia biến thái có thể hay không chữa khỏi tiểu sư đệ. Nói xong lại bổ sung nói, đại sư huynh ngươi đối cái kia hoa sen đen nữ tử biết nhiều ít. Đối tiểu sư đệ là địch là bạn. Vân Trường Sinh trầm ngâm nói, sư phụ trước kia nói qua lão cây liễu bất phàm, hắn ra tay hẳn là không thành vấn đề có thể trị hảo tiểu sư đệ thương. Ngươi thiết nhìn xem lão cây liễu bản mạng lá cây có tam phiến ở ảm đạm, này thuyết minh lão cây liễu tự cấp tiểu sư đệ chữa thương hạ vốn gốc. Hắn còn trông cậy vào tiểu sư đệ giúp hắn, cho nên sẽ tận lực. Đến nỗi hoa sen đen nữ tử, nghe sư phụ nói qua một lần, là tiểu sư đệ tại hạ giới cơ duyên, cũng là một vị hồng hoang đại năng niết bàn chuyển tu, sẽ không tiểu sư đệ có ác ý, mặt khác đảo cũng không rõ lắm. Hai sư huynh đệ chính nói chuyện hết sức, một tiếng kiều giận từ biển mây thâm ra truyền đến nói, hai cái tiểu tử thúi các ngươi sư đệ sư muội đều bị người khi dễ, còn có tâm tình nói lung tung, cấp lão nương lăn ngày qua cơ điện. Vân Trường Sinh cùng Sao Trời Tử vừa nghe thanh âm này, đồng thời cả người run lên. Là thiên cơ sư nương, nàng lão nhân gia hiển nhiên cũng ở chú ý tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội tình huống, cái này không xong, sư nương sợ là muốn tức giận a. Nhị sư đệ ngươi thả đi trước thấy sư nương, a, ta bên này long quy thượng câu, ngươi cấp thiên cơ sư nương giải thích một chút, sư huynh ta theo sau liền đến a. Vân Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, đứng lên quấy hồ nước, cũng không biết có phải hay không long quy thật thượng câu. Sao trời tử khóe miệng thẳng trừ trừ, mắng một câu, đại sư huynh ngươi quá không biết xấu hổ đi. Mỗi lần có việc đã bị ta đẩy ra đi. Ngươi nhanh lên đi thôi, đừng rong dài, đi chậm ngươi biết sư nương tức giận hậu quả, ta đây là ở phụng sư phụ chi mệnh câu long quy, đi không khai, sư nương sẽ tha thứ ta, mau mau đi gặp sư nương đi. Vân Trường Sinh thúc giục nói. Sao trời tử hung tợn trừng mắt nhìn Vân Trường Sinh liếc mắt một cái, lại là thật đúng là không dám chậm trễ. Hóa thành một đạo lưu quang vọt vào biển mây chỗ sâu trong. Dương Nghị Vân với đoạn làm việc nhà tộc một trận chiến tuy rằng lâm vào hôn mê, nhưng may mắn có hoa sen đen cùng lão cây liễu ở, cũng không có hắn tưởng tượng như vậy nghiêm trọng bị càn khôn thần điện chi lực phản vệ mà vứt bỏ tánh mạng. Một tháng sau, lão cây liễu cùng hoa sen đen đình chỉ đối Dương Nghị Vân chữa thương. Vẫn luôn canh giữ ở một bên cơ tím hà đã sớm ở nửa tháng trước khôi phục thương thế, nàng vẫn luôn canh giữ ở một bên. Nhìn hoa sen đen với lão cây liễu cấp tiểu sư đệ chữa thương. Nhưng nàng thấy được lão cây liễu tam phiến căn nguyên lá cây từ sinh cơ tràn đầy đến khô héo lúc sau, trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra, đối với lão cây liễu là cái gì cái tình huống, nàng cũng chỉ là ở sư phụ trời cao tà trong miệng nghe được quá một nửa câu, tuy rằng đối lão cây liễu thân phận lai lịch này đó không phải rất rõ ràng, chính là ở nàng đoán cũng có thể đoán được không đơn giản. Bởi vì sư phụ trời cao tà năm đó tìm tam đại thiên tôn đánh nhau đều tìm lão cây liễu cầu đã tới tam phiến cây liễu diệp. Đủ để thuyết minh này cây lão cây liễu bất phàm, mà lão cây liễu lá cây cũng càng không cần phải nói. Lần này cấp tiểu sư đệ chữa thương dùng một lần dùng tới tam phiến cây liễu diệp, cơ tím hà nghĩ đến tiểu sư đệ mệnh tất nhiên có thể giữ được,
cho nên đường hoa sen đen cùng lão cây liễu dừng lại sau, nàng vội vàng tiến lên ôm quyền hỏi, hai vị tiền bối ta sư đệ thương thế như thế nào? Ở Cơ Tím Hà trong mắt hoa sen đen cùng lão cây liễu đều là đại lão, cho nên xưng hô tiền bối cũng không sai, nàng tuy rằng cổ linh tinh quái không sợ trời không sợ đất, lại không đại biểu nàng liền nhị. Tương phản Cơ Tím Hà là vô cùng băng tuyết thông minh người, cảm giác chung hoa sen đen cùng lão cây liễu đều là cái loại này cực độ nguy hiểm tồn tại, nàng tự nhiên sẽ không đi trêu chọc, dựng lên nhân ra tự cấp tiểu sư để chữa thương, cảm tạ tôn kính chuẩn là không sai. Bảo mệnh là không thành vấn đề, chẳng qua vẫn là có chút phiền toái nhỏ, muốn xem chính hắn tạo hóa hoa sen đen chậm rãi nói chuyện, ngữ khí miệng lưỡi cùng năm đó giống nhau như đúc, không ôn không hỏa, có chút máy móc cảm. Cơ Tím Hà vừa nghe còn có vấn đề, hơn nữa nhìn lại, tiểu sư đệ Dương Nghị Vân lúc này như cũ huyền phù ở giữa không trung, hoặc là nói bị lão cây liễu một chi cành liễu nâng lên ở giữa không trung không có buông xuống, có chút sốt ruột, trực tiếp đối lão cây liễu mở miệng hỏi, cây liễu tiền bối ta sư đệ tình huống như thế nào? Lão cây liễu lại là hừ lạnh một tiếng nói, hừ cái gì tiền bối hậu bối, tiểu nha đầu gọi ta tỷ tỷ không được a? Ta có như vậy lão không thành. Nghe tới lão cây liễu đối Cơ Tím Hà kêu nàng tiền bối rất bất mãn, một mở miệng liền phải làm Cơ Tím Hà kêu tỷ tỷ, hơn nữa cùng Cơ Tím Hà nói chuyện cũng là giọng nữ, cũng không có giống năm đó đối sao trời tử như vậy một mở miệng chính là thô cuồng già nua nam nhân thanh âm. Lúc này mở miệng muốn nhiều tinh tế có bao nhiêu tinh tế, thậm chí tràn ngập kiều tích. Cái này làm cho Cơ Tím Hà nghe tới, trong lòng quả thực tưởng nôn mửa, âm thầm nói thầm. Trách không được nhị sư huynh nhắc tới đến lão cây liễu liền tưởng nôn mửa thẳng hô là lão biến thái, cái này chết thụ yêu, rõ ràng chính là lão cọc cây tử, lão đến mau hủ bại, còn tự xưng tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi muội a, cô nãi nãi kêu tỷ tỷ ngươi, làm lão nhân đã biết, bối phận như thế nào tính đi. Cơ Tím Hà trong lòng phi thường chán ngấy, còn không có mở miệng liền nghe được lão cây liễu tiếp tục nói, tiểu tử này tiêu hao lão nương suốt tam phiến bản mạng lá cây a a a a a. Không chết được, lão nương mệt quá độ, cũng không biết cùng tiểu tử này phía trước hợp tác là phúc hay họa, à không, hiện tại xem ra chính là họa, lão nương tam phiến bản mạng lá cây không có a. Cơ Tím Hà nghe được ra tới, lão cây liễu thực thịt đau, trong lòng muốn cười, lần này xem ra cái này lão biến thái ở tiểu sư đệ trên người thật là bỏ vốn gốc. Khô cọc cây tử đỉnh, cũng chỉ có một cái non nớt cành liễu điều tổng cộng là 9 phiến lá cây, nàng biết năm đó sư phụ trời cao tà lộng đi rồi tam phiến. Hiện tại tiểu sư đệ trên người tiêu hao tam phiến, còn dư lại tam phiến lá cây. Bất quá trọng điểm là tiểu sư đệ còn không có thức tỉnh lại đây, hơn nữa hoa sen đen cùng lão cây liễu đều không có nói tiểu sư đệ còn có cái gì thương thế không khôi phục. Nhịn không được hỏi, ta sư đệ khi nào thức tỉnh? Hắn còn có cái gì thương thế? Cơ Tím Hà lại truy vấn một câu. Nói nguyên nước mắt, nguyên thần ảm đạm, bất quá đều là vấn đề nhỏ, chậm rãi là có thể khôi phục lại. Chỉ là thời gian mà thôi, ngắn hạn nội không động đậy pháp lực, cứ như vậy, đợi lát nữa liền thức tỉnh, chính mình hỏi đi, người chờ đều rời đi nơi này, đừng quấy rầy tỷ tỷ a, lần này tỷ tỷ ta nhưng mệt lớn. Lão cây liễu nói chuyện, như cũ là vô cùng đau mình, đã tại hạ lệnh đuổi khách. Lúc này Dương Nghị Vân toàn thân quang mang chợt lóe, lại cũng là mở hai mắt. Tiểu sư đệ Cơ Tím Hà vội vàng ra tiếng. Mà Dương mỗ nhân mở hai mắt lúc sau, có chút mờ mịt chi sắc. Trong tầm mắt thấy được hoa sen đen cùng Cơ Tím Hà hai người, ngay sau đó hắn tư duy bắt đầu dần dần khôi phục lên. Vài phút sau rốt cuộc hồi tưởng nổi lên hết thảy. Ta không chết à. Hắn nhịn không được buột miệng thốt ra. Tiểu sư đệ ít nhiều vị tiền bối này cùng lão. Cây liễu tỷ tỷ cứu giúp ngươi. Cơ Tím Hà nhìn hoa sen đen cùng lão cây liễu nói một câu. Dương Nghị Vân lúc này tư duy chậm rãi khôi phục, nhưng cũng biết là chuyện như thế nào. Nhìn lão cây liễu cành liễu thượng khô héo tam phiến cây liễu diệp, liền biết lần này lão cây liễu bỏ vốn gốc. Chính hắn thân thể chính mình trong lòng rõ ràng, nói nguyên có chút rất nhỏ vết rách, nguyên thần có chút uể oải, trừ cái này ra thân thể ngược lại đạt tới một cái hoàn toàn mới trình tự. Hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước, bởi vì lần này vận dụng càn khôn thần điện chi lực hắn làm tốt nhất hư quyết định, hoặc là nói hẳn phải chết chi tâm, phản vệ hậu quả hắn là không có biện pháp đoán trước. Cũng không biện pháp xong việc, từ lần đầu tiên cũng đã rõ ràng. Lần này còn có thể tồn tại hoàn toàn ra ngoài dự kiến. Đối với hắn tới nói là nhặt về tới mệnh. Đến nỗi càn khôn nói nguyên cùng nguyên thần, với hắn mà nói này đều không phải sự, tuy rằng tình huống cũng thực không xong, nhưng là mệnh bảo vệ. Trên thực tế còn phi thường hảo.
Tình huống hiện tại là, hắn thân thể không có nhìn chúng bị càn khôn thần điện lực lượng cấp hướng đến dập nát bạo liệt, ngược lại càng thêm cứng cỏi vô cùng, thượng một cái hoàn toàn mới bậc thang. Hiện tại hắn có loại cảm giác nếu lại lần nữa đi phóng thích một lần càn khôn thần điện chi lực, so sánh với là có thể thừa nhận được đánh sâu vào. Càn khôn nói nguyên cùng nguyên thần vấn đề so sánh với ôm lấy mệnh, đối Dương Nghị Vân tới nói không tính cái gì, có thể chậm rãi tu vi khôi phục, chẳng qua yêu cầu thời gian khả năng hội trưởng một chút. Nói đến cùng liền càn khôn nói nguyên thượng cái khe, đây là tu luyện căn cơ ra vấn đề, không phải khác, mà nguyên thần uể oải cái này không xem như cái gì. Chỉ có càn khôn nói nguyên đây mới là vấn đề lớn nhất, hắn biết là hoa sen đen cùng lão cây liễu đem hết toàn lực, nếu không tình huống khả năng sẽ càng không xong. Hiện tại hắn chỉ là vận dụng không được pháp lực cùng nguyên thần chi lực, cùng người thường kém không được, ít nhất ở càn khôn nói nguyên không có khôi phục phía trước hắn là không thể vận dụng pháp lực. Nhưng Dương Nghị Vân thực thỏa mãn. Nghe được tiểu sư tỷ nói xong lúc sau, Dương Nghị Vân đầu tiên là đối lão cây liễu biểu đạt lòng biết ơn, ân cứu mạng, hẳn là. Rồi sau đó đi tới hoa sen đen trước mặt, nhìn vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn hoa sen đen, nàng như cũ là trước đây bộ dáng, một thân hắc y, trên mặt vẫn là cái loại này giếng cổ không dao động biểu tình, tựa hồ thế gian bất luận cái gì sự đều đối nàng không có gì lực hấp dẫn giống nhau. Dương Nghị Vân lại là thực kích động. Năm đó từ biệt cũng ngàn nhiều năm đi qua, hắn trước nay không quên quá hoa sen đen. Ngươi, xem trọng đi, Dương mẫu nhân đầy mình nói, bị nửa ngày lại chung quy hỏi ra như vậy một câu. Hoa sen đen thanh âm tuy rằng vẫn là có chút máy móc cùng lạnh băng, nhưng lại đối Dương Nghị Vân có một ít nhu hòa nói, ta vẫn luôn ở tiểu hồng hoang tu luyện, nơi nào xem như ta kiếp trước thế giới kia di lưu, rất thích hợp ta tu luyện, đều ở hỗn loạn tiên vực, ngày sau có việc ngươi tẫn nhưng đi tiểu hồng hoang tìm ta. Cái này cho ngươi lưu lại, tiến đến tiểu hồng hoang liền sẽ không có người ngăn trở ngươi, sẽ trực tiếp mang ngươi tới gặp ta. Dương Nghị Vân nghe hoa sen đen khẩu khí này, nhịn không được nói, ngươi phải đi. Ân, lần này xuất quan là bởi vì hắn biết ngươi gặp nạn, hiện tại cũng kết thúc, ta cũng nên trở về, ở nơi nào còn có một chút sự tình muốn xử lý. Cái này đài sen cùng đưa tin, cũng đúng vậy tín vật, ngươi thu hảo, hiện giờ ngươi lại lần nữa thành lập vân môn, với tiểu hồng hoang kỳ thật là hàng xóm. Vân môn ở gặp nạn, chính mình tới không được, nhưng làm người mang theo đài sen tới tìm ta, chắc chắn tiến đến tương trợ, ta đi rồi, người hảo hảo tu luyện. Hoa sen đen như cũ giống như trước đây, làm việc trước nay ma kỷ, nhanh chóng quyết định, nói đi là đi. Dương Nghị Vân trong tay tiếp được một cái nắm tay lớn nhỏ màu đen đài sen, như là pháp khí giống nhau, nhìn hoa sen đen xoay người nhấc chân mà khí, bộ bộ sinh hoa sen đen rời đi. Nhịn không được nói, nhưng... Có thể hay không không đi a? À? Không thể, ta có ta đại đạo phải đi, người có người nói muốn ngộ, nếu là tưởng ta, liền tới tiểu hồng hoang tìm ta đó là. Hoa sen đen dứt lời trong nháy mắt biến mất ở tầng mây chỗ sâu trong không thấy. Dương Nghị Vân nhìn hắn rời đi phương hướng, hô lớn, ta nhất định sẽ đi xem ngươi bảo trọng. Phía chân trời không còn có đáp lại, hiển nhiên hoa sen đen đã rời đi. Chính là bên tai lại là nhớ tới một cái mang theo một chút uy hát yêu ta thanh âm nói, ta là tiểu sư đệ A, ngươi cho ta cái này sư tỷ là không khí đâu. Trong ánh mắt tất cả đều là rời khỏi người sao. Dương Nghị Vân vừa nghe lời này, cả người đều là một cái giật mình, vội vàng quay đầu, nhìn về phía chính mình này mấy bưu hãn tiểu sư tỷ. Dương Nghị Vân nghe được ra tới vị này tiểu sư tỷ có oán khí, tựa hồ là chậm trễ nàng, xoay người lúc sau trên mặt mang theo mỉm cười. Quy quy củ củ đôi tay ôm quyền khom mình hành lễ nói, bái kiến sư tỷ vạn phúc. A à còn biết ta là ngươi sư tỷ A cơ tím hà nghẹn miệng hừ lạnh. Dương mẫu nhân là kiến thức quá vị này tiểu sư tỷ thủ đoạn, ở hắn xem ra chính mình vị này tiểu sư tỷ là có thể thiên tôn vặn cổ tay đại lão, cũng không dám đắc tội. Cũng có thể nhìn ra được tới, nàng là liền cái loại này dám làm dám chịu, không sợ trời không sợ đất chủ nhân. Điểm này từ đại chiến đoạn làm thiên thành liền có thể nhìn ra được tới. Đoạn làm thiên thành chính là tiên tôn trung kỳ tu vi, càng là có được thần hổ lực lượng lão tiên tôn, nhưng là nhà mình vị này sư tỷ nói đánh là đánh, không chút nào sợ hãi, một đinh điểm mặt mũi cũng không có cấp đoạn làm thiên thành. Ở đoạn làm thiên thành ngàn vạn giảm quát lớn dưới, nàng như cũ là chém giết đoạn làm hàn sơn, đủ để thuyết minh tiểu sư tỷ bưu hãn. Lúc này lại là không thể ở chậm chế vị này tiểu sư tỷ. Vốn dĩ hắn cũng là ngay từ đầu liền thăm hỏi lão cây liễu cùng hoa sen đen, đem tiểu sư tỷ phóng mặt sau. Theo đạo lý vốn là nên làm như thế,
Lão cây liễu đâu là cái thần bí biến thái, lần này cho hắn chữa thương dùng hết suốt tam phiến cây liễu diệp, hắn biết đây chính là lão cây liễu mệnh căn tử, lần này có thể sử dụng ở trên người hắn thật sự là không dễ dàng, vốn là hẳn là cảm ơn lão cây liễu. Đến nỗi hoa sen đen thực chín không gặp, nàng đối Dương Nghị Vân tới nói chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, tự nhiên đặt ở vị thứ hai, so sánh với dưới vị này tiểu sư tỷ liền dừng ở mặt sau. Không nghĩ tới tiểu sư tỷ chủ động mở miệng, làm Dương Nghị Vân trong lòng cười khổ, này cũng nhưng thật ra phù hợp vị này bưu hãn tiểu sư tỷ tính tình. Tuy rằng lần này là cùng tiểu sư tỷ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, hắn cái này tiểu sư tỷ là cái loại này dám yêu dám hận cái loại này người, chủ động mở miệng mang theo nhẹ nhẹ oán giận, cũng bình thường. Hắn vội vàng hành lễ, chính thức bái kiến vị này sư tỷ. Kỳ thật hắn trong lòng đối cái này tiểu sư tỷ rất là thân thiết. Trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn tiểu sư tỷ miệng hơi hơi nhếch lên tức giận bộ dáng, lại là càng xem càng là đáng yêu. Từ nhỏ sư tỷ trên mặt Dương Nghị Vân thấy được ba phần nghịch ngợm, ba phần đáng yêu, ba phần tà khí, còn có dư lại một phần là thiên chân. Đây là trong mắt hắn thuộc về tiểu sư tỷ tính tình. Đến nỗi tiểu sư tỷ diện mạo thiên tư, Dương Mỗ Nhân kỳ thật là không dám nhìn, bởi vì tiểu sư tỷ diện mạo cùng năm đó ở Tán Tiên Đảo gặp qua thiên cơ sư nương đều là một cái cấp bậc hỏa thủy. Đây mới là chân chính tiên giới tiên nữ. Nghe được tiểu sư tỷ ngữ khí không tốt, Dương Nghị Vân vội vàng cười làm lành nói, cần thiết là ta tiểu sư tỷ, trên đời này đối ta tốt nhất sư tỷ, không gì sánh nổi, sư tỷ ngài là tiên giới Nga không, là tam giới nữ thần, mỹ lệ thiện niệm, thiện giải nhân ý. Mặc kệ là tiên giới vẫn là phàm giới, ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc, Dương Mỗ Nhân một phen dễ nghe lời nói đi xuống, cơ tím hà rốt cuộc mặt mày hớn hở nói, được rồi, miệng lưỡi trơn tru, người sư tỷ ta là keo kiệt như vậy người sao? Cùng ngươi khai nói giỡn thôi. Dương Nghị Vân nghe đến mấy cái này lời nói rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, luôn là làm vị này cô nãi nãi nguyện ý. Nói thật đối vị này lần đầu tiên mới gặp mặt, vừa xuất hiện liền tới cho chính mình giải vây, đại sát tứ phương thậm chí vì cho hắn hết giận, không tiếc trực tiếp đối thượng đoạn làm thiên thành bực này trung cấp tiên tôn tiểu sư tỷ, hắn là thật cảm động. Ở tiên giới chết lão nhân không hề, hắn là không nơi nương tựa, có thể vì hắn liều mạng người thật đúng là không nhiều lắm. Tiểu sư tỷ đó là như thế người. Không nói đến tiểu sư tỷ cũng là bối cảnh thâm hậu người, nghe tới cũng là cơ gia hòn ngọc quý trên tay giống nhau thiên kim, nàng lại là có thể vì chính mình mà cùng đoạn làm thiên thành liều mạng, nói không cảm động kia mới là giả. Dương Nghị Vân đem này đó đều ghi tạc trong lòng. Âm thầm hạ định quyết định, ngày nào đó hắn cũng bảo hộ vị này đáng yêu nghịch ngợm tiểu sư tỷ, đánh bạc mệnh đi cũng không tiếc. Hắc hắc, tuy rằng là lần đầu tiên thấy sư tỷ, nhưng ta biết tiểu sư tỷ đối ta tốt nhất. Dương Mỗ Nhân cười theo nói. Tính tiểu tử ngươi có lương tâm, biết không, lần này ngươi bị đoạn làm việc nhà tộc vây công, ta biết sau trước tiên liền chạy đến, sư tỷ ta đủ ý tứ đi. Cơ tím hà rất đắc ý, kỳ thật nàng thực thích Dương Nghị Vân kêu nàng sư tỷ. Chính như nàng tới thời điểm, đối Vân Trường Sinh cùng sao trời tử lời nói, đương vô số năm lão ấu, rốt cuộc có một cái tiểu sư đệ, có người kêu nàng sư tỷ. Loại cảm giác này đối nàng tới nói là thật thích, thực đã ghiền. Đủ ý tứ, quá đủ ý tứ, sư tỷ uy vũ khí phách, ta có thể có ngài như vậy tu vi thông huyền sư tỷ, là ta cái này làm sư đệ tam sinh đã tu luyện phúc khí. Dương Mỗ Nhân nhưng kính khen. Hi hi, này còn kém không nhiều lắm, bất quá đi, cũng đừng cho ngươi sư tỷ ta tâng bốc, ta đâu, cũng liền nhất đối có thể đối phó tầm thường tiên tôn lúc đầu, lần này đối thượng đoạn làm thiên thành cái này lão vương bát đản. Vẫn là có hại, may mắn có vừa rồi cái kia hoa sen đen nữ tử. Sư đệ A, thoạt nhìn ngươi cùng cái kia hoa sen đen nữ tử quan hệ không bình thường A, nàng cho ta cảm giác hơi thở thượng nhiều nhất là cái sơ cấp tiên tôn, nhưng lại là cả người tràn ngập hồng hoang hơi thở, vô cùng nguy hiểm, không thể so đoạn làm thiên thành như vậy lão bất tử nhược, còn có nàng nói cái gì tiểu hồng hoang, chẳng lẽ là hỗn loạn tiên vực tiểu hồng hoang ra tới người. Nói đến hoa sen đen thời điểm cơ tím hà cũng tràn ngập tò mò cùng một ít kính sợ. Dương Nghị Vân cười cười, lại là đem nàng cùng hoa sen đen chi gian sự tình cấp vị này tiểu sư tỷ giảng thuật một phen. Nghe xong lúc sau, cơ tím hà hiểu rõ, lúc này mới gật đầu nói, trách không được nàng cả người tràn ngập hồng hoang hơi thở, tuy rằng cảm thụ chung nàng hồng hoang hơi thở không quá ổn định, nhưng cũng là không thể khinh thường, nghe đồn hỗn loạn tiên vực cường giả chân chính thế lực ở tiểu hồng hoang. Hiện tại xem ra đồn đãi không giả, nghĩ đến hoa sen đen ở tiểu hồng hoang cũng đứng vững vàng gót chân,
này đối với ngươi thành lập Vân Môn phi thường có trợ giúp. Tương lai chờ Vân Môn thành lập hoàn thành, chân chính khai phái lập tông ngày, ít nhất tiểu hồng hoang những cái đó đại yêu đại năng là sẽ không nhảy ra tìm ngươi phiền toái, bất quá này cũng đến nhìn xem hồng hoang hoa sen đen có thể hay không ép tới trụ tiểu hồng hoang những cái đó sinh linh. Nếu có thể ép tới trụ, đối với ngươi mà nói chính là trợ giúp lớn, có thời gian ta xem ngươi hẳn là đi một chuyến tiểu hồng hoang, đương nhiên hỗn loạn tiên vực đông nam tây bắc nơi, đều hẳn là đi bái phỏng một phen, nếu muốn khai tông lập phái. Vậy yêu cầu một cái thống nhất địa bàn, hỗn loạn tiên vực lớn như vậy một tòa tiên sơn, sư đệ ngươi có thể hay không lấy đến hạ. Hi hi. Cơ Tím Hà nói chuyện chung trong mắt quay tròn ở đảo quanh, tựa hồ nghĩ tới cái gì hảo ngoạn sự tình giống nhau. Dương Nghị Vân nhìn nàng hai tròng mắt chung lập lòe tinh quang, trong lòng không lý do nhảy dựng. Cảm giác thượng tựa hồ vị này sư tỷ suy nghĩ cái gì ý đồ xấu. Khụ khụ cười nói, kia gì sư tỷ, đại sư huynh cùng nhị sư huynh bọn họ còn hảo sao? Dương Nghị Vân rời đi đề tài, sợ vị này cổ linh tinh quái sư tỷ, trong miệng nhảy ra tới một câu hắn vô pháp thừa nhận nói. Hừ, miễn bàn bọn họ hai cái, phía trước đoạn làm thiên thành kia một kích chúng ta hai cái đều thiếu chút nữa quải rớt, bọn họ hai cái khen ngược, cư nhiên không xuất hiện. Chờ trở về ta hảo hảo tìm bọn họ hai cái tính sổ, sư phụ trở về sư phụ ta làm chủ. Một hai phải nhổ bọn họ hai cái ra không thể. Nhắc tới Vân Trường Sinh cùng Sao Trời Tử, Cơ Tím Hà nháy mắt liền nổ tung chảo, tức giận bất bình mắng. Dương Nghị Vân nghe đều xấu hổ, vì hai vị sư huynh bi ai, thoạt nhìn bọn họ hai cái ngày thường tất nhiên không thiếu ai vị này tiểu sư tỷ làm khó dễ. Lấy Dương Nghị Vân đối kia hai vị sư huynh hiểu biết tất nhiên không phải cái loại này ngồi yên không nhìn đến người, lại nói bọn họ ở Cửu Trọng Thiên, nhưng là liền tính tưởng tới rồi sợ là cũng là không kịp. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân cười cười nói, quá xa, hai vị sư huynh liền tính trước hỗ trợ chỉ sợ cũng là không đuổi kịp, không trách bọn họ. Hừ, người biết cái gì a? À, thật muốn ra tay hỗ trợ, một cái không gian môn hộ hình thành, lấy bọn họ pháp lực tu vi tất nhiên có thể xuất hiện, ta xem a, bọn họ hai cái chính là thành tâm muốn nhìn chúng ta hai cái chịu khổ, lần này cần không phải hoa sen đen cùng lão cây liễu, chúng ta hai cái giữ nhiều lành ít, không được, này bút chướng nhớ kỹ. Quay đầu lại tìm sư phụ cáo bọn họ hai cái trạng. Cơ Tím Hà càng nói càng khí. Dương Nghị Vân lại là biết tiểu sư tỷ có chút ngang ngược vô lý, lần này hoa sen đen xuất hiện, tất nhiên là hai cái sư huynh thấy được cho nên không ra tay lại đây. Nếu không Vân Trường Sinh vị này đại sư huynh cùng nhị sư huynh Sao Trời Tử hắn đều là gặp qua, đều không phải cái loại này thấy chết mà không cứu người. Lại nói hắn cũng không xác định, hai vị sư huynh ra tay. Có thể hay không là đoạn làm thiên thành đối thủ cũng không nhất định. Cái này trước không nói, Dương Nghị Vân lại là nghe được tiểu sư tỷ nói một cái từ ngữ, không gian môn hộ. Nghe tới tựa hồ có thể từ rất xa địa phương nháy mắt đến một cái khác địa phương giống nhau đại thần thông, nhưng thật ra có chút cảm thấy hứng thú hỏi, sư tỷ cái gì là không gian môn hộ? Cơ Tím Hà nghe được Dương Nghị Vân hỏi không gian môn hộ, hiển nhiên sửng sốt, rồi sau đó cười cười nói, không gian môn hộ cùng loại thuấn di. Đảo hoặc là nói người có thể lý giải thành là thuấn di thăng cấp thần thông, càng thêm cao cấp. Cái này chờ người tu vi đạt tới tiên đế là có thể thi triển, cũng coi như là tiên đế cảnh giới mang đến tu luyện thiên phú thần thông, là một loại hiểu được không gian lực lượng pháp tắc, cường đại ở ngoài có thể ở ngàn vạn dặm ở ngoài tùy tay sáng lập ra không gian môn hộ, ngay lập tức đến, thậm chí có thể phất tay chi gian vượt giới. Đương nhiên tu vi đến tiên đế cảnh giới lúc sau, chỉ là không gian môn hộ nhập môn. Có thể sáng lập rất xa, quyết định bởi với tiên thức lực mạnh yếu, chờ đến tiên tôn chi cảnh sau, liền có thể tùy tâm sở dục. Tiểu sư đệ ngươi cũng cố lên đi, ta xem ngươi khoảng cách tiên đế chi cảnh cũng chính là một bước xa, chờ ngươi thành tựu tiên đế, đến lúc đó tiên thức liền sẽ bùng nổ, một niệm dưới ngàn vạn dặm không nói chơi, đến lúc đó là có thể xây dựng không gian môn hộ, nhưng thật ra mới là ngao du tiên giới ngao du biển sao vũ nội bắt đầu. Nghe xong Cơ Tím Hà giảng thuật Dương Nghị Vân bừng tỉnh. Hắn biết tu luyện biết càng là song sau, mỗi một cái cảnh giới đem các có bất đồng, hắn cũng là hướng về chi. Hai người liêu xong cái này đề tài, lại cho tới đại sư huynh cùng nhị sư huynh trên người, lần này Cơ Tím Hà hết giận hoặc là nói là nghĩ thông suốt, cũng là sợ Dương Nghị Vân hiểu lầm hai cái sư huynh, mở miệng giải thích nói, tiểu sư đệ kỳ thật đại sư huynh không có tới là bởi vì sư phụ công đạo đại sư huynh muốn rớt đến một đầu long quy, hắn đi không khai, cho nên không có tới. Nhị sư huynh vốn dĩ muốn tới, nhưng là bị ta tiệt hồ, là ta nghĩ đến trông thấy người này mấy cái sư đệ, tại đây chính là chết lão nhân trước khi đi thời điểm công đạo,
không được ta đi ra ngoài gặp rắc rối, làm sư nương nhìn ta không cho ra cửa, lần này vừa lúc đã biết người bị Đoạn làm việc nhà tộc khi dễ, cho nên ta liền chủ động tiến đến. Kỳ thật nhị sư huynh cùng đại sư huynh đều thực nhớ thương ngươi Nga, còn có A, từ chết lão nhân trở về lúc sau, bên miệng quải nhiều nhất tất cả đều là ngươi, ta đều ghen tị, sư phụ sư huynh còn có ta cái này sư tỷ đều thực quan tâm ngươi, sư phụ đi chỗ nào đó, ngươi đừng trách hắn. Dương Nghị Vân nghe tiểu sư tỷ lưu việc nhà giống nhau, cấp chết lão nhân cùng hai vị sư huynh nói tốt, lại là không chút nào để ý, hắn tự nhiên biết này đó, phi thường thích loại cảm giác này, thực thích có này đó sư tỷ sư huynh. Sư tỷ yên tâm ta đều biết đến, chân chính lại nói tiếp, lần này cảm ơn sư tỷ. Dương mỗ nhân thực chân nhân nói một câu nói lời cảm tạ. Kết quả cơ tím hà đôi mắt đẹp trừng, lan, làm ta sư đệ liền không cần làm ra vẻ, nhớ kỹ ta là ngươi sư tỷ, chẳng sợ ngươi đem thiên thọc cái lỗ thủng, người phía sau cũng có sư tỷ ta ở. Dương Nghị Vân nghe xong trong lòng cái này cảm động a. Sư tỷ ngươi thật tốt lập lòe cháy quang ánh mắt nhìn cơ tím hà nói như vậy một câu. Cái này ngược lại làm cơ tím hà sắc mặt đỏ lên, ra vẻ chấn định nói, ta đây là ngươi sư tỷ sao, tự nhiên đối với ngươi tốt. Nói xong lúc sau, nàng nhìn về phía dưới chân núi, tựa hồ lúc này mới phát hiện, dưới chân núi Dương Nghị Vân dùng pháp lực xây dựng mà thành cao ốc building, bất đồng với tiên giới bất luận cái gì kiến trúc, nhưng thật ra có chút mới lạ nói, sư đệ này đó kiến trúc thực độc đáo a. Đúng vậy sư tỷ, này đó đều là ta quê nhà kiến trúc phong cách. Ta sở chế tạo vân môn bên trong nơi này là trong đó một bộ phận, cũng là trung tâm. Dương Nghị Vân giải thích nói. Quê nhà của ngươi, trước kia cũng nghe chết lão nhân nhắc tới quá, là cái thực thần bí địa phương, tiểu sư đệ có cơ hội muốn mang ta đi xem a cơ tím hà mở miệng ngậm miệng chính là chết lão nhân, cùng Dương Nghị Vân một cái con đường. Điểm này làm Dương mẫu nhân trong lòng nhạc cười, quả nhiên, không phải người một nhà không tiến một gia môn a là sư tỷ của ta. Hảo. Về sau nhất định mang ngươi đi quê quán của ta nhìn xem. Dương Nghị Vân gật đầu đáp ứng rồi, dù sao hắn ngày sau cũng muốn trở về một chuyến, thần mộ viên kia địa phương, nói không hiếu kỳ đó là giả. Trước kia không thực lực tu vi thời điểm không dám tưởng, hiện tại lại là cũng có thể ngẫm lại. Đi, mang đi đi xuống tham quan một chút ngươi làm đồ cơ tím hà hứng thú bừng bừng. Khụ khụ, sư tỷ từ từ, Dương Nghị Vân gọi lại liền phải nhảy dựng lên cơ tím hà. Cơ tím hà quay đầu lại, làm sao vậy? Dương mỗ nhân có chút lúng túng nói, ta hiện tại nói nguyên bị hao tổn, không dám vận dụng pháp lực, sợ là yêu cầu sư tỷ mang ta đi xuống mới được. Cơ tím hà sửng sốt, đột nhiên cất tiếng cười to, nhưng tiếng cười qua đi tới, kéo Dương Nghị Vân tay nói, đi thôi. Bị tiểu sư tỷ bắt tay, Dương Nghị Vân cũng chưa phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy tiểu sư tỷ tay truyền đến nhàn nhạt dư ôn, phi thường mềm mại. Mạc danh hắn tim đập nhanh hơn, nói thật thật lâu chưa từng có như vậy tim đập. Đây là, tâm động vẫn là. Dương mỗ nhân không lý do sắc mặt có chút đỏ lên. Bị tiểu sư tỷ dắt tay, nhảy từ đỉnh núi bay vọt đi xuống. Như là bay lượn phi yến bay xuống đi xuống, tự do tự tại. Trong tầm mắt vân môn cảnh đẹp thu hết đáy mắt, Dương Nghị Vân thực thích loại cảm giác này, hắn trong lòng nghĩ loại này bay lượn có thể liên tục trường một ít. Nhưng càng là tốt đẹp sự vật cùng thời gian, liền càng là ngắn ngủi. Nháy mắt công phu, hai người đã dừng ở trên mặt đất. Nơi xa Phương Đông Hạo Thiên mà đến. Vân tử. Một tiếng kêu to, Phương Đông Hạo Thiên đã tới rồi hai người trước người. Phương Đông ra ra, chính thức giới thiệu đây là sư tỷ của ta cơ tím hà. Dương Nghị Vân đối với Phương Đông Hạo Thiên giới thiệu tiểu sư tỷ. Gặp qua tím hà cô nương. Ở tu sĩ thế giới. Này đây thực lực phi tôn, cơ tím hà là một cái có thể cái tiên tôn bẻ thủ đoạn cường giả, Phương Đông Hạo Thiên rất rõ ràng, hắn cái này phong hào tiên đế ở cơ tím hà trước mặt thực lực còn muốn kém hơn một đoạn, nghe được Dương Nghị Vân giới thiệu thời điểm như cũ xưng hô hắn vì Phương Đông gia gia, Phương Đông Hạo Thiên thật cao hứng. Kể từ đó, cơ tím hà cũng liền thành hắn vãn bối. Bất quá ở lễ tiết thượng Phương Đông Hạo Thiên vẫn là không dám thác đại, ôm quyền bình lễ, hắn chính mắt gặp qua cơ tím hà khủng bố. Càng là biết nàng là tiên giới thần thánh cơ gia, thân phận bối cảnh không giống bình thường. Phương Đông gia gia không cần đa lễ, cơ tím hà đối mặt Phương Đông Hạo Thiên lại cũng nghiêm trang. Cái này làm cho Dương Nghị Vân đối nhà mình cái này tiểu sư tỷ lại xem trọng liếc mắt một cái. Ở người một nhà trước mặt nàng cổ linh tinh quái khẩn, nhưng là bên ngoài cũng là nghiêm trang, xuất thân đại gia khí độ bày ra không bỏ sót.
Lúc này Dương Nghị Vân đột nhiên phát hiện Phương Đông Hạo Thiên ánh mắt cố ý vô tình cổ quái nhìn hắn một cái này làm cho Dương Nghị Vân sửng sốt, ngay sau đó xác thật là phản ứng lại đây, hắn cùng tiểu sư tỷ còn nắm tay. So với hắn trước một bước phát hiện, còn có Cơ Tím Hà, nàng sắc mặt bá một chút hồng thấu, vội vàng buông lỏng ra Dương Nghị Vân tay, rồi sau đó nói, sư đệ các ngươi nói chuyện phiếm, ta mọi nơi đi xem. Nói xong không đợi Dương Nghị Vân đáp lời, vèo một chút biến mất ở tại chỗ. Chờ Cơ Tím Hà rời khỏi sau, Phương Đông Hạo Thiên cười khanh khách nói, đảo cũng đúng là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi, ha ha. Lão gia tử nói cái gì đâu, nàng là sư tỷ của ta Dương Mỗ Nhân nghe xong mặt già đỏ lên nói. Phương Đông Hạo Thiên ha ha một chút nói, ta biết ha, nàng nếu là ngươi sư môn trưởng bối, đảo cũng không nói cái gì, nhưng sư tỷ sư đệ chi gian thành tựu đạo lữ ở tiên giới không ở số ít, nếu là tiểu tử ngươi thật có thể cùng Tím Hà cô nương trở thành đạo lữ. Tiên giới Cơ gia mà khi thật không đơn giản, là chuyện tốt nga. Khụ khụ không nói cái này, đại trận tình huống như thế nào? Đoạn làm việc nhà tộc kế tiếp có phản ứng gì không có? Dương Nghị Vân hỏi hai vấn đề. Ta tìm ngươi thật muốn nói những việc này, cấp đây là chiến đấu lúc sau quét tước chiến trường chiến lợi phẩm, đoạn làm việc nhà tộc hơn nữa đoạn làm cả ngày tổng cộng 120 người, di động nói 120 cái chứa đựng tiên giới nói chuyện vùng Trung Đông Phương Hạo Thiên tướng 120 cái chứa đựng tiên giới đưa cho Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân không khách khí toàn bộ nhận lấy, Vân Môn kiến tạo yêu cầu tài lực vật lực là cái động không đáy, này đó là trước mắt nhu cầu cấp bách muốn. Vất vả Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ, hắn lâm vào hôn mê sau không an bài quá quét tước chiến trường sự, Phương Đông Hạo Thiên đều làm tốt, có một cái người như vậy tại bên người, hắn cái này phủi tay trưởng quầy muốn tỉnh không ít tâm. Phương Đông Hạo Thiên tiếp tục nói, đoạn làm việc nhà tộc cao tầng cơ bản toàn bộ hủy diệt, nghĩ đến lưu tại hang ổ đoạn làm việc nhà tộc tộc nhân thu được tin tức sau, trốn đều tới không vội, không dám tới tìm phiền toái, đến nỗi toàn bộ đoạn làm tiên vực những cái đó bám vào đoạn làm việc nhà tộc thế lực, ta nhưng thật ra có cái ý tưởng cùng ngươi thương lượng thương lượng. Lão gia tử ngươi nói, Dương Nghị Vân nghiêm túc nói, nếu ngươi không phản đối, ta xem thừa dịp hiện tại ngươi danh khí, hợp nhất toàn bộ đoạn làm tiên vực. Dù sao đoạn làm tiên vực là khoảng cách hỗn loạn tiên vực gần nhất một cái tiên vực, nếu có thể hợp nhất, đem đối chúng ta Vân Môn có thật lớn tràn ra. Phương Đông Hạo Thiên ánh mắt sáng ngời có thần đạo. Dương Nghị Vân vừa nghe hai tròng mắt chung cũng là tinh quang lóng lánh dựng lên. Hắn nếu muốn chế tạo Vân Môn trở thành tiên giới đệ nhất tiên môn, như vậy dã tâm liền không ngừng cực hạn ở muốn chế tạo chính là Vân Môn kiến trúc tiên giới đệ nhất, tương xứng đôi địa bàn thế lực tự nhiên nhiều ít cũng muốn cùng được với. Mà đoạn làm việc nhà tộc hoặc là nói đoạn làm tiên vực chính là một cái thực tốt khởi bước điểm. Nói thật nếu không phải Phương Đông Hạo Thiên nói như vậy, hắn thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Đối này, Dương Nghị Vân trầm ngâm một phen nói, nếu chúng ta muốn ra tay, lão gia tử ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào làm? Hoặc là nói có thể đem đoạn làm tiên vực thu về ở Vân Môn kỳ hạ sao? Rốt cuộc chúng ta xử lý chính là đoạn làm việc nhà tộc. Chính là toàn bộ đoạn làm tiên vực lớn nhỏ tiên sơn thế lực vô số, rất khó làm những cái đó thế lực thần phục đi. Dương Nghị Vân giảng thuật ra chính mình suy nghĩ. Bất quá đối này, Phương Đông Hạo Thiên ha ha cười nói, theo ý ta tới không có chút nào vấn đề. Dương Nghị Vân sửng sốt, lời này ý gì? Hắn không nghĩ ra Phương Đông Hạo trời ả tới lớn như vậy tự tin. Chỉ nghe Phương Đông Hạo Thiên cười nói, ngươi khả năng còn không biết ở ngươi hôn mê chữa thương một đoạn này thời gian. Ngày đó ngươi cùng đoạn làm việc nhà tộc một trận chiến, đã truyền khắp toàn bộ tiên giới, mà ngươi càn khôn tiên vương Dương Nghị Vân danh khí chính là chút nào không cần chúng ta này đó phong hào tiên đế nhược, thậm chí đã xa xa vượt qua. Chủ yếu là động tĩnh quá lớn nguyên nhân, đoạn làm việc nhà tộc cơ hồ xúc động toàn bộ cao tầng cường giả, cuối cùng tiên tôn cấp bậc đoạn làm thiên thành cái này đoạn làm việc nhà tộc lão tổ tông đều rời núi, hơn nữa ngươi sư tỷ cơ ra tên tuổi. Mà tiểu tử ngươi cũng lấy tiên vương chi cảnh tu vi bị thương nặng đoạn làm thiên thành, cũng trở thành thần thoại. Cuối cùng hoa sen đen cùng lão cây liễu ra tay, hoa sen đen một kích tiêu diệt đoạn làm thiên thành bực này tiên tôn, hỗn loạn tiên vực trung tâm nơi, Vân Môn Dương Nghị Vân tên tuổi, đã sớm truyền đến, cho nên nói cho đoạn làm tiên vực những người đó 10 cái lá gan, cũng không có người tới rồi lỗ mãng. Nếu ngươi đồng ý, ta liền tiên đi một chuyến đoạn làm việc nhà tộc lão xào, đoạn làm việc nhà tộc lão xào chiến lợi phẩm. Cũng nên có người đi thu thập, nếu không chúng ta không động thủ, sớm hay muộn sẽ có người theo dõi, tại đây này đi cũng là một lần lập uy, cấp những cái đó bám vào đoạn làm việc nhà tộc thế lực một cái lựa chọn,
hoặc là hướng chúng ta hỗn loạn thiên vực vân môn dựa sát, hoặc là... Ha ha! Câu nói kế tiếp Phương Đông Hạo Thiên tuy rằng không có nói xong, nhưng Dương Nghị Vân lại là nghe ra nồng đậm mùi máu tươi. Bất quá hắn cũng nghĩ thoáng, ở tiên giới vốn chính là một cái cá lớn nuốt cá bé rừng cây thế giới, hắn không nhẫn tâm, chết chính là hắn, lại nói lần này đoạn làm tiên vực cùng đoạn làm việc nhà tộc hành trình, cũng là cho chính mình xử lý hậu hoạn, Phương Đông Hạo Thiên nói cũng là có đạo lý. Hít sâu một hơi nói, vậy làm phiền lão gia tử đi một chuyến, nếu là có cường địch phản kháng, vậy rút về tới, không thể chống chọi, ngày sau có rất nhiều cơ hội ra tay. Hành, ta biết làm sao bây giờ, ta đây hiện tại liền đứng dậy đi trước. Phương Đông Hạo Thiên nói. Dương Nghị Vân vừa muốn trả lời, cũng nghĩ có phải hay không làm Nhiếp Hồn lão tổ mang theo hắc giáp cùng hồng y đi theo, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lại là không nghĩ tới lúc này một cái quen thuộc thanh âm từ phía chân trời truyền đến, tiểu sư đệ ta tới xem ngươi. Dương Nghị Vân sắc mặt vui vẻ, nhị sư huynh. Là nhị sư huynh sao trời tử thanh âm. Quả nhiên ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, sao trời tử như là một đạo kiếm khí bay nhanh mà đến. Nháy mắt liền xuất hiện ở Dương Nghị Vân trước người. Vèo. Lúc này Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy bên người quát lên một đạo gió to, cũng có thiếu nữ mùi thơm của cơ thể truyền tiến xoang mũi. Lại là tiểu sư tỷ tím hà đi tới bên người, trừng mắt đôi mắt đẹp nhìn về phía nhị sư huynh sao trời tử, cười lạnh nói, nhị sư huynh. Cái gì nhị sư huynh a, người còn nhớ rõ tiểu sư đệ a, ta cùng tiểu sư đệ thiếu chút nữa bị người cấp xử lý, người cái này nhị sư huynh như thế nào gian xuất hiện. Hiện tại hảo, hết thảy trần ai lạc định ngươi nhưng thật ra chạy ra, thời gian trôi qua một tháng đi, hừ hừ, hảo thật sự, hận hảo thật sự, chờ sư phụ trở về. Xem ta không cho ngươi cùng đại sư huynh làm khó dễ, hừ. Sao trời tử nghe tiểu sư muội nói chuyện, khóe miệng không ngừng trừ trừ, bài trừ tới một cái mỉm cười nói, tiểu sư muội này trong đó là có hiểu lầm, lúc ấy đi, ta cùng đại sư huynh cũng đều ở chú ý ngươi đại sát tứ phương, đoạn làm thiên thành sát ra tới sau, vốn dĩ cho rằng tiểu sư muội ngươi có thể đấu một trận, lại là không nghĩ tới. Sau lại thời khắc mấu chốt hoa sen đen xuất hiện, dựng lên đại sư huynh nói, lão cây liễu cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, sẽ không có việc gì, cho nên chúng ta mới. Cơ tím hà nổi giận đùng đùng nói, hừ, cho nên các ngươi liền cái gì cũng chưa làm, chờ ta cùng tiểu sư đệ thiếu chút nữa bị đánh chết. Ngẫm lại ta liền tới khí, ta, oanh, a, tiểu sư muội ngươi thật động thủ a. Nói cơ tím hà lại tựa trực tiếp bay lên một chân, đá vào sao trời tử trên mông. Làm Dương Nghị Vân mở ra tầm mắt chính là... Hắn phát hiện đối mặt tiểu sư tỷ tím hà bay lên một chân, nhị sư huynh sao trời tử căn bản liền không tránh né, hơn nữa pháp lực cũng không có sử dụng ngăn cản, ngạnh sinh sinh thừa nhận, kết quả liền bị tiểu sư tỷ một chân đá bay ra đi vài trăm thước, ầm ầm vang lên một tiếng vang lớn. Cái này làm cho Dương Nghị Vân thấy được tiểu sư tỷ bá đạo một mặt, hoặc là nói đây là nhị sư huynh sủng nàng kết quả. Dù sao kia một chân hắn nhìn đều đau, mà tiểu sư tỷ hiển nhiên ở xì hơi. Kỳ thật chân chính cũng sẽ không đi sinh khí. Quả nhiên ngay sau đó chỉ nghe tiểu sư tỷ hướng về phía phương xa quát, lăn trở về tới. Vèo. Giữa sân một trận gió to thổi qua, nhị sư huynh sao trời tử mặt xám mày cho xuất hiện ở, chỉ thấy hắn đối tiểu sư tỷ cười làm lành nói, hắc hắc tiểu sư muội hết giận đi. Nếu là không giải hận ngươi tự cấp sư huynh tới vài cái, nhị sư huynh ta tuyệt đối không cần pháp lực. Hừ lần này tiểu sư đệ cùng phương đông đạo hữu ở đây. Liền cho ngươi chừa chút mặt mũi, vô dụng lần sau. Cơ tím hà hung tợn nói. Là, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Tiểu sư muội chuyện này liền không cần cấp sư phụ nói đi. Ta cùng đại sư huynh kỳ thật cũng thực thảm, đã bị thiên cơ sư nương giáo huấn qua. Đúng rồi, ngươi lần này không trải qua sư nương đồng ý chính mình chạy ra, vẫn là ta cho ngươi cầu tình, chuyện này chúng ta bóc qua ha. Sao trời tử vẻ mặt cười làm lành nói. Dương Nghị Vân quan sát đến đường nhị sư huynh trong miệng nhắc tới thiên cơ sư nương thời điểm, không sợ trời không sợ đất tiểu sư tỷ sắc mặt hơi hơi đổi đổi, cuối cùng nói, kia. Vậy xem ngươi về sau biểu hiện đi, thiên cơ sư nương nói như thế nào ta? Chuyện vừa chuyển nàng có hỏi lên, hiển nhiên là đối thiên cơ sư nương rất sợ. Sao trời tử hai mắt hiện lên một tia đắc ý, âm thầm nói thầm, tiểu ma đầu còn chung quy là sợ sư nương, hắc hắc. Ngay sau đó nói, tiểu sư muội yên tâm. Thiên cơ sư nương áp lực ta cho ngươi toàn bộ kháng hạ, vì thế nhị sư huynh ta còn bị thiên cơ sư nương tấu một đốn, bất quá vì tiểu sư muội ngươi không bị trách phạt, nhị sư huynh ta làm này đó đều là hẳn là.
Trên thực tế sao trời tử tới phía trước đích xác bị thiên cơ sư nương giáo huấn quá, nhưng lại đối tiểu sư muội chẳng những không trách cứ, ngược lại còn làm khích lệ, bởi vì chủ động ra tới cấp tiểu sư đệ Dương Nghị Vân chống lưng. Bao che cho con cái này truyền thống là trời cao tà bắt đầu liền có, cho nên thiên cơ sư nương nguyên lời nói là, khiến cho tiểu sư muội tạm thời lưu tại Vân Môn căn cứ, cấp tiểu sư đệ chống lưng sân ga. Chỉ cho nên dọn ra thiên cơ sư nương, là bởi vì sao trời tử biết không sợ trời không sợ đất tiểu sư muội liền sợ thiên cơ sư nương, người khác thật đúng là không ai có thể trấn trụ nàng. Dù sao hắn là trấn không được, lại nói đối cái này tiểu sư muội bọn họ đều thực sủng ái, mới sát không được đối nàng đánh, bất động thô cũng chỉ có thể đừng tiểu sư muội khi dễ, đem thiên cơ sư nương dọn ra tới, là rất cần thiết. Thiên cơ sư nương có hay không nói làm ta trở về? Cơ tím hà thử hỏi. Sao trời tử tức khắc vô cùng dũng cảm nghĩa khí nói, tiểu sư muội yên tâm, ta ăn một đốn tấu, nhưng cũng cho ngươi tranh thủ thời gian, cầu thiên cơ sư nương làm ngươi ở tiểu sư đệ bên người nhiều chơi mấy ngày, ngươi tạm thời có thể không cần trở về. Thật sự, không gạt ta, ngươi biết đến, gạt ta hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nga. Cơ tím hà hai tròng mắt tràn đầy chờ mong cùng không tin. Thề với trời, nhị sư huynh ta khi nào đã lừa gạt ngươi, mấu chốt là cũng không dám a sao trời tử cười khổ nói. Nga cũng lần này ngươi làm không tồi, hành, lần này liền bất hòa ngươi so đo, rốt cuộc có thể không cần đi trở về, ha ha. Cơ tím hà cao hứng lên. So sánh với ở cửu trọng thiên tiên cung nhàm chán, còn muốn nơm nớp lo sợ đối mặt thiên cơ sư nương, có thể chạy ra, quả thực là thiên đường. Sao trời tử trộm lau mồ hôi, rốt cuộc thu phục cái này tiểu sát tinh. Đương sư huynh quá không dễ dàng, cái này sư muội liền chưa bao giờ sợ hắn cùng đại sư huynh, tưởng như thế nào khi dễ liền như thế nào khi dễ, mấu chốt sư phụ đã biết còn chống lưng, thật sự thực bất đắc dĩ. Đối tiểu sư muội đánh không được mắng không được. Sư phụ không ở, may mắn có thiên cơ sư nương đè nặng, nếu không cái này tổ tông đã sớm phiên thiên. Đúng lúc này tiểu sư muội lại bổ sung nói, ta này một quan qua, tiểu sư đệ nơi nào ngươi cái này làm sư huynh chính mình nhìn làm đi. Dù sao ngươi là biết, lấy chết lão nhân đối tiểu sư đệ cái này quan môn đệ tử thái độ, còn ở ta cái này tiểu sư tỷ phía trên, nếu là hắn lão nhân ra trở về, biết tiểu sư đệ bị người khi dễ, ngươi cùng đại sư huynh không quan, hung hăng, liền chờ thừa nhận sư phụ lửa giận đi. Lời nói đến cuối cùng cơ tím tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Sao trời tử nghe hiểu những lời này, trong lòng càng khổ, bởi vì hắn biết tiểu sư muội không hề có khoa trương. Lão sư phụ đích xác đối cái này tiểu sư đệ phi thường coi trọng, tuy rằng dặn dò quá bọn họ không cần quá nhiều can thiệp tiểu sư đệ sự tình, nhưng là lần này bị đoạn làm việc nhà tộc khi dễ tiên tôn đều chạy ra, chuyện này liền nghiêm trọng, cũng là hắn cùng đại sư huynh sơ sẩy, may mắn tiểu sư đệ không có việc gì, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Bất quá hắn cũng không phải không có chuẩn bị, lần này ra tới chính là vì đền bù tiểu sư đệ mà đến. Nhìn Dương Nghị Vân, sao trời tử hòa ái cười nói. Tiểu sư đệ như thế nào sẽ cho sư phụ cáo trạng đúng không sư đệ, ta đâu lần này ra tới, chuyên môn cùng đại sư huynh nghiên cứu quá, cho ngươi đưa một phần đại địa, tự mình đi một chuyến đoạn làm tiên vực, đem đoạn làm việc nhà tộc dư nghiệt nhổ tận gốc, hơn nữa làm cho cả đoạn làm tiên vực lớn nhỏ tông môn tất cả đều thần phục, ngày sau đều đem thần phục ở ngươi hỗn loạn tiên vực vân môn dưới, cho nên nhị sư huynh ta mới đến vãn, tiểu sư đệ ngươi sẽ không trách ta đi. Dương Nghị Vân nghe nhị sư huynh nhẹ nhàng bâng quơ nói đi đoạn làm tiên vực đem đoạn làm việc nhà tộc dư lại người tất cả đều nhổ tận gốc, còn làm cho cả đoạn làm tiên vực lớn nhỏ thế lực thần phục, nói được nhẹ nhàng, kỳ thật Dương Nghị Vân có thể tưởng tượng đến này trong đó thủ đoạn. Cái này nhị sư huynh còn thật sự không hổ là chính mình nhị sư huynh, vừa mới chuẩn bị làm Phương Đông Hạo Thiên đi một chuyến, hắn trong lòng còn không có đế, hiện tại hảo, nhị sư huynh cư nhiên tất cả đều giải quyết hảo. Bực này vì thế vân môn kỳ hạ thần phục một cái tiên vực a. Đây là một phần đại lễ. Dương Nghị Vân như thế nào sẽ quái nhị sư huynh? Vội vàng nói, nhị sư huynh nói đùa, ta cảm tạ nhị sư huynh đều không kịp, như thế nào sẽ quái? Đúng rồi lần này nhị sư huynh ngươi tới vừa lúc, sao trời đại trận phía trước một trận chiến bị phá hư, còn cần nhị sư huynh ngươi hỗ trợ chữa trị. Hắc, đây là việc rất nhỏ, ngươi không nói ta đều biết đại trận phá, sẽ một lần nữa cho ngươi chữa trị. Đi đi đi, tưởng đi theo ta đi gặp toàn bộ đoạn làm tiên vực nguyên lai thần phục đoạn làm việc nhà tộc tam vạn danh lớn nhỏ tông môn đại biểu, bọn họ tất cả đều ở bên ngoài chờ ngươi cái này tỉnh vực chủ tiếp thu bọn họ chiều bái đâu. Sao trời tử nói chuyện, liền ý bảo Dương Nghị Vân cùng hắn đi.
nhưng những lời này nghe vào, Dương Nghị Vân trong tai thật sự là chấn động, nghe nhị sư huynh ý tứ, hắn trực tiếp đem toàn bộ đoạn làm tiên vực lớn nhỏ thế lực đầu mục kéo đến Vân Môn ngoài cửa lớn a. Cái này nhị sư huynh cũng quá biêu hãn đi. Lúc này Dương Nghị Vân lại là có chút xấu hổ, nhị sư huynh tưởng bay ra đi, nhưng hắn theo không kịp, nói nguyên bị hao tổn ngắn hạn nội là không thể dùng pháp lực, cười khổ nói, nhị sư huynh ta hiện tại không động đậy pháp lực. Sao trời tử sửng sốt, nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân lúc này mới một phách cái chán nói, là ta sơ sót, tiểu sư đệ chớ trách, đúng rồi nói lên này một vụ suýt nữa quên mất thiên cơ sư nương giao đãi, nàng làm ta đối với ngươi nói, có không nhớ rõ năm đó sư nương tặng không? Dương Nghị Vân nghe sao trời tử truyền tới thiên cơ sư nương nói, hắn có chút mộng bức. Tặng? Cái gì tặng? Hắn năm đó cũng chỉ là gặp qua thiên cơ sư nương thần hồn lưu ảnh mà thôi, bản tôn cũng chưa gặp mặt quá, có thể có cái gì tặng? Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Nghị Vân cũng ở cân nhắc, nếu là sư nương truyền lời, kia nàng liền không thể trêu cợt chính mình cái này tiểu bối, nói như thế tới nói, chính là thật sự. Nhưng rốt cuộc là cái gì tặng đâu? Nghe nhị sư huynh ý tứ này, tựa hồ có thể làm chính mình nói nguyên khôi phục. Dương Nghị Vân cẩn thận hồi tưởng một chút năm đó tình huống, bỗng nhiên vang lên, đích xác sư nương đưa tặng quá hắn đồ vật, nếu không phải hôm nay nhị sư huynh truyền lời, hắn đem chuyện này đều quên không còn một mảnh. Năm đó tại hạ giới sư nương đạo tràng, hắn được đến 5 viên ngũ sắc hạt thóc, nhớ rõ chết lão nhân nói qua ngũ sắc hạt thóc là sư nương nhất tộc độc hữu chi vật, cực kỳ khó được, mọc ra hạt kê mỗi một cái đều đem có thể so với cực phẩm linh thạch. Lúc ấy lão nhân cũng chính là như vậy tùy ý vừa nói, hắn cũng không miệt mài theo đuổi quá rốt cuộc có thể hay không có thể so với linh thạch, tùy tay liền loại ở càn khôn hồ không gian lâm linh dược viên một góc. Từ nay về sau cũng không đi quản quá, hoàn toàn đem này một vụ cấp quên mất. Cũng không biết trương không mọc ra tới. Nhoáng lên mấy ngàn năm đi qua. Nhớ rõ lão nhân năm đó nói qua, là một cái vô sắc hạt thóc tương đương với một viên cực phẩm linh thạch năng lượng. Hiện tại đặt ở tiên giới hẳn là không tính cái gì, nhưng thiên cơ sư nương nếu lại một lần nhắc tới, vậy không phải đơn giản như vậy, ở Dương Nghị Vân nghĩ đến là chính hắn xem nhẹ ngũ sắc hạt thóc giá trị đi. Còn có một cái chuyện quan trọng chính là, hắn nhớ rõ năm đó sư phụ nói qua, thiên cơ sư nương am hiểu thiên cơ chi đạo, có thể suy đoán thiên cơ, lúc này tưởng tượng, sư nương nhất định là đã biết chính mình trên người đã phát sinh sự tình. Làm nhị sư huynh truyền lời. Có phải hay không chính là muốn nói cho hắn, ngũ sắc hạt thóc là có thể chữa khỏi hắn nói nguyên thương thế. Dương Nghị Vân như vậy tưởng tượng, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, rốt cuộc sư nương có đẩy diễn thiên cơ hoặc là nói biết trước năng lực. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân ở thần niệm tiến vào càn khôn hồ không gian đảo qua, ngay sau đó hắn liền phát hiện vật chủ nhan sắc khác nhau hạt thóc, sinh trưởng ở linh dược viên một góc, hơn nữa đều thành thục, năm loại nhan sắc, ngũ sắc quang mang, lập lòe nhàn nhạt vầng sáng. Nhìn đều đẹp. Dương Nghị Vân hiện tại ngẫm lại, thiên cơ sư nương này ngũ sắc hạt thóc sợ lớn nhất tác dụng sợ là dược dụng công hiệu. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân trong lòng tức khắc cao hứng lên, vốn đang nghĩ nói nguyên thương thế sợ là yêu cầu một cái mấy trăm năm mới có thể khôi phục lại, hiện tại có sư nương ngũ sắc hạt thóc, khả năng mấy ngày cập trong vòng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu sư đệ, thiên cơ sư nương đã cho ngươi cái gì thứ tốt? Sao trời tử truy vấn một câu? Giờ phút này ngay cả tiểu sư tỷ cơ tím hà cũng dựng lên lỗ tai muốn nghe xem. Ta hảo tưởng nhớ lại tới, năm đó tại hạ giới thiên cơ sư nương đưa tặng quá ta một loại ngũ sắc hạt thóc, có chuyện này. Dương Nghị Vân thuận miệng trả lời. Cái gì? Ngũ sắc hạt thóc? Sao trời tử cùng cơ tím hà cơ hồ đồng thời kinh hô, hơn nữa là đầy mặt khiếp sợ. Dương Nghị Vân vừa thấy tình huống này, tựa hồ sư nương này ngũ sắc hạt thóc so với chính mình tưởng tượng còn muốn bất phàm. Nhìn hai người có chút nghi hoặc nói, như thế nào? Sư nương ngũ sắc hạt thóc thực chân quý sao? Sao trời tử đầy mặt hâm mộ chi sắc nói, đâu chỉ là chân quý a, trong tam giới sợ đều là độc nhất phân, thuộc về sư nương kia một mạch độc hữu, thế gian tốt nhất tiên đan diệu dược không gì hơn thiên cơ sư nương ngũ sắc hạt thóc, năm loại hạt thóc ngũ hành thuộc tính, cùng ở bên nhau so với tương cực phẩm tiên thạch đều phải xem, có thể ăn có thể vào dược, quả thực có thể nói giàu cao vạn kim a. Ta cầu thượng vạn năm sư nương cũng liền cho ta 5 viên, tiểu sư đệ sư nương năm đó tại hạ giới cho ngươi mấy viên. Cũng chính là 5 viên Dương Nghị Vân thuận miệng nói. Cái này sao trời tử trong lòng cân bằng, vốn dĩ cho rằng sẽ cho rất nhiều, không nghĩ tới giống nhau a. Ngẫm lại cũng là, sư nương ngũ sắc hạt thóc vốn chính là khan hiếm chí bảo, 5 viên chính là một bộ hoàn chỉnh bảo vật, nghĩ đến cũng không cho nhiều.
Sao trời tử mới vừa nghĩ như vậy, Dương Nghị Vân lại bổ sung nói, bất quá là 5 viên hạt giống, ta loại ở ta động thiên liền cấp quên mất, vừa rồi nhìn một chút tất cả đều dài quá ra tới, nhìn cũng không tệ lắm, hẳn là có thể đại lượng đào tạo gieo trồng. T. Sao trời tử hít hà một hơi, trương đại miệng đi. Hạt giống. Cùng kết quả ra tới hoàn toàn là hai khái niệm, là có thể không ngừng sinh trưởng ra tới trọng bảo, vừa mới còn nghĩ mọi người đều giống nhau, nháy mắt tiểu sư đệ liền nói này một phen lời nói. Người cùng người không thể so, đến người chết a. Qua tiểu sư đệ về sau nhiều cho ta một ít a, thiên cơ sư nương ngũ sắc hạt thóc có thể thiên nhiên chú nhan, ta nói chính là đối với tiên nhân mà nói cái loại này chú nhan, sư nương lúc trước cũng cho ta 5 viên, nhưng đều không phải mẫu loại hạt thóc. Không nghĩ tới cho ngươi cư nhiên là mẫu loại hạt thóc a. Cơ tím hà đi theo ồn ào. Cùng sao trời tử huyên thuyên nói một đống lớn, Dương Nghị Vân nghe xong thế mới biết thiên cơ sư nương năm đó tại hạ giới đưa tặng hắn vô sắc hạt thóc nguyên lai là như vậy trọng bảo vật. Tâm tình rất tốt lên, dù sao nói nguyên thương thế là không thành vấn đề có thể khôi phục, hơn nữa sau này còn có thể dùng để luyện đan, dựa theo nhị sư huynh sao trời tử cùng tiểu sư tỷ cơ tím hà nói. Thiên cơ sư nương ngũ sắc hạt thóc là tam giới đều hiếm thấy chân bảo, diệu dụng vô cùng. Hắn nghĩ về sau hảo hảo đào tạo một chút, hơn nữa cho hắn vẫn là ngũ sắc hạt thóc chung mẫu loại, là có thể đào tạo ra tới, đương nhiên có thể hay không đào tạo ra tới vậy xem chính mình thủ đoạn. Thứ này thiên địa tạo hóa chi vật, tưởng đào tạo tự nhiên không phải đơn giản như vậy, hoặc là nói cơ hồ không có khả năng. Bất quá điểm này đối người khác tới nói khả năng làm không được, nhưng là đối với hắn tới nói vấn đề nhỏ. Bởi vì hắn có càn khôn hồ không gian, này cũng không phải là động thiên không gian, quan trọng nhất chính là hắn có sinh mệnh chi thủy tồn tại. Sinh mệnh chi thủy áp dụng với bất luận cái gì sinh mệnh chi vật, đặc biệt là thực vật loại. Hiện tại 5 cây ngũ sắc hạt thóc mọc ra tới, hắn còn không có tưới quá sinh mệnh chi thủy, này thuyết minh càn khôn hồ không gian thực thích ứng, nếu tưới thượng sinh mệnh chi thủy, vậy càng thỏa đáng. Cho nên Dương Nghị Vân đã thấy được tương lai có thể đào tạo ra một tảng lớn vô sắc hạt thóc hình ảnh. Ba người liêu quá một phen lúc sau, ở sao trời tử cùng cơ tím hà hâm mộ chung, kết thúc cái này đề tài, trở lại lúc ban đầu vấn đề thượng, tiếp thu đoạn làm tiên vực tam vạn thế lực đầu mục quy phục. Ngay sau đó sao trời tử mang theo Dương Nghị Vân chợt lóe biến mất, tái xuất hiện khi đã tới rồi đại trận ở ngoài. Dương Nghị Vân vừa thấy đen nghìn nghịt người, quả nhiên ba người chi chúng. Tu vi có chiều cao mà, bất quá nhất đế tu vi cũng tiên vương, mà tối cao chính là tiên đế hậu kỳ. Không có một cái tiên đế đại viên mãn, đây là bởi vì đoạn làm tiên vực tối cao tu vi tiên đế tất cả đều đi theo đoạn làm Hàn Sơn tiến đến hắn tìm hắn phiền toái, đều bị xử lý, những người này xem như toàn bộ đoạn làm tiên vực lớn lớn bé bé thế lực dẫn đầu người. Dùng sao trời tử nói, chỉ cần chào hỏi một cái liền hảo, làm cho bọn họ thần phục ở vân môn kỳ hạ. Ngày sau liền có cuồn cuộn không ngừng tiên thạch thượng cống, cũng dùng không tìm đem này đó hút vào vân môn. Trên danh nghĩa vân môn chính là này tông môn chỗ dựa, này một sao trời tử kỳ thật đi một chuyến đoạn làm tiên vực giải quyết vấn đề, không nghe lời tất cả đều bị hắn cấp diệt trừ. Mang đến những người này tự nhiên đều là nghe lời, hơn nữa Dương Nghị Vân cùng đoạn làm việc nhà tộc một trận chiến, cũng truyền khắp tiên giới, những người này đã biết Dương Nghị Vân là người nào. Sao trời tử bực này phong hào tiên đế đệ nhất nhân đều là Dương Nghị Vân nhị sư huynh, còn có ngày đó rất nhiều cao thủ xuất hiện, tỉ như cơ tím hà, mặt đen, lão cây liễu từ từ. Dù sao nghe đồn phi thường khoa trương, một câu Dương mẫu nhân có đại chỗ dựa, có rất nhiều thực lực, trên danh nghĩa Dương Nghị Vân diệt đoạn làm việc nhà tộc, thần phục ở đoạn làm việc nhà tộc này đó thế lực, tự nhiên liền về Dương Nghị Vân, hoặc là nói là toàn bộ đoạn làm tiên vực. Giao tiếp vấn đề rất đơn giản. Hai bên gặp qua lúc sau, tam vạn dân cư hô Dương môn chủ, đối với Dương Nghị Vân hứa hẹn thượng cống, quy củ Dương Nghị Vân không thay đổi, trước kia bọn họ này đó tông môn cấp đoạn làm việc nhà tộc thượng cống nhiều ít cấp vân môn liền thượng cống nhiều ít. Đương nhiên làm tông chủ tiên môn, này đó tông môn đã chịu thế lực lớn khi dễ vân môn liền phải hỗ trợ. Đối này Dương Nghị Vân biết thực hợp lý, hai bên các đối thiên đạo thề. Từ giờ khắc này bắt đầu, đoạn làm tiên vực liền thành không vân môn đất phong giống nhau. Thuộc về Dương Nghị Vân thuộc về Vân Môn, đương nhiên tên cũng nên, về sau gọi là Vân Môn Tiên Vực. Sự tình hoàn thành sau, Dương Nghị Vân thu được tam vạn cái chứa đựng nhẫn, bên trong tự nhiên là tam vạn thế lực tông môn thượng công. Dương Nghị Vân kêu tới cảnh sán toàn bộ nhận lấy, xong việc kiểm kê một phen, đương biết được này một phần thượng cống tiên thạch số lượng sau, Dương Nghị Vân đều bắt đầu sinh ra có phải hay không lại đi làm điểm một cái tiên vực ý tưởng,
bởi vì thượng cống đoạt được vượt qua hắn đoán trước, rất nhiều. Đến từ đoạn làm tiên vực tam vạn người đi rồi, có thể nói hoàn toàn chính là bị nhị sư huynh mạnh mẽ đánh thần phục, nộp lên bảo hộ phí. Dương Nghị Vân thấy được nhị sư huynh bưu hãn, dù sao tiểu sư muội cùng nhị sư huynh một cái so một cái hung. Lúc này mới đoạn làm tiên vực tương đương là giúp hắn thu thập tàn cục, đỡ phải Phương Đông Hạo Thiên lại đi một chuyến. Lần này cộng lại thu đi lên bảo hộ phí ước chừng thêm lên có 5 vạn cực phẩm tiên thạch, đây là một bút phi thường khách quan thu vào, hơn nữa loại này thượng cống bảo hộ phí về sau mỗi cách trăm năm đều sẽ có một lần. Tuy rằng thời gian thượng Dương Nghị Vân nghĩ có điểm trường, chính là đây là tiên giới, tiên nhân thọ mệnh lý luận thượng là bất lão bất tử, đương nhiên là ở không có gì bất ngờ xảy ra dưới tình huống, tính lên trăm năm thời gian cũng chính là búng tay vung lên. Một chút đều không dài. Chỉ cần Vân Môn tồn tại một ngày, đoạn làm tiên vực này đó thế lực liền phải giao bảo hộ phí. Trừ phi có một ngày này đó thế lực biến mất giải tán, đối với loại tình huống này, Vân Môn cần phải làm là bảo hộ bọn họ. Tiên giới bất luận cái gì một cái tiên vực đối kỳ hạ tông môn thế lực đều là phải bảo vệ, bởi vì lâu dài tính lên, đây cũng là tự thân ích lợi, bảo hộ kỳ hạ thế lực chính là bảo hộ chính mình ích lợi. Trừ cái này ra, nhị sư huynh sao trời tử cười cũng lấy ra một cái chứa đựng nhẫn giao cho Dương Nghị Vân nói, nơi này là đoạn làm việc nhà tộc bảo khố, sư huynh ta cho ngươi chuyển đến. Dương Nghị Vân sửng sốt, theo bản năng nói, nhị sư huynh đoạn làm việc nhà tộc hơn người. Câu nói kế tiếp Dương Nghị Vân không hỏi xong, nhưng hắn tin tưởng nhị sư huynh hẳn là có thể nghe minh bạch. Quả nhiên chỉ thấy sao trời tử nhếch miệng cười, tiểu sư đệ a, nhớ kỹ nhị sư huynh câu nói, thiên giới tàn khốc viễn siêu ngươi tưởng tượng, dùng thây sơn biển máu tới hình dung cũng chút nào không quá, đại đạo vô tình, con đường này thượng ngươi có lòng dạ đàn bà hoặc là đối địch nhân có nhân từ chi tâm, sẽ vạn kiếp bất phục, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Cho nên vấn đề của ngươi nhị sư huynh giúp ngươi giải quyết. Về sau tiên giới không có đoạn làm việc nhà tộc tồn tại, đương nhiên đây là ta cùng đại sư huynh ý tứ, càng là thiên cơ sư nương ý tứ, lại nói tiếp chúng ta đều thực quan tâm ngươi, thiên cơ sư nương có việc ở vội, nếu không sợ là đã sớm tới xem ngươi, tiểu tử ngươi chờ có rảnh nhớ rõ đi cửu trọng thiên bái kiến ba vị sư nương đi. Nhị sư huynh nói đã phi thường rõ ràng, Dương Nghị Vân tự nhiên nghe được minh bạch. Lời này ý tứ là, hắn đã đem đoạn làm việc nhà tộc người cấp nhổ cỏ tận gốc. Tuy rằng nghe tàn nhẫn, nhưng Dương Nghị Vân biết đây là đối, là nhị sư huynh giúp hắn rửa sạch hậu hoạn. Ngẫm lại cũng đúng, tiên giới tiên nhân thọ nguyên đều là vô hạn, nếu là lưu lại một ít địch nhân, chờ thêm thượng hàng ngàn hàng vạn năm, ai dám người bảo lãnh ra liền ra không được một cường giả, đến lúc đó đánh thượng Vân Môn, đem hắn Vân Môn người toàn bộ xử lý. Cái này rất khó nói, cho nên nhất bảo hiểm cách làm chính là nhổ cỏ tận gốc. Điểm này Dương Nghị Vân nghe được đi vào. Cảm ơn nhị sư huynh, ta nhớ kỹ, quay đầu lại ngươi cấp sư nương cùng đại sư huynh đại vấn an, ta chờ một thời gian có thời gian, liền đi bái kiến. Dương Nghị Vân nghiêm túc nói. Hành đi, nếu sự tình kết thúc, ta cũng nên đi trở về phục mệnh sao trời tử nói chuyện chung muốn đi. Bất quá Dương Nghị Vân lại là vội vàng nói, nhị sư huynh sau đó a, sao trời đại trận có tổn hại, còn cần ngươi chữa trị đâu, còn có chính là lần trước ta làm ngươi giúp ta lưu ý ta hạ giới Vân Môn mọi người phi thăng việc. Nhưng có kết quả sao? Sao trời tử gật gật đầu nói, chữa trị trận pháp không khó, ta chờ hạ liền kéo lên tím hà cùng nhau, nàng có được lôi đình chi lực, lần này vừa lúc dung hợp ở vân lôi đại trận chung, uy lực có thể càng ra củng cố. Đến nỗi hạ giới phi thăng sự, ta tự nhiên không quên, lần trước chuyên môn làm người điều ti a quá, nhân tộc phi thăng giả tựa hồ đã có 4.900 nhiều năm không có sinh linh lên đây, chuyện này sợ là cùng thiên giới có quan hệ. Ta nghe sư phụ nhắc tới quá một câu, nói là thiên giới cũng là trong truyền thuyết thần giới, có người không hy vọng địa giới cũng chính là tiên giới sinh linh chạm đến càng cao đại đạo, thiên đạo bị cố ý che giấu, cho nên tiên giới chịu ảnh hưởng, tiên giới dưới tu giả giới càng thêm chịu ảnh hưởng. Ở thiên đạo che giấu dưới, tu chân giới có thể phi thăng tiên giới người, không có chỗ nào mà không phải là ngút trời kỳ tài hạng người, tỉ như tiểu sư đệ ngươi bực này, mấy ngàn năm khả năng mới có thể phi thăng mấy cái mà thôi. Cho nên còn không có truyền đến có Vân Môn phi thăng tin tức truyền đến, nhân giới 3.000 tu chân giới thế giới, kỳ thật không riêng gì ngươi nơi tu chân giới cực nhỏ có phi thăng giả, địa phương khác cũng là giống nhau, ngươi có thể phi thăng dựa theo ta lý giải ngươi là chúng ta sư phụ quan môn đệ tử, ngươi có thể phi thăng ở tình lý bên trong. Đến nỗi ngươi hạ giới Vân Môn mọi người phi thăng vấn đề, lại cũng không cần sốt ruột, chúng ta sư phụ lần này đi phía chân trời che giấu nơi,
cùng nhau đi trước có tiên giới Tam Đại Thiên Tôn cùng mặt khác Phong Hào Tiên Tôn, đều là tiên giới kim tự tháp tồn tại, chân chính siêu cấp cường giả, tuy rằng sư phụ hàm hồ nói qua, chưa nói rõ ràng, nhưng là chúng ta biết bọn họ đi trước thiên cơ che giấu nơi chính là vì giải quyết thượng giới thiên đạo bị che giấu vấn đề. Đến lúc đó thiên đạo không hề che giấu, mặc kệ là tiên giới vẫn là 3.000 tu chân giới, đều đem tiến vào một cái hoàn toàn mới trạng thái, cho đến lúc này, hạ giới sinh linh phi thăng liền sẽ như mưa sau măng giống nhau toát ra tới, mà tiên giới cũng đem tiến vào một cái trật tự trọng tổ thời đại, là loạn thế, cũng sẽ là đại thịnh thế. Ngươi cũng đừng có gấp, dựa theo sư phụ lúc gần đi chờ công đạo, tính tính thời gian cũng chính là 2-3 năm trong vòng sự tình, thiên đạo che giấu vấn đề bị giải quyết tiên giới cùng tu chân giới đều sẽ có thiên địa dị tượng hoặc là nói một loại cảm giác xuất hiện, sở hữu tu đạo sinh linh liền có phi thăng cùng hỏi càng cao cơ hội. Dương Nghị Vân nghe nói nhị sư huynh giảng thuật lâm vào trầm tư, 4.000 nhiều năm, tính thời gian vừa lúc là chính mình phi thăng đến tiên giới thời gian, dựa theo nhị sư huynh ý tứ, tựa hồ hắn phi thăng lúc sau ở cũng không có người phi thăng quá. Nhị sư huynh ý tứ là, cận đại hạ giới phi thăng giả, đều là ngút trời kỳ tài hạng người, có thể phá tan thiên đạo che giấu chi lực, hắn sở dĩ có thể phi thăng tiên giới, kỳ thật ở hắn lý giải chung có lẽ là tu công pháp có quan hệ, hắn tu luyện công pháp là thần đạo công pháp. Vân môn mọi người không tin tức không phi thăng, có lẽ cũng là chuyện tốt. Dù sao lão nhân đi làm sự tình, chính là cấp sở hữu tiên giới bao gồm tu chân giới sinh linh mưu phúc lợi, có thể phi thăng sự, nhị sư huynh ý tứ cũng nhanh, cũng liền ba lượng trong vòng trăm năm sự tình. Cho nên hạ giới vân môn phi thăng việc, hắn cũng không nóng nảy, thuận theo tự nhiên đi, mỗi người có mỗi người theo đuổi lựa chọn đại đạo cơ duyên, cưỡng cầu không được, hắn cũng không chuẩn bị quá nhiều can thiệp. Trước mắt vừa lúc thấu thời gian này, đem thiên giới vân môn thành lập lên, đến lúc đó hạ giới vân môn con cháu phi thăng là có thể có một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh, đây cũng là chuyện tốt. Đa tạ nhị sư huynh lo lắng, bất quá chuyện này còn thỉnh sư huynh lưu ý, hạ giới có ta thân nhân bằng hữu. Dương Nghị Vân nghiêm túc dặn dò. Chuyện này ngươi yên tâm đi, ta đã phát động sở hữu luyện tạo tiên minh phân bộ thành viên, phái người đóng tại 3.000 phi thăng trì, một khi có tin tức trước tiên truyền lại. Sao Trời Tử gật đầu nói. Bất quá dừng một chút hắn đột nhiên nói, đúng rồi, ta theo như lời phi thăng chỉ là sự tình quan nhân tộc phi thăng, yêu tu cùng mặt khác tu sĩ sinh linh nhưng không ở trong đó, người hạ giới vân môn nhưng có trừ bỏ nhân tộc ở ngoài đệ tử môn nhân. Dương Nghị Vân sửng sốt nói, có, hơn nữa hạ giới vân môn đệ tử chung yêu tu còn rất nhiều. Nói xong Dương Nghị Vân ngẫm lại bổ sung nói, còn có tu quỷ đạo, nhị sư huynh ý tứ. Chẳng lẽ trừ bỏ nhân tộc ở ngoài, chủng tộc khác phi thăng sẽ không ở tiên giới phi thăng trì. Sao Trời Tử gật gật đầu nói, đúng vậy, yêu tu cùng chủng tộc khác sinh linh phi thăng không hề 3.000 phi thăng trì, có chuyên môn nơi, ở tiên giới nhân tộc địa bàn ở ngoài, có cái gọi là quỷ dị tiên vực, nơi nào bị xưng là dị vực giới, là yêu tộc địa bàn, cũng là chủng tộc khác chiếm cứ nhiều nhất địa bàn. Hạ giới yêu tu quỷ tu gì đó sinh linh bình thường phi thăng, chỉ cần không phải mạnh mẽ phá hư không sinh linh phi thân, đều sẽ phi thăng ở dị vực giới, gần 3.000 năm nghe đồn dị vực giới phi thăng vài cái thần thú, dẫn phát rồi dị vực giới đại chiến, thần thú A, ai đều tưởng lây dính, nháo thực hung hãn. Dương Nghị Vân nghe đến đó sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng đánh gãy Sao Trời Tử nói, nhị sư huynh lời này chính là thật sự. Sao Trời Tử mở miệng nói, tự nhiên là thật, nhà ta thiên cơ sư nương năm đó vì hiệp trợ sư phụ đại chiến Tam Đại Thiên Tôn đi qua một lần dị vực giới đi tìm cái gì thiên tài địa bảo. Chuyện này là sư nương trở về nói, ta cũng là nghe qua, bất quá thiên cơ sư nương nói hẳn là thật sự. Dương Nghị Vân mày nhăn lại, nếu thật là nói như vậy, kia sự tình liền đại điều, không nói cái khác, thần thú cấp bậc, điêu nhi, tiểu phượng hoàng, nghé con, vân lôi thú, còn có mai tỷ chân long chi thân, cái nào không phải thần thú. Nếu là chúng nó phi thăng, ngẫm lại Dương Nghị Vân đều đổ mồ hôi lạnh. 8-9 phần 10 là chúng nó a, đều là thần thú hạng người. Như điêu nhi cùng vân lôi thú, đều là thiên phú dị bẩm chút nào không cần thần thú kém. Chẳng lẽ thật là chúng nó phi thăng? Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân truy vấn nói, nhị sư huynh cái kia cái gì dị vực giới như thế nào đi? Là cái tình huống như thế nào? Nhân tộc có thể hay không không tiến vào? Dương Nghị Vân liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. Sao Trời Tử nói, dị vực giới cũng là tiên giới một bộ phận, chẳng qua bị yêu tu cùng chủng tộc khác đầu sỏ chiếm cứ, cùng nhân tộc nước giếng không phạm nước sông. Cũng là rất lớn thế giới, không chào đón nhân tộc, nhưng cũng có nhân tộc cường giả tiến đến, chỉ là rất ít, đối nhân tộc căm thù.
kia địa phương đi, cùng cửu trọng thiên tề bình, cùng loại cửu trọng thiên giống nhau, đương nhiên cùng loại còn có ma tộc nơi ma giới, muốn đi y tiến vào sao trời hải, thẳng tắp bay vọt 10 vạn dặm, liền có kết giới, đến lúc đó có thể cảm giác đến ba cổ lực lượng, một loại là tiên nguyên, đại biểu chính là cửu trọng thiên, liền có thể đi vào cửu trọng thiên, một loại là dị năng lượng cùng yêu khí không sai biệt lắm, nhưng lại so với yêu lực cường đại, tiến vào chính là dị vực giới, cuối cùng một loại là ma khí. Tiến vào chính là ma giới nơi. Ba cái địa phương, mặc kệ ngươi ở tiên giới bất luận cái gì địa phương, tiến vào sao trời hải bay thẳng 10 vạn dặm là có thể cảm giác đến lúc đó trực tiếp thực lực cũng đủ là có thể phá vỡ kết giới tiến vào trong đó, bất quá tiểu sư đệ tu vi ít nhất muốn tiên đế mới được, nếu không phá không khai kết giới, mấu chốt tiến vào sau dễ dàng ném mạng nhỏ a. Mặc kệ là dị vực giới vẫn là ma giới, đối nhân tộc đều là căm thù, chỉ có cường giả mới có thể, phản chi là đồng dạng. Mặc kệ là dị vực giới vẫn là ma giới sinh linh, chỉ cần tiến vào tiên giới cũng đồng dạng sẽ bị thu thập, chẳng qua các chủng tộc chi gian có hiệp nghị, bên ngoài thượng là sẽ không tùy tiện xuống tay. Tiểu sư đệ ngươi cũng đừng nói ngươi muốn đi dị vực giới a. Kia cũng không phải là đùa giỡn, tiên đế đi vào cũng chưa chắc có thể an toàn ra tới, nếu ngươi hạ giới có môn nhân đệ tử ở dị vực giới. Ai nha, cái này thật đúng là khó mà nói, bàn bạc kỹ hơn đi. Dương Nghị Vân nghe xong lâm vào trầm tư. Ngay sau đó hắn trong lòng đã làm ra quyết định, chờ nói nguyên khôi phục liền đi trước dị vực giới, mặc kệ như thế nào Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng đám người, đều là hắn thân nhất người, hoặc là nói yêu, không đi tìm nhìn xem, hắn nội tâm là an ổn không xuống dưới. Nếu thực sự có thần thú cấp bậc yêu tộc phi thăng, hắn nghĩ đến nhất định là Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng từ từ. Cần thiết đi. Trước mắt trải qua một hồi đại chiến. Hắn xem như diệt đoạn làm việc nhà tộc, đánh ra tên tuổi, hơn nữa có sư huynh đám người ở, vân môn căn cứ là sẽ không có vấn đề. Cũng đang ở xây dựng chung, mà nhân tộc chung, còn không có người phi thăng đi lên, thời gian thượng dựa theo nhị sư huynh cách nói cũng muốn 200-300 năm khả năng mới có thể đại diện tích phi thăng, hắn liền chống thời gian này đoạn đi một chuyến dị vực giới, đi tìm xem Điêu Nhi chúng nó. Nhị sư huynh làm phiền ngươi cùng tiểu sư tỷ giúp ta chữa trị sao trời đại trận đi. Ta muốn đi bế quan khôi phục nói nguyên. Dương Nghị Vân nói xong, trực tiếp tránh ra, hắn nghe được về thần thú phi thăng việc sau, cái gì tâm tình cũng chưa, mãn đầu óc đều là Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng thậm chí là Mai tỷ chúng nó. Trước mắt chỉ nghĩ bế quan khôi phục nói nguyên, lúc sau đi dị vực giới tìm xem Điêu Nhi chúng nó. 10 ngày lúc sau nhị sư huynh sao trời tử cùng tiểu sư tỷ hoàn thành sao trời đại trận chữa trị, lần này có tiểu sư tỷ hỗ trợ, uy lực lại thượng một cái bậc thang. Dựa theo sao trời tử cách nói, lần này chữa trị lúc sau hẳn là có thể phòng ngự tiên tôn cấp bậc công kích. Nhị sư huynh đi rồi, nhưng tiểu sư tỷ giữ lại, bất quá Dương Nghị Vân như cũ đang bế quan tu luyện chung, biết đến thời điểm đã là 1 tháng chuyện sau đó. Đương nhiên từ nhị sư huynh trong miệng biết được dị vực giới có thần thú phi thăng sự lúc sau, hắn liền bế quan. Như cũ ở lão cây liễu cái kia đỉnh núi. Nếu nói nguyên vấn đề có thiên cơ sư nương nhắc nhở. Như vậy ngũ sắc hạt thóc liền nhất định có thể giải quyết. Dương Nghị Vân tiến vào càn khôn hồ không tiến, đi tới linh dược viên một góc, 5 cây ngũ sắc hạt thóc đều đã thành thục. Nhìn cùng tầm thường hạt thóc tương tự, kỳ thật có rất lớn khác nhau, rốt cuộc đây là ngũ sắc hạt thóc, là tiên giới độc hữu, thiên địa linh vật. Tản ra nhàn nhạt cốc hương cùng năng lượng dao động, cũng không có cho rằng thành thục mà rơi xuống, nhìn như cũ sinh cơ bừng bừng. 5 cây hạt thóc chính là ngũ hành thuộc tính. Kim mộc thủy hỏa thổ, nhan sắc khác nhau, nhìn cũng trông rất đẹp mắt. Một gốc cây hạt thóc thượng, nhìn 5 đến 60 viên hạt thóc, 5 thù thêm lên chính là gần 300 chi số, bất qua thứ này cách dùng là ngũ hành hợp nhất mới có thể phát huy hiệu ứng, tương đương là 5 viên vì một bộ. Dương Nghị Vân vung tay lên thu hoạch 5 cây hạt thóc, thần thức đảo qua không nhiều không ít 300 chi số, để lại giống nhau, lại gieo một nửa, ở linh dược viên thành một tảng lớn. Duỗi tay một hồi một đại thùng long ngư hồ nước gia nhập một giọt sinh mệnh chi thủy, tưới ở ngũ sắc hạt thóc thượng, hắn tin tưởng ngày sau là có thể thu hoạch một tảng lớn. Làm xong lúc sau rời khỏi tới, bắt đầu chữa trị nói nguyên, dùng 5 viên hạt thóc, lột ra lúc sau mỗi một cái đều tản ra trong suốt ánh sáng, năng lượng cùng hương khí 10 phần, trực tiếp dùng đi xuống, ở trong cơ thể hóa thành khổng lồ năng lượng, làm hắn kinh hỉ chính là, cư nhiên còn có mang theo thần hồn chi lực. Nội coi dưới 5 loại nhan sắc sở đại biểu ngũ hành hạt thóc năng lượng, ở trong cơ thể khuếch tán mở ra, nơi đi qua cả người thoải mái vô cùng, xâm nhập ở kỳ kinh bát mạch mỗi một cái khiếu huyệt cùng mỗi một tấc da thịt, thẳng vào đan điền nói nguyên,
năm loại ngũ hành hạt thóc chi lực hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra tác dụng thật sự vượt qua Dương Nghị Vân đoán trước. Nói nguyên thượng vết rách thương thế, ở hắn nội coi dưới lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở mau theo khép lại. Toàn bộ quá trình không có liên tục 10 phút, nói nguyên bỗng nhiên phát ra một tiếng nặng nề rung động thanh. Ong! Ngay sau đó nói nguyên khôi phục bình thường. Không có thể vận công tự động vận chuyển lên, pháp lực ở trong cơ thể vận chuyển, lực lượng cường đại lại lần nữa xỏ xuyên qua toàn thân, có pháp lực liền có lực lượng, loại cảm giác này thực sảng. Dương Nghị Vân an an cảm thán, thiên cơ sư nương này ngũ sắc hạt thóc quả nhiên không hổ là lão nhân nói qua khai thiên ra đời chi linh vật, thật sự thần kỳ. Trong cơ thể năng lượng ở công pháp vận chuyển trung bị Dương Nghị Vân chuyển hóa, tiến vào nói nguyên bên trong, trở thành lực lượng một bộ phận, hắn rõ ràng cảm nhận được tu vi có tăng lên, nói nguyên trong vòng pháp lực tựa hồ đã tiếp cận điểm tới hạn, sắp muốn đột phá tiên đế chi cảnh, cái này làm cho Dương Nghị Vân vui sướng dị thường, tiên đế chi cảnh a, đây là nhiều ít tiên nhân tha thiết ước mơ cảnh giới. Thành tựu tiên đế, tự xưng bản đế, hắn cũng không thể ngoại lệ, trọng điểm là tu vi thực lực pháp lực từ phương diện sẽ thượng một cái hoàn toàn mới bậc thang. Hắn Dương Nghị Vân tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Kế tiếp hắn toàn lực vận chuyển công pháp, bắt đầu đánh sâu vào tiên đế chi cảnh. Thời gian còn từng giây từng phút trôi qua. Nhưng mà một tháng sau Dương Nghị Vân có chút uể oải ngừng lại, bởi vì trong cơ thể ngũ sắc hạt thóc lực lượng hấp thu sạch sẽ, nhưng như cũ không có đột phá, đánh sâu vào tiên đế chi cảnh thất bại. Ai quả nhiên càng là sau này, tu luyện càng là gian nan, một cảnh một bước một ngày thang. Dương Nghị Vân dừng lại sau lầm bầm lầu bầu. Nói nguyên trong vòng pháp lực đã đạt tới điểm tới hạn, nhưng hắn biết vô dụng, hướng không phá trạm kiểm soát chính là hướng không phá, bất luận cái gì một cái cảnh giới, đều là một đạo đại môn, ở pháp lực đạt tới điểm tới hạn sau liền phải giải khai này phiến đại môn, mới có thể tiến vào tiếp theo cái cảnh giới, nếu không chỉ có thể dừng chân tại chỗ. Nhưng có đôi khi không đơn giản là lực đánh vào lượng là có thể phá tan bình cảnh, tiến vào này phiến đại môn, vẫn là yêu cầu cơ duyên cùng hiểu được. Ở cảnh giới thượng hắn lần trước tu luyện liền chạm đến tiên đế chi cảnh đại môn, lần này nói nguyên trong vòng lực lượng cảm giác cũng đủ lúc sau đánh sâu vào như cũ thất bại, kỳ thật vẫn là cảm giác kém như vậy một đường cảnh giới hiểu được. Có đôi khi cho dù là như vậy một đường, lại là thiên trảm. Hắn không có ở tiếp tục nghe xong xuống dưới, loại này thời điểm loại trạng thái này không phải có cũng đủ năng lượng liền có thể, mà là yêu cầu cảnh giới hiểu được cũng đủ. Nếu không hấp thu lại nhiều năng lượng đều là không có ý nghĩa. Cho nên hắn dừng, hướng không phá này phiến đại môn, thuyết minh hắn tu luyện hiểu được vẫn là không đủ, cũng không có đạt tới cơ duyên, chỉ có thể ngày sau tìm kiếm một cái cơ duyên, tự nhiên là có thể nước chảy thành sông. Ngẫm lại cũng nên thấy đủ, từ hắn phi thân tiên giới đến hôm nay càn khôn tiên vương đỉnh tu vi, tính thời gian miễn cưỡng 5.000 năm, dựa theo nhị sư huynh nói, đã cũng đủ yêu nghiệt. Cho nên Dương Nghị Vân cũng thỏa mãn. Tiên đế chi cảnh hắn biết hắn nhất định có thể thành công đột phá. Chẳng qua còn cần một cái cơ duyên cơ hội, luôn có đột phá thời điểm, loại sự tình này vẫn là thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông hảo, miễn cưỡng không được. Bất quá hiện giờ cũng đạt tới một cái trong lòng mong muốn, pháp lực cùng cảnh giới thượng đều đạt tới điểm tới hạn, hắn có thể rõ ràng cảm thụ nói tiên đế chi cảnh kia nói đại môn. Có lẽ ngay sau đó chỉ cần cơ duyên cơ hội đạt tới là có thể thành công. Dương Nghị Vân thu công lúc sau, nhìn thoáng qua lão cây liễu. Lão cây liễu vì hắn tổn thất tam phiến bản mạng lá cây, nói thật mặc kệ là bọn họ chi gian có phải hay không một loại giao dịch, kỳ thật đều cảm kích lão cây liễu. Đối này Dương Nghị Vân ngẫm lại vung tay lên sau đem hai giọt sinh mệnh chi thủy lấy ra tới, búng tay vung lên hai giọt sinh mệnh chi thủy dừng ở lão cây liễu thân cây nháy mắt hấp thu đi vào, ngay sau đó lão cây liễu bộc phát ra xanh biếc vầng sáng. Có cường đại sinh mệnh hơi thở phát ra. Dương Nghị Vân kỳ thật cũng không biết sinh mệnh chi thủy đối lão cây liễu có tác dụng hay không, lần này lấy ra tới hai mà sinh mệnh chi thủy, hoàn toàn là một loại trong lòng thượng băn khoăn bồi thường. Trong lòng nghĩ chỉ mong hữu dụng, bởi vì hắn biết lão cây liễu tiêu hao rất tam phiến bản mạng lá cây chân quý. Cũng không có nghĩ tới hắn sinh mệnh chi thủy có thể hay không đối lão cây liễu sinh ra chế ước ảnh hưởng, rốt cuộc sinh mệnh chi thủy đối yêu tộc là có thể khống chế. Bất quá ở hắn nghĩ đến thần bí cường đại cổ xưa lão cây liễu là đến từ thần đạo sinh linh, sinh mệnh chi thủy khả năng đối lão cây liễu sinh ra không được ảnh hưởng. Cũng liền không nghĩ tới có thể hay không hiểu lầm vấn đề. Chỉ là tiếp được đã phát sinh sự tình, hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước, hoặc là nói hắn coi thường sinh mệnh chi thủy cường đại. Ở hai giọt sinh mệnh chi thủy tiến vào lão cây liễu thân cây lúc sau,
sinh mệnh hơi thở chưa từng có bùng nổ dựng lên, bảy màu vầng sáng đại bùng nổ, ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn thấy gì là chân chính cây khô gặp mùa xuân. Trực tiếp ở lão cây liễu bị sấm đánh quá vị trí kia một cành cành liễu thượng lấy mắt thường thấy được tốc độ lại lần nữa sinh trưởng ra tới, lưu sáu thiên lá cây. Cũng chỉ là ở thời điểm này, tựa hồ ngủ say chung lão cây liễu thức tỉnh, hơn nữa phát ra kinh hô tiếng động, gì? Tiểu tử ngươi đối bản tôn làm cái gì? Lão cây liễu nói chuyện thanh âm thay đổi mang theo kinh hoàng, cũng không có giống là thường lui tới giống nhau tự xưng tỉ tỉ, mà là tự xưng bản tôn, nghe vào Dương Nghị Vân trong tai còn mang theo một ít địch ý. Dương Nghị Vân vừa nghe lão cây liễu ngữ khí không đúng, trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng giải thích nói, thụ tỉ tỉ ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta chỉ là coi trọng thứ ngươi vì cho ta chữa thương nguyên khí đại thương, trong lòng băn khoăn, trong tay có hai giọt tràn ngập sinh cơ tiên thủy cho ngươi tưới, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi, thật không có ý gì khác, làm sao vậy có phải hay không ra cái gì vấn đề. Kỳ thật giờ khắc này Dương Nghị Vân đã đoán được là sinh mệnh chi thủy sinh ra chế ước, nhưng là hắn trong lòng chột dạ không dám nói lời nói thật, chỉ có thể nói là hảo tâm hỗ trợ, cũng không có nói ra đây là hắn càn khôn hồ chí bảo sinh mệnh chi thủy. Vạn nhất sinh mệnh chi thủy đối lão cây liễu có chế ước, vậy tương đương là lão cây liễu đều phải đừng hắn thu phục khống chế, cái này lão biến thái chính là thần đạo sinh linh, Dương Nghị Vân sợ hãi a, một phát giận chưa chừng một cái cành liễu chịu chết hắn. Chỉ nghe lão cây liễu nói, tiểu tử bên trong tựa hồ có nào đó cùng loại thần đạo khế ước lực lượng tồn tại. Tuy rằng đích xác đối ta có bản tôn có rất lớn trợ giúp, nhưng là bản tôn cảm thụ được đến, một chút hoàn toàn hấp thu ngươi cái này lực lượng, ta sẽ đã chịu nào đó chế ước, đây là đến từ thần đạo lực lượng, hoặc là nói đã vượt qua thần đạo phạm vi, tiểu tử ngươi làm cái quỷ gì? Dương Nghị Vân nghe lão cây liễu đặt câu hỏi, trong lòng càng ngày càng khẩn trương, chuyện này làm sao bây giờ? Hắn cũng không nghĩ tới sinh mệnh chi thủy cư nhiên đối lão cây liễu cũng có chi ước chi lực tồn tại. Hiện tại bị cái này lão biến thái cảm nhận được, cái này nhưng như thế nào viên qua đi. Dựa theo lời nói thật nói, Dương Nghị Vân ngẫm lại căn bản không có khả năng, càn khôn hồ là hắn dựng thân chi bổn, sinh mệnh chi thủy sản tự càn khôn hồ hắn không thể nói. Cái này làm sao bây giờ? Ngẫm lại còn làm bộ cái gì cũng không biết hảo, dù sao ta là hảo tâm vì ngươi cái lão biến thái. Mở miệng nói, ta cũng không rõ ràng lắm như thế nào sẽ đúng vậy. Chỉ biết này hai giọt thủy tràn ngập sinh cơ chi lực, liền nghĩ giúp ngươi, không có ý gì khác, ngươi có thể cảm nhận được hữu dụng sao? Hắn đem bóng cao su để ra qua đi. Lúc này lão cây liễu toàn thân lóng lánh bảy màu ánh sáng có chút ảm đạm, tựa hồ ở cố ý áp chế sinh mệnh chi thủy lực lượng. Chờ Dương Nghị Vân nói xong lúc sau, ước chừng tạm dừng vài giây, lão cây liễu mở miệng nói, thôi thôi, tiểu tử ngươi cũng là hảo tâm. Hơn nữa ngươi cho ta này hai giọt giọt nước đích xác đối ta có trợ giúp lớn, đây cũng là chuyện tốt. Chế ước chi lực tựa hồ ở tiểu tử ngươi trên người, tỷ tỷ ta liền tin ngươi một hồi, nếu là có thể mượn dùng ngươi này hai giọt thủy, làm tỷ tỷ ta khôi phục lại, cho dù là có chế ước, cũng coi như đáng giá, như thế ngươi thả đi thôi, phân phó ngươi phía dưới người, đừng làm người tới quấy rầy tỷ tỷ ta. Ầm vang, lão cây liễu nói âm vừa ra, giống như hoàn toàn buông ra áp chế. Một tiếng nặng nề từ lão cọc cây truyền đến, bảy màu ánh sáng đại tác phẩm, sinh cơ lại lần nữa bò lên dựng lên. Dương Nghị Vân nhìn lại, lại thấy lão cây liễu nhánh cây thượng kia một chi cây liễu chi thượng chín phiến lá cây tất cả đều dài quá ra tới. Đối này hắn biết sinh mệnh chi thủy lần này đích xác có thể giúp được lão cây liễu, nghe lão cây liễu nói xong, cũng lại tự xưng tỉ tỉ, đã không có địch ý, hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngẫm lại nói. Nếu như thế liền chúc tiền bối đại công cáo thành, ta khả năng sẽ đi ra ngoài một đoạn thời gian, ta không ở thời gian vân môn liền làm ơn tiền bối chiếu ứng một vài. Đi thôi. Một tiếng nhàn nhạt đáp lại vang lên. Dương Nghị Vân biết lão cây liễu đã bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái, hoặc là nói luyện hóa sinh mệnh chi thủy trạng thái, cũng không hề quấy rầy hắn, nhảy dựng lên rời đi đỉnh núi. Bất quá giờ khắc này hắn khóe miệng hơi hơi dơ lên, từ nội tâm tản ra vui sướng. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, hắn cùng lão cây liễu chi gian có nào đó cảm ứng, này kỳ thật chính là sinh mệnh chi thủy đối lão cây liễu chế ước chi lực. Vô hình chung hắn tựa hồ cảm giác có cho rằng chân chính đại lão cấp bậc thủ hạ, há có thể không cao hứng. Đương nhiên Dương Nghị Vân trong lòng cũng rõ ràng hơn, lão cây liễu không thể theo lẽ thường đối đãi, cái này lão biến thái trong miệng hắn sư phụ đều là tiểu tử kêu, chết lão nhân đi đánh nhau đều phải tìm hắn mượn lá cây. Lai lịch thần bí thực lực càng là nhìn không thấu mới không đến,
không thể chân chính đi đem lão cây liễu trở thành là thủ hạ đối đãi, muốn nhưng tổ tông giống nhau cung phụng. Đương nhiên như vậy tổ tông, tự nhiên đối vân môn có lớn hơn nữa tác dụng. Tóm lại một câu, lão cây liễu hấp thu sinh mệnh chi thủy, ít nhất vân môn có việc liền sẽ quản, đây là khẳng định, nếu không hắn sinh mệnh chi thủy chế ước chi lực, cũng không phải đùa giỡn. Lý tưởng nhất kết quả là hắn hai giọt sinh mệnh chi thủy có thể làm lão cây liễu khôi phục lại, đến lúc đó mới sảng, chỉ có thể Dương Nghị Vân biết sợ là không dễ dàng. Lão cây liễu không rời đi vân môn căn cứ đỉnh núi, thực lực ở cường đại cũng là có cực hạn. Hắn đâu, hiện tại liền chuẩn bị đi trước dị vực giới, đi xem rốt cuộc nhị sư huynh trong miệng phi thăng đến dị vực giới thần thú có phải hay không điêu nhi cùng tiểu phượng hoàng chúng nó. Dù sao trong lòng nghĩ đến kém không được. Từ đỉnh núi xuống dưới sau, tiểu sư tỷ tím hà trước tiên phát hiện hắn. Tiểu sư đệ ngươi khôi phục, cơ tím hà đi vào bên người dò hỏi, mang theo quan tâm. Dương Nghị Vân trong lòng thực ấm áp, nhìn vị này cổ linh tinh quái tiểu sư tỷ, như cũ trần trụi trắng tinh chân, mặt trên một chút bùn đất đều không có, cổ chân thượng lục lạc theo nàng đi đường len keng rung động, nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái, rồi sau đó nói, đa tạ sư tỷ quan tâm ta nói nguyên thương thế đã khôi phục. Hì hì vậy là tốt rồi, lại kêu một tiếng sư tỷ nghe một chút. Mang theo nghịch ngợm cơ tím hà nói. Ách sư tỷ Dương Nghị Vân lại kêu một tiếng. Sư đệ thật ngoan, hì hì. Đối cơ tím hà tới nói, nàng nương vô số năm lão ấu, rốt cuộc có người kêu sư tỷ sau, trong lòng vô cùng vui vẻ hảo chơi. Ở Dương Nghị Vân trong mắt cái này sư tỷ giống như là một cái trường không lớn thiên chân tiểu cô nương, ham chơi nghịch ngợm. Thiên tính cổ linh tinh quái. Nhưng đối hắn cái này sư đệ, Dương Nghị Vân có thể cảm thụ là thật sự thực quan tâm. Hai người nói chuyện bên trong, Nhiếp Hồn lão tổ, Cảnh Sán, Mông Điềm, Lục Bằng Bân, Phương Đông người sắt cùng Phương Đông Hạo Thiên cùng với Tiểu Thanh Tiểu Bạch đám người phát hiện Dương Nghị Vân xuất quan đều đuổi lại đây. Dương Nghị Vân bị thương việc, bọn họ đại gia tự nhiên cũng đều chú ý quan tâm, rốt cuộc Dương mẫu nhân hiện tại là bọn họ người tâm phúc. Vừa lên tới đều thăm hỏi Dương Nghị Vân tình huống. Nghe đại gia quan tâm, Dương Nghị Vân thật cao hứng, cười cười nói, thương thế đã hoàn toàn khôi phục, đại gia không cần lo lắng, mặt khác ta muốn tuyên bố một sự kiện. Ta muốn đi một chuyến dị vực giới, ta không hề trong khoảng thời gian này liền đại gia có việc liền tìm Phương Đông lão gia tử cùng ta tiểu sư tỷ, vân môn xây dựng tiếp tục. Lời nói không có nói xong, đã bị tiểu sư tỷ cơ tím hà ngắt lời nói, tiểu sư đệ vân vân, người muốn đi dị vực giới. Là, sư tỷ ta chủ ý đã định. Ngươi không cần khuyên ta, căn cứ nhị sư huynh cung cấp tin tức, ta tại hạ giới một ít thân nhân bằng hữu khả năng phi thăng ở dị vực giới, cho nên ta cần thiết đi một chuyến, nếu không lòng ta sẽ không an bình. Dương Nghị Vân cho rằng tiểu sư tỷ muốn khuyên can hắn, lập tức liền nói ra lời này. Giờ phút này cơ tím hà trong mắt quay tròn ở hốc mắt đảo quanh, thực mau nàng nhếch miệng cười nói, ta nhưng không khuyên can ngươi, ngươi đi dị vực giới ta cũng đi, chuyện này không thương lượng. Ách sư tỷ ngươi. Liền như vậy định rồi. Hảo, hảo đi. Dương Nghị Vân cười khổ, vốn dĩ cho rằng sư tỷ gây khó dễ hắn, không nghĩ tới lại là nàng cũng muốn cùng đi, xem thần sắc của nàng ngăn trở không dưới, liền cũng không hề nhiều lời, hơn nữa hắn biết chính mình vị này tiểu sư tỷ thực lực cường đại, nếu là nàng một hai phải đi, đảo cũng không tồi, nói không chừng có thể thượng chính mình. Phương Đông Hạo Thiên vốn định khuyên can Dương Nghị Vân, chính là Dương Nghị Vân một phen lời nói vô cùng kiên quyết. Hắn cũng liền không hề nhiều lời, chỉ là đối Dương Nghị Vân hứa hẹn, hắn sẽ tận lực xem trọng ra. Lục Bằng Bân cùng Nhiếp Hồn lão tổ vỗ ngực khẩu nhanh hơn vân môn cung điện đàn xây dựng, Phương Đông người sát muốn nói lại thôi, hắn làm huynh đệ vốn dĩ cũng tưởng đi theo đi, chính là hắn biết dị vực giới kia địa phương lại yêu cầu thực lực của hắn càng không thường. Dương Nghị Vân tuy rằng là tiên vương đại viên mãn, lẽ ra đi dị vực giới yêu cầu tiên đế thực lực, chính là Dương Nghị Vân cái này quái thai thực lực. Bản thân liền có thể một mình đấu tiên đế, không thành vấn đề. Dương Nghị Vân cũng công đạo Phương Đông người sắt quản lý vân môn đông đảo công việc, tự nhiên sẽ không làm Phương Đông người sắt đi theo. Một phen công đạo lúc sau, Dương Nghị Vân kêu hai cái chứa đựng nhẫn giao cho Cảnh Sán trong tay, một cái là đoạn làm tiên vực tam vạn tông môn đầu mục thượng cống, giá trị 5 vạn cực phẩm tiên thạch, một cái khác là đoạn làm việc nhà tộc bảo khố, bị nhị sư huynh cấp lấy tới, Dương Nghị Vân xem xét quá. Bên trong đồ vật nhảy ra một ít chính mình có thể sử dụng tiên dược sau, toàn bộ giao cho Cảnh Sán, cũng có 5 vạn cực phẩm tiên thạch, thêm lên chính là 10 vạn cực phẩm tiên thạch, tin tưởng có như vậy một tuyệt bút, là có thể đủ Lục Bằng Bân tiêu xài một trận.
làm Cảnh Sán chính mình nữ nhân này trưởng quản tài vụ hắn yên tâm. Mặt khác hắn cấp này đó bên người thân tương người mỗi người một tổ ngũ sắc hạt thóc, làm cho bọn họ tu luyện chi dùng, tự mình sử dụng quá, Dương Nghị Vân biết Thiên Cơ sư nương ngũ sắc hạt thóc đối tu luyện có kiểu gì chỗ tốt. Cái này làm cho tất cả mọi người mặt mày hớn hở, đối Dương Nghị Vân hảo cảm tăng nhiều. Chỉ có Tuyết Hương cùng thần ma điểu còn ở Càn Khôn Hồ không gian, Dương Nghị Vân dứt khoát không đi quản, làm Tuyết Hương tiếp tục ở Càn Khôn Hồ không gian tu luyện đi, dù sao còn có Côn Bằng chứng muốn chiếu cố. Tạp Mao điểu muốn mang lên thời điểm mấu chốt còn có thể ra ra chủ ý. Mặt khác Hồng Y là muốn mang lên, hắn khôi phục thương thế một tháng không quản Hồng Y, lần này thấy tựa hồ ánh mắt của nàng linh động rất nhiều. Mẫu đơn cốc 600 tiên tử gia nhập Vân Môn hoàn cảnh điểm tô cho đẹp công trình, cũng coi như là có sự tình làm, mẫu đơn nương nương như cũ không có hóa hình, nhưng đi hoa khai càng thêm diễm lệ, nghĩ đến một ngày nào đó nàng sẽ hóa hình. Cùng đoạn làm việc nhà tộc một trận chiến, hắn xem như nổi danh tiên giới, ở hỗn loạn tiên vực cũng không có người tới tìm phiền toái, đây là chuyện tốt. Vốn dĩ lo lắng nhất chính là hỗn loạn tiên vực tiểu hồng hoang có cao thủ ra tới ngăn trở hắn ở hỗn loạn tiên vực tu sửa Vân Môn. Bất quá từ hoa sen đen lần trước đã tới lúc sau, Dương Nghị Vân liền biết có lẽ tiểu hồng hoang vấn đề không cần lo lắng, có hoa sen đen ở tiểu hồng hoang, hẳn là sẽ không có người tới tìm phiền toái. Muốn tìm cũng là về sau sự tình, về sau Vân Môn chủ động muốn nhất thống toàn bộ hỗn loạn thiên vực, cho đến lúc này có lẽ sẽ nhảy ra rất nhiều cường giả đi. Bởi vì hỗn loạn thiên vực liền không có thống nhất quá. Những cái đó chân chính giấu ở hỗn loạn thiên vực cường giả là sẽ không làm hỗn loạn thiên vực thống nhất. Hoặc là nói bọn họ sẽ không chịu phục. Bất quá chuyện này Dương Nghị Vân không nóng nảy, nước ấm nấu ếch xanh, từ từ tới, một ngày nào đó hắn sẽ đem toàn bộ hỗn loạn tiên vực thống nhất, xưng là Vân Môn tiên vực. Hắn đỉnh đầu còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, chờ hạ giới Vân Môn người toàn bộ phi thăng trở về tiên giới Vân Môn, chính là hắn nhất thống hỗn loạn tiên vực là lúc. Cũng tin tưởng cho đến lúc này, hắn đã sớm tu vi đạt tới tiên đế chi cảnh. Thậm chí tiên tôn cũng không phải không có khả năng. Thân là thần đạo người thừa kế, hắn mục tiêu không chỉ có riêng là tiên giới trình tự. Hết thảy công việc dặn dò lúc sau, hắn cùng tiểu sư tỷ mang theo Hồng Y xuất phát, trước khi đi sự tình, đi một chuyến hỗn loạn tiên thành Độc Cô Gia, tìm Tuyết Miêu cùng Độc Cô Gia lão tổ, từ Tuyết Miêu chủ đạo Độc Cô Gia sát thủ tổ chức, ở ngắn ngủn không đủ một năm thời gian, bay nhanh phát triển, đã ở toàn bộ tiên giới thiết lập mấy trăm sát thủ phân bộ. Tên đã kêu ám ảnh sát thủ tổ chức, thành viên cũng mở rộng tới rồi thượng vạn. Hơn nữa như cũ ở mở rộng, không ngừng ở bồi dưỡng sát thủ. Dương Nghị Vân thực vui mừng, hắn tin tưởng có một ngày Tuyết Miêu sở dẫn dắt Vân Môn ám ảnh sát thủ tổ chức có thể phát huy đại tác dụng. Trước khi đi hắn cấp Tuyết Miêu ném xuống một câu, ngàn năm trong vòng hy vọng ám ảnh tổ chức có thể trải rộng toàn bộ tiên giới. Đối này, Tuyết Miêu trả lời là, cho ta 500 năm đã đủ rồi. Vốn tưởng rằng là cái vui đùa lời nói, cũng là hắn trêu ghẹo Tuyết Miêu nói, không nghĩ tới ngày sau thật đúng là trở thành tiên giới đệ nhất sát thủ tổ chức, hơn nữa thời gian căn bản liền không có dùng tới 500 năm. Mà Tuyết Miêu cũng trở thành 500 năm sau, tiên giới đệ nhất sát thủ đế vương, thần bí ám ảnh vương giả. Ngày hôm sau Dương Nghị Vân cùng tiểu sư tỷ tím hà hơn nữa Hồng Y, bay thẳng sao trời, cưỡi tiểu sư tỷ tím hà tàu bay, hướng về sao trời hải 10 vạn dặm độ cao mà đi. Tìm kiếm dị vực giới. Cuồn cuộn sao trời chi trong biển, tiểu sư tỷ tím hà hào tàu bay thượng. Dương Nghị Vân đứng ở đầu thuyền, Hồng Y ở hắn phía sau lẳng lặng mà đứng, giống như là một tôn điêu khắc, cảm thụ không đến bất luận cái gì hơi thở. Mà tiểu sư tỷ tím hà, ngồi ở ván kẹp thứ nhất đong đưa trắng tinh chân, làm nàng cổ chân lục lạc phát ra leng keng thanh âm, rất êm tai. Dương Nghị Vân nhìn nàng một cái nói. Sư tỷ ta nghe nhị sư huynh nói dị vực giới rất nguy hiểm, lại yêu tộc cùng chủng tộc khác địa bàn. Ta biết a, hơn nữa rất nhiều năm trước chết lão nhân mang ta đi quá. Cơ tím hạ ánh mắt lấp lánh nói. Dương Nghị Vân một trận nghẹn lời hắn vốn đang là tưởng khuyên nhủ tiểu sư tỷ đừng đi, hắn đi là không có biện pháp, bởi vì điêu nhi các nàng, hắn cần thiết đi, nhưng hắn cũng không nghĩ liên lụy tiểu sư tỷ, ai biết nàng là một bộ hồn nhiên không thèm để ý ngữ khí. Ngay sau đó lại nghe được tiểu sư tỷ mở miệng nói, tiểu sư đệ a, người đừng nghe nhị sư huynh, hắn làm người tương đối nghiêm cấm, làm chuyện gì đều phải suy nghĩ một phen, kỳ thật dị vực giới cũng không có nguy hiểm như vậy, yêu tộc cũng có hảo yêu tồn tại, tuy rằng đối nhân tộc căm thù, nhưng cũng không phải toàn bộ, hơn nữa chỉ cần có thực lực, tiên giới to lớn chạy đi đâu không được.
Lại nói mặc kệ là dị vực giới vẫn là cửu trọng thiên, thậm chí là ma giới chi vực, đều là tiên giới trong vòng, dị vực giới đều không phải là mỗi một cái yêu tộc đều là tiên vương tiên đế tiên tôn gì đó cường giả, yêu tộc tu luyện so với chúng ta nhân tộc nhỏ yếu nhiều, nào có như vậy rất mạnh giả tồn tại. Mặt khác từ trước thời đại phát sinh quá tiên ma yêu hỗn loạn đại chiến lúc sau, các tộc cường giả từng có hiệp nghị, sẽ không lại có không minh bạch đại chiến. Kỳ thật dị vực giới cũng có nhân tộc tồn tại, giống như là tiên giới địa phương khác cũng đều yêu tộc cùng chủng tộc khác tồn tại giống nhau. Cái gọi là dị vực giới kỳ thật chính là yêu tộc yêu hoàng lấy đại thần thông xác nhập vô số tiên sơn một cái thế giới, vì chính là có thể càng nhiều bảo toàn yêu tộc một mạch. Người cũng biết yêu tộc rất nhiều đàn tổ đều ở lịch sử sông dài chung diệt vong, cho nên chỉ là một cái yêu tộc tương đối nhiều tiên giới đầy đất mà thôi, không cần quá để ý. Dương Nghị Vân nghe tiểu sư tỷ nói chuyện, hồn nhiên không thèm để ý, hắn nghe cũng trong lòng buông lỏng. Ngẫm lại cũng là chính mình suy nghĩ nhiều quá, nếu quyết định muốn đi vậy không cần có quá nhiều băn khoăn, thuyền đến đằng trước tự nhiên thẳng. Đi một bước xem một bước đi. Thuận thế ngồi ở tới, cùng tiểu sư tỷ song song sau, Dương Nghị Vân cười cười hỏi, sư tỷ ngươi chân chính thực lực có thể có bao nhiêu cao? Hi hi, sư đệ a, ngươi tin hay không ngươi sư tỷ ta liều mạng, liền tính là tiên tôn hậu kỳ cũng muốn sợ hãi ba phần. Cơ Tím Hà ánh mắt chớp chớp nói. Dương Nghị Vân vốn dĩ tưởng bàn bàn tiểu sư tỷ đế, không nghĩ tới nàng tới như vậy một câu. Nhưng Dương Nghị Vân cảm giác thượng đối tiểu sư tỷ lời này là tin tưởng. Lần trước đại chiến đoạn làm việc nhà lão tổ cái kia tiên tôn trung kỳ, tuy rằng tiểu sư tỷ bị thương, nhưng Dương Nghị Vân cảm thấy kia xem như liều mạng, huống chi đoạn làm việc nhà lão tổ có được cái gì thần hổ chi lực, nghiêm khắc tính lên thực lực là vượt qua tầm thường tiên tôn trung kỳ, nói cách khác tiểu sư tỷ thực lực đích xác có thể đối kháng tiên tôn hậu kỳ. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân cũng là hít hà một hơi, nhưng trong lòng thực chua xót, như vậy tưởng tượng, tựa hồ chết lão nhân bốn cái đệ tử chung liền hắn là lót đế tồn tại. Đúng lúc này chỉ nghe tiểu sư tỷ mở miệng nói, chúng ta đến giới vách tường. Dương Nghị Vân sửng sốt, lúc này hắn cẩn thận cảm thụ một chút, đích xác như nhị sư huynh lời nói, hắn có thể cảm thụ sao trời hải xuất hiện ba cổ bất đồng hơi thở. 10 vạn dặm sao trời hải độ cao giống như là một cái tọa độ. Tiến lên cùng đánh không đánh đều sẽ không cảm ứng được nơi này ba loại hơi thở. Dựa theo nhị sư huynh ngay lúc đó cách nói, đến cái này tọa độ lúc sau, liền đi cảm thụ ba loại hơi thở, đi theo hơi thở tiến vào giới vách tường. Bất quá lúc này tiểu sư tỷ ở, nhưng thật ra không cần lo lắng, hơn nữa tiểu sư tỷ đi qua một lần này có nàng ở nhưng thật ra không cần lo lắng. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút cũng đích xác cảm nhận được có ba loại bất đồng hơi thở xuất hiện. Phân biệt là tiên nguyên khí cùng loại yêu khí đương so với yêu khí càng vì cường đại, loại thứ ba trung ma khí. Ngay sau đó hỏi Cơ Tím Hà nói, sư tỷ như thế nào mới có thể đi vào? Cẩn thận cảm thụ yêu khí làm chính mình cùng yêu khí sinh ra nổ vang, cuối cùng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiến lên, đúng rồi yêu khí bao vây ngươi toàn thân thời điểm ngươi liền sẽ cảm thụ giới vách tường cái chắn, trực tiếp toàn lực đánh sâu vào là có thể đi vào. Tuy rằng đánh sâu vào giới vách tường lại nói tiếp yêu cầu tiên đế cấp bậc tu vi, nhưng lấy thực lực của ngươi hẳn là vậy là đủ rồi, ta trước tới, ngươi đuổi kịp. Cơ Tím Hà nói. Hảo Dương Nghị Vân gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó chỉ thấy tiểu sư tỷ toàn thân tím lôi vần quanh, Dương Nghị Vân có thể thấy được có cường yêu khí hiện lên, hoặc là nói là đến từ nàng trước người sao trời, trống rỗng xuất hiện giống nhau, yêu khí chỉ có nồng hậu đến trình độ nhất định mới nhưng mắt thường xem tới được. Hiện ra chính là lục nhạt trung mang bạch nhan sắc, bất quá Dương Nghị Vân biết yêu khí nhan sắc là đủ mọi màu sắc, rất khó có thống nhất nhan sắc. Không được tiên khí bao lớn tình huống là kim sắc cùng màu trắng, mà ma khí còn lại là màu đen hoặc là màu đỏ, quỷ thu pháp lực nhan sắc giống nhau đều là màu xám. Thế giới vô biên vạn vật sinh linh, pháp lực thiên địa linh khí các có bất đồng, cái này không có chân chính thống nhất tiêu chuẩn. Nháy mắt Dương Nghị Vân nhìn đến tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà trên người có quang mang lập lòe dựng lên, mà ở nàng phía trước cũng trống rỗng xuất hiện một cánh cửa, hoặc là nói càng như là một bức tường, xỏ xuyên qua thiên địa vách tường. Ngay sau đó liền thấy tiểu sư tỷ hướng về này một bức tường bỗng nhiên phóng đi, hơn nữa mở miệng nói, chiếu làm theo kịp. Dương Nghị Vân không dám chậm trễ, vận chuyển công pháp cảm thụ yêu khí, theo sát đi lên. Hội tụ yêu khí cùng cảm giác yêu khí nổ vang điểm này với hắn mà nói không khó, theo sát sau đó. Ầm vang. Một tiếng nặng nề chung, Dương Nghị Vân nhìn đến tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà toàn thân pháp lực đại tác phẩm, nháy mắt liền vọt vào giới vách tường bên trong biến mất không thấy, hắn không dám có chút tạm dừng,
sợ xuất hiện cái gì biến cố, vội vàng vận chuyển pháp lực toàn lực đánh sâu vào qua đi. Đồng dạng là một tiếng nổ vang, hắn chỉ cảm thấy chính mình va chạm ở giới trên vách, giống như là va chạm ở một đạo cửa sắt giống nhau, thực đông cứng, cũng toàn thân đều đau, nhưng lại biết đây là đánh sâu vào giới vách tường. Gầm nhẹ một tiếng, toàn thân pháp lực vận chuyển tới cho đến, ngay sau đó lại là oanh một chút, cả người một nhẹ. Trong tầm mắt quang mang chói mắt, hắn theo bản năng nhắm mắt. Nhưng bên tai lại truyền đến tiểu sư tỷ cơ tím Hà thanh âm nói, được rồi, có thể mở hai mắt, chúng ta đã tới rồi. Dương Nghị Vân nghe vậy mở hai mắt, giờ phút này nhìn lại trong tầm mắt lại là một mảnh mây mù lượn lờ, mà hắn cùng tiểu sư tỷ tựa hồ đang ở một chỗ bạch ngọc ngôi cao phía trên, cái này ngôi cao rất lớn rất lớn. Đánh giá dưới tựa hồ đều nhìn không tới cuối, bất quá có thể xác định chính là, bọn họ thân ở nơi hẳn là trên 9 tầng trời giống nhau. Nhìn không được hỏi cơ tím Hà nói, sư tỷ chúng ta này không phải là ở phía chân trời phía trên đi. Cơ tím Hà cười cười gật đầu nói, tính lên đích xác ở phía chân trời phía trên, dị vực giới tuyết trắng, cùng ngươi cái kia hỗn loạn tiên vực là giống nhau, là bị yêu tộc đại thần thông giả lấy đại pháp lực hợp thành tiên sơn hình thành, thậm chí muốn so hỗn loạn tiên vực còn muốn đại một khối tiên sơn lục địa, đây là một phương đại thế giới. Nơi này sẽ không có sao trời hải tồn tại, chỉ có thiên địa chi phân. Chúng ta hiện tại tiến vào địa phương là dị vực giới nhập khẩu, nơi này hẳn là gọi là thiên môn đài, từ thiên môn dưới đài đi, 10 vạn dặm chính là dị vực giới sơn xuyên đại địa. Chờ cơ tím Hà nói xong, Dương Nghị Vân xem như lý giải nơi này kỳ thật chính là một cái lớn một chút tiên sơn, nàng lúc trước nói đều là thuộc về tiên giới, lời này không sai, chẳng qua nơi này bị yêu tộc khống chế. Đương nhiên dựa theo sư tỷ ý tứ, nơi này không chỉ là yêu tộc, nhân tộc cùng chủng tộc khác cũng tồn tại. Chẳng qua là tương đối ít mà thôi. Sư tỷ chúng ta đi xuống đi. Dương Nghị Vân tâm tư tới rồi nơi này sau, ngược lại càng thêm sốt ruột lên, bởi vì hắn lo lắng Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng chúng nó. Đi thôi. Cơ tím Hà nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái phi thăng dựng lên. Phi hành tam vạn trượng đến bên cạnh, cái này thiên môn đài đường kính chính là tam vạn trượng. Phía dưới mây mù lượn lờ, căn bản thấy không rõ có cái gì, ở chỗ này cũng không có nhìn đến có thái dương tồn tại. Bất quá toàn bộ thế giới lại là thực sáng ngời, chút nào không cần có thái dương kém. Hai người bay vọt mà xuống. Một bên phi hành, cơ tím Hà mở miệng nói, nơi này không có ngày đêm chi phân, bốn mùa như xuân lại cũng là khó được tiên cảnh thế giới. Nói cho ta nghe một chút đi, ngươi này đó bằng hữu trạng huống, cũng hảo tìm kiếm manh mối. Dương Nghị Vân gật đầu, bắt đầu giảng thuật Điêu Nhi, Tiểu Phượng Hoàng, Vân Lôi Thú, nghe còn có Mai Tỷ đám người tình huống.